Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 168. Chạy, đám người toàn bộ đều ngẩn ở tại chỗ, chẳng ai ngờ rằng, đế thái ất bọn họ vậy mà lại chạy trốn. Nếu như hỗn độn nguyên thú đuổi theo thì cũng thôi đi, có thể mấu chốt là, hỗn độn nguyên thú cũng không có chú ý muốn giết bọn họ, ngược lại sắc mặt khó coi nhìn bốn phía tu sĩ. Đám người đối đế thái ất bốn người hận thấu xương, coi bọn họ là làm quân cờ thì cũng thôi đi, bây giờ lại còn đem cái này cục diện rối rắm lưu cho bọn hắn. Hiện tại hỗn độn nguyên thú chính đang lửa giận lên đầu, vạn nhất đem bọn họ diệt sạch đây. Trong lúc nhất thời, ở đây tu sĩ đều trở nên khẩn trương lên, nín thở ngưng thần hướng về hỗn độn nguyên thú. Nếu như nói ở đây còn có người thần sắc tính bình tĩnh mà nói, chỉ có thần ma tử, thánh nhân hoàng, cùng Tiêu Phàm. Nhất là thần ma tử, đám người căn bản không nhìn thấy khuôn mặt, đám người chỉ biết là hắn là lịch cổ vạn tộc thiên tài bảng người thứ nhất, nhưng ai đều không biết hắn bộ dạng dài ngắn thế nào. Tính toán ta, cũng có phần của các ngươi sao không chạy? Hỗn độn nguyên thú không có tùy tiện xuất thủ, mà là lạnh như băng hướng về thần ma tử cùng thánh nhân hoàng. Thần ma tử thấy không rõ khuôn mặt, bất quá đám người vẫn như cũ có thể cảm nhận được hắn thong dong. Mà thánh nhân hoàng lại là ngẩng đầu nhìn trời một cái khung, nói cho dù chạy trốn, lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Xem ra ngươi rất tự biết mình. Hỗn độn nguyên thú cười lạnh nói, thánh nhân hoàng tự biết không địch lại, cái này khiến trong lòng của hắn trộm sảng khoái. Nhưng mà, thánh nhân hoàng lại là nhàn nhạt lắc đầu, nói không, ta là nói bọn họ trốn không được bao nhiêu, về phần ta sở dĩ không chạy, là bởi vì không cần thiết chạy. Hỗn độn nguyên thú hai mắt ngưng tụ, bắn ra một vòng hung sát chi khí, xâm nhiên hướng về thánh nhân hoàng. Không cần thiết chạy trốn, chẳng lẽ ngươi còn cho rằng có thể là đối thủ của ta hay sao? Ngay cả Tiêu Phàm cũng có chút ngoài ý muốn. Đế thái ất thế nhưng là xếp hạng vạn tộc thiên tài bảng người thứ hai, thánh nhân hoàng mới là người thứ ba a, làm sao cảm giác thánh nhân hoàng thực lực so đế thái ất còn muốn mạnh hơn a? Xếp hạng dĩ nhiên là một mặt, nhưng là thực lực chân chính, chưa hẳn đúng như xếp hạng một dạng. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Bất quá, hắn cũng rất tò mò, cái này thánh nhân hoàng rốt cuộc là dũng khí từ đâu tới cùng hỗn độn nguyên thú một trận chiến. Chí ít. Hắn Tiêu Phàm là tuyệt không có khả năng là hỗn độn nguyên thú đối thủ, hắn cũng không tin thánh nhân hoàng có thể chiến thắng hỗn độn nguyên thú, dù sao giữa hai người chênh lệch cảnh giới bày ở cái kia. Ngươi chính là suy nghĩ một chút như thế nào phá mở phi tiên phong cấm trận a, một khi kết giới tới gần, ai đều không sống nổi. Thánh nhân hoàng đạm mạc nói. Hỗn độn nguyên thú nghe vậy, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung, trận này vốn chính là dùng để vây khốn hắn. Hỗn độn nguyên thú tự nhiên biết rõ trận pháp này khủng bố. Trong các ngươi có người trộm đi 3.000 nguyên giới, dẫn đến không cách nào chống đối phi tiên phong cấm trận lực lượng, muốn phá giải phi tiên phong cấm trận, nhất định phải tìm tới 3.000 nguyên giới. Thở sâu, hỗn độn nguyên thú suy nghĩ một chút nói. Hiển nhiên, muốn chống đối phi tiên phong cấm trận rào sát, nhất định phải tìm tới 3.000 nguyên giới. 3.000 nguyên giới ở đâu, người mới có thể cảm ứng được. Thanh âm sâu kín từ thần ma miệng bên trong truyền ra. Hỗn độn nguyên thú nháy mắt, hướng phía trước phóng ra một bước, mặt đất chấn động mãnh liệt lay động, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú Tiêu Phàm, trầm giọng nói, sát lục nguyên giới ở chỗ này, giao ra 3.000 nguyên giới, ta tự sẽ cảm ứng được mặt khác nguyên giới. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người lập tức lạnh như băng nhìn về phía Tiêu Phàm. Kiếm Hồng Trần, vì mọi người an toàn cân nhắc, giao ra sát lục nguyên giới a. Không sai, một cái sát lục nguyên giới mà thôi, có thể cứu mọi người tính mệnh, cớ sao mà không làm đây? Còn do dự cái gì, chẳng lẽ ngươi muốn mọi người chết ở chỗ này sao? Một cái sát lục nguyên giới liền có thể cứu mọi người, ngươi hẳn là đáng được ăn mừng. Nhìn thấy Tiêu Phàm trầm mặc không nói, đám người lập tức nhao nhao chỉ Tiêu Phàm, có càng là vênh váo hống hách nói. Bọn họ đều cho rằng Tiêu Phàm giao ra sát lục nguyên giới là đương nhiên sự tình. Không có chút nào bất luận cái gì cảm giác áy náy. Tiêu Phàm mắt lạnh nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này, lại là nhìn thấy Ma Thái Hư, Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Lâm Phong mấy người gọi hung nhất, bọn họ thế nhưng là ước gì Tiêu Phàm ăn thiệt thòi. Nếu là Tiêu Phàm giao ra sát lục nguyên giới, Tiêu Phàm thực lực khẳng định giảm bớt đi nhiều, ba người bọn họ liền nhiều hơn một phần thắng.
giao ra sát lục nguyên giới có thể cứu bọn hắn mệnh. Tiêu Phàm ngoạn vị nhìn xem hỗn độn nguyên thú nói. Hỗn độn nguyên thú lông mày nhíu lại, trầm giọng nói, không sai. Nhưng ta vì sao muốn cứu bọn hắn mệnh đây? Tiêu Phàm hí ngược cười một tiếng. Nơi này người, trừ bỏ Long Vũ cùng Kim Cốt Đế bên ngoài, những người khác cùng hắn không có bất kỳ cái gì giao tình, hắn dựa vào cái gì hy sinh ích lợi của mình, đến cứu bọn họ mệnh đây? Kiếm Hồng Trần, ý của ngươi là muốn thấy chết không cứu? Không đợi hỗn độn nguyên thú mở miệng, xa xa Ma Thái Hư lập tức cười giận dữ nói. Kiếm Hồng Trần, ngươi nếu không giao ra sát lục nguyên giới, đây là bức bách chúng ta giết ngươi, chiếm lấy sát lục nguyên giới sao? Phượng Trung Hoàng cũng mặt âm trầm, trên mặt lộ ra một nụ cười âm hiểm. Những người khác cũng là ngươi một lời, ta một câu. Tiêu Phàm lại giống như vạn cổ thanh tùng, đứng ở cái kia không nhúc nhích, mặc cho đám người làm sao phẫn nộ, tựa như tất cả những thứ này không có quan hệ gì với hắn một dạng. Thật lâu, có một ít người càng là chán phóng khí tức mạnh mẽ, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm, làm xong tùy thời động thủ chuẩn bị. Đều nói xong, Tiêu Phàm khí định thần nhàn, hí ngược ánh mắt từ những cái kia sao động đám người trên người đảo qua. Đám người hơi kinh ngạc nhìn xem, chẳng ai ngờ rằng Tiêu Phàm lúc này lại còn có thể bình tĩnh như thế. Nếu như ta nói, ta có phương pháp rời đi giới này, các ngươi tin sao? Tiêu Phàm mỉm cười, con ngươi lại là vô cùng băng lãnh. Lời này vừa nói ra, đám người một trận kinh ngạc, tất cả đều ngừng thân hình. Nếu như Tiêu Phàm thực có biện pháp nào rời đi, giờ phút này đắc tội Tiêu Phàm, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng? Nhưng mà Thái Hư lại là trước tiên phản bác, ngươi một câu, chúng ta liền phải tin tưởng ngươi, nói miệng không bằng chứng, ngươi nếu thật có biện pháp rời đi, hiện tại liền có thể mang theo mọi người rời đi. Mặt khác không ít người cũng khẽ gật đầu, bọn họ cũng không quá tin tưởng Tiêu Phàm. Hỗn độn nguyên thú nói ngươi tin, ta nói cũng không tin. Tiêu Phàm không chút kiêng kỵ nở nụ cười, lạnh lùng nhìn xem Ma Thái Hư nói, ta lời nói để ở chỗ này, ai cũng có thể rời đi, nhưng ngươi Ma Thái Hư, là không thể nào rời đi phi tiên thánh cảnh. Ngươi, Ma Thái Hư biến sắc, vừa muốn nói gì, lại lần nữa bị Tiêu Phàm cắt ngang. Các ngươi có thể đứng ở Ma Thái Hư một phương, nhưng phải làm cho tốt lưu lại chuẩn bị. Tiêu Phàm lại đảo qua đám người, khinh thường nói. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, đúng rồi, các ngươi có thể coi như đây là uy hiếp. Hắn có được cửu u địa ngục lối vào, tùy thời đều có thể rời đi phi tiên thánh cảnh, tương đương với có được một tấm bảo toàn tánh mạng át chủ bài. Nhưng là, hắn cũng không phải ngu xuẩn người lương thiện, sẽ thiện lương đến liền nhiều lần nghĩ muốn giết mình cửu nhân đều đi cứu. Nói xong, không ít người nhao nhao lui ra phía sau, rời xa Ma Thái Hư, ở tử vong trước mặt, cái gì tôn nghiêm, đều bị bọn họ quên hết đi. Kiếm Hồng Trần, người đừng muốn cản rỡ, lần trước không giết chết ngươi, lần này xem ngươi làm sao có thể trốn. Lúc này, trong đám người đột nhiên vang lên một đạo tức giận thanh âm. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy Phượng Trung Hoàng từ trong đám người đi ra, quanh thân thiêu đốt lấy hừng hực sát ý, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa, một bộ áo dài trắng ngọc Lâm Phong cũng hở hững nhìn xem Tiêu Phàm. Mấy tức về sau, hai người liền cùng Ma Thái Hư đứng thành một hàng, khí thế bàng bạc hướng về Tiêu Phàm gào thét đi. Tiêu Phàm thấy thế, khóe miệng hơi hơi dương lên, cong thành một đạo quỷ dị độ cong, bình tĩnh nói, vừa vặn ta cũng muốn mau sớm giải quyết ân oán giữa chúng ta, các ngươi đều không có ý kiến chớ. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm nhìn về phía toàn trường tu sĩ khác nói. Tất cả mọi người không có mở miệng, theo bọn hắn nghĩ, Kiếm Hồng Trần cho dù là mạnh, cũng không khả năng là Ma Thái Hư, Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Lâm Phong đối thủ. Dù sao, ba người bọn họ cũng là vạn tộc thiên tài bảng 20 người đứng đầu nhân vật. Bây giờ càng là đột phá đến thánh đế cảnh, cùng vạn tộc thiên tài bảng 10 hạng đầu ở giữa chênh lệch cũng san bằng rất nhiều, lấy một địch ba, Tiêu Phàm lại làm sao có thể thắng đây? Tiêu Phàm nếu là bại, bọn họ liền có thể lấy được Tiêu Phàm trên người sát lục nguyên giới, đến lúc đó giao cho hỗn độn nguyên thú tìm tới mặt khác 3.000 nguyên giới tồn tại, dùng để đối kháng phi tiên phong cấm trận kết giới, bọn họ liền cứu được. Chỉ là ai cũng chưa từng nghĩ tới, nếu là hỗn độn nguyên thú chiếm được 3.000 nguyên giới, há lại sẽ thực cứu bọn họ đây? Yên tâm đi, không có sẽ ngăn cản ngươi chịu chết.
Ma Thái Hư cười lớn một tiếng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm một phương hướng khác, Phượng Trung Hoàng cũng là như thế, ba người thành tam giác chi thế, đem Tiêu Phàm vây ở trung ương. Một màn này, Tiêu Phàm cảm giác biết bao quen thuộc. Lần trước hắn bị ba người vây công, không thể không vỡ nát hư không, cuối cùng mình bị trục xuất vô ngần hư vô. Cũng may bản thân vận khí không tệ, cuối cùng tiến nhập tiên linh tộc thí luyện cổ lộ, bằng không mà nói, vô cùng có khả năng vĩnh viễn mê thất ở trong hư vô. Ngày hôm nay, tất cả mọi người xưa đâu bằng nay, đột phá đến thánh đế cảnh, thực lực tự nhiên là gấp mấy lần so đại đế cảnh đỉnh phong. Nhìn xem đối diện tràn đầy tự tin ba người, Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, hắn không biết Ma Thái Hư ba người tiến bộ làm sao, có thể hắn rất biết mình tiến bộ. Xòe bàn tay ra, Tu La Kiếm lập tức xuất hiện ở trong tay, quỷ dị chính là, Tu La Kiếm đã không còn là diêm dúa huyết sắc, thậm chí không thấy bất luận cái gì quang trạch. Ngược lại nhìn qua đục không chịu nổi, huyết sắc cũng thiếu một phần yêu diễm, nhiều hơn một phần nội liếm, còn lượn lờ từng tia màu vàng nhạt vầng sáng, nhìn qua huyền diệu hết sức. Không hổ là hỗn độn nguyên kim, vậy mà để Tu La Kiếm liền nhanh như vậy tấn thăng đến đỉnh cấp thánh giai pháp bảo, khoảng cách thánh tôn pháp bảo chỉ có cách xa một bước. Cảm nhận được Tu La Kiếm biến hóa, Tiêu Phàm lộ ra vẻ hài lòng. Hắn 10 điểm chờ mong, Tu La Kiếm bây giờ có thể có được như thế nào uy lực. Âm dương phân giới thủ, huyết ngục hỏa độc trưởng, Thái Hư trấn thiên ấn. Không đợi Tiêu Phàm xuất thủ, mà Thái Hư, Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Lâm Phong ba người đồng thời chán phóng khí thức mạnh mẽ, bá đạo công kích tuôn hướng Tiêu Phàm. Lần trước bị Tiêu Phàm trốn qua một kiếp, bọn họ cũng không dám lại khinh thường Tiêu Phàm, một xuất thủ là được toàn lực ứng phó. Tiêu Phàm ánh mắt u lãnh, tựa như đã sớm đoán đến một bước này, làm ba người tới gần thời khắc, hắn chẳng những không có sợ hãi, ngược lại khóe miệng hiện ra một nụ cười. Ong ong một đạo huyền diệu năng lượng ba động từ trên người hắn tản ra, trong nháy mắt quét chúng Ma Thái Hư ba người thân thể khẽ run lên, công kích kiệu uy thế cũng trong nháy mắt thấp ba thành. Tiểu vận mệnh thuật, Tiêu Phàm trong lòng khẽ nói một tiếng, cước bộ của hắn nhanh chóng biến hóa, sau lưng sớm đã hiện ra một đạo đen nhánh ma ảnh. Hồng hộc một tiếng, chỉ thấy ma ảnh kia đột nhiên tay cầm binh khí hung hăng hướng về ba người nổi giận chém mà xuống. Trảm hồn thất ma đao, thôi động nguyên lực thi triển cổ thuật cùng cổ pháp, uy lực so thần lực lại muốn mạnh gấp 10 có thừa, đây chính là thánh đế cảnh cường đại. Phốc phốc, hư không ba đạo huyết kiếm bắn ra, Ma Thái Hư, Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Lâm Phong ba người giống như diều bị đứt dây bay ngược mà ra, trọng trọng đập xuyên mấy ngọn núi mới dừng lại. Đám người nhìn thấy một lần này mộ, tất cả đều trợn to hai mắt, trên mặt đều là vẻ kinh hãi. Đây chính là vạn tộc thiên tài bảng phân biệt xếp hạng thứ 11, thứ 12 cùng thứ 15 Ma Thái Hư, Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Lâm Phong A. Vẻn vẹn một đòn, liền bị đánh bại. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, đám người làm sao cũng sẽ không tin tưởng, đây quả thực thật là đáng sợ. Mạnh, không thể tưởng tượng nổi mạnh. Nơi xa, Thánh Nhân Hoàng, hỗn độn nguyên thú đều mí mắt một trận cuồng loạn, thậm chí nửa đường phản hồi. Trốn ở trong tối đế thái ất bọn bốn người cũng là kinh hãi không thôi. Nhất là huyền phệ, cửu linh cùng thiên sát ba người, bọn họ cũng nhiều nhất một đối một ổn chiếm thượng phong mà thôi. Nếu như một đối ba, bọn họ tuyệt không phải đối thủ, tự nhiên càng thêm không có khả năng đánh bay Ma Thái Hư ba người. Đừng nói bọn họ, chính là Ma Thái Hư ba người, giờ phút này cũng không khỏi kinh hãi, bọn họ không thể nào tiếp thu được sự thật này. Ở đại đế cảnh đỉnh phong, ba người bọn họ hợp lực, có thể ổn áp Tiêu Phàm không có lực phản kháng chút nào, thậm chí kém chút giết Tiêu Phàm. Bây giờ đột phá thánh đế cảnh, đám người ở giữa chênh lệch hẳn là vô hạn rút nhỏ mới đúng a, làm sao có thể không phải Tiêu Phàm một đòn địch đây? Đây cũng là ba cái nguyên tuyền lực lượng sao? Tiêu Phàm cũng bị bản thân mới vừa một đòn cho khiếp sợ đến. Trảm hồn thất ma đao. Chỉ là nắm giữ một loại yếu hơn cổ pháp mà thôi, còn không phải hắn cường đại nhất cổ pháp cùng cổ thuật công kích. Hắn không cách nào tưởng tượng, bản thân thi triển 3.000 thế giới cùng hỗn độn trảm thiên kiếm những cái này cổ pháp cùng cổ thuật lúc, uy lực sẽ đạt tới trình độ nào. Theo Tiêu Phàm nguyên lực tiêu hao, ba cái nguyên tuyền lập tức bắt đầu nhanh chóng thôn phệ trong trời đất nguyên khí luyện hóa thành nguyên lực. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Tiêu Phàm thể nội nguyên lực liền khôi phục hoàn toàn.
Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm thân hình lần nữa động, chỉ thấy hắn chia ra làm bốn, ba bộ linh hồn phân thân phân biệt phóng tới Ma Thái Hư ba người vị trí. Ở đoàn người trong ánh mắt kinh ngạc, ba bộ linh hồn phân thân dẫn theo Ma Thái Hư, Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Lâm Phong ba người máu me đầm đìa thân thể, như ném rác rưởi một dạng ném ở trước mặt Tiêu Phàm. Liền choáng, quá không chịu nổi. Tiêu Phàm hờ hững lắc đầu. Quá không chịu nổi, đám người khóe miệng giật một cái, không phải Ma Thái Hư ba người bọn họ không trải qua chơi, mà là ngươi quá biến thái tốt ha. Tiêu Phàm lấy tay vung lên, một vệt sáng bao phủ Ma Thái Hư ba người lập tức từ trong hôn mê tỉnh lại, hung tợn nhìn xem Tiêu Phàm. Cái này chính là các ngươi muốn giết ta lực lượng. Tiêu Phàm bĩu môi nhìn xem ba người, ánh mắt tràn đầy vẻ khinh miệt. Có bản lĩnh giết chúng ta. Ma Thái Hư mặt âm trầm, trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng. Lần thứ nhất gặp gỡ Tiêu Phàm, hắn còn có thể trông xuống Tiêu Phàm, mà lần thứ hai gặp gỡ Tiêu Phàm liền có thể cùng hắn tương đương nhau. Lần thứ ba, hắn cùng Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Lâm Phong liên thủ mới ổn áp Tiêu Phàm một đầu. Mà cái này lần thứ tư, hắn thậm chí ngay cả Tiêu Phàm một đòn đều không chịu nổi, loại đả kích này, đối với Ma Thái Hư mà nói, quá lớn. Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Lâm Phong cũng là cũng giống như thế, đã từng huy hoàng cùng kiêu ngạo, bị Tiêu Phàm một đòn đánh nát bấy, bọn họ liền đầu đều cũng không ngẩng lên được. Giết các ngươi, vậy quá tiện nghi các ngươi. Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng, sau đó bóp tay đánh ra mấy đạo thủ ấn tiến nhập ba người thể nội, lơ đãng nói, từ giờ trở đi, các ngươi thay ta kéo xe a. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Từ giờ trở đi, các ngươi thay ta kéo xe a. Tiêu Phàm bình thản ngữ quanh quẩn tại hư không, lại giống như một chuôi đao nhọn một dạng cắm ở Ma Thái Hư, Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Lâm Phong ba người ngực. Những người khác cũng là kinh ngạc không thôi, bị Tiêu Phàm lời nói cho khiếp sợ đến. Để Ma Thái Hư, Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Lâm Phong cho ngươi lôi kéo. Ngươi nhà thật đúng là không phải bình thường to gan lớn mật, đây là muốn đem ba người sau lưng chủng tộc đều đắc tội triệt để a. Phải biết, ba người thế nhưng là Long Phượng tộc ba đại chủng tộc lão tổ tông cấp bậc nhân vật, hiện tại Thái Cổ Ma Long chờ ba đại chủng tộc lão tổ, đều có thể phải gọi ba người bọn họ một tiếng tổ tông đây. Để ba người kéo xe, quả thực so giết bọn hắn còn muốn cho ba người khó chịu. Ba người có loại hộc máu xúc động, chỉ có thể hung tợn hướng về Tiêu Phàm, nhưng để cho bọn họ tuyệt vọng là, bọn họ muốn mở miệng nói chuyện, làm thế nào đều không nói được. Các ngươi phục sao? Tiêu Phàm ở trên cao nhìn xuống quan sát ba người, đạm mạc nói, phục mà nói, liền quỳ xuống. Phù phù, ở tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Ma Thái Hư, Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Lâm Phong ba người không chút do dự phù phù một tiếng quỳ gối Tiêu Phàm trước mặt, thiếu chút nữa thì đầu dạp xuống đất. Ba người nội tâm tuyệt vọng hết sức, bởi vì bọn hắn muốn tự sát đều không thể làm được, cỗ thân thể này đã không thuộc về bọn hắn. Tiêu Phàm ở trong cơ thể của bọn họ loại cấm thần tỏa hồn ấn, ba người thân thể bây giờ thụ Tiêu Phàm chi phối, nơi nào còn có bất luận cái gì sức phản kháng. Đừng nói Tiêu Phàm chỉ là để bọn hắn quỳ xuống, chính là để bọn hắn đi đớp cứt, bọn họ cũng sẽ không có bất luận cái gì chần chờ. Xem ở ba người các ngươi coi như thành tín phân thượng, tha các ngươi bất tử. Tiêu Phàm hài lòng gật đầu, phất tay, từng đầu xiềng xích bắn ra, ngay sau đó vây ở Ma Thái Hư, Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Lâm Phong ba cái trên người. Hậu phương càng là xuất hiện một cỗ kim sắc loan giá, ba trên người xiềng xích giữ chặt loan xa, một con rồng hai phượng, được không bá khí. Ngang lệ Ma Thái Hư ba cái ngửa mặt lên trời gào thét lấy, bọn họ muốn giãy giụa, nhưng thân thể hoàn toàn không nghe sai khiến, hơn nữa bọn họ nghĩ muốn nói, toàn bộ đều biến thành nguyên thủy tiếng thú gầm. Ma Thái Hư một con rồng ở trung ương, Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Lâm Phong hai phượng ở riêng hai bên, quanh thân lượn lờ sáng lạng quang mang, sáng chói chói mắt. Mặc dù ba người kéo loan xa cũng không xa hoa, có thể đội hình, là quá xa hoa, cho dù thánh tôn cảnh tọa giá, cũng chưa chắc có thể so sánh. Tiêu Phàm không để ý đến ba người giãy giụa, ngược lại 10 điểm bình thản ngồi ở loan xa phía trên, lãnh đạm nhìn xem bốn phía tu sĩ, còn có ai muốn cùng ta tính toán rõ ràng ân oán, bây giờ còn có thời gian. Dứt lời, Tiêu Phàm ánh mắt bình tĩnh đảo qua toàn trường. Toàn trường tu sĩ giận mà không dám nói gì, Long nữ, Huyết hoàng nữ, Băng hoàng nữ,
Hiên Viên Trảm Tiên nhận biết Tiêu Phàm người, tất cả đều bị Tiêu Phàm thực lực cho khiếp sợ đến. Một đòn liền phế bỏ Ma Thái Hư, Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Lâm Phong ba người, đáng sợ như vậy thực lực, tuyệt không phải bọn họ có thể địch. Có lẽ, cũng chỉ có vạn tộc thiên tài bảng ba hạng đầu, có thể ép Tiêu Phàm một đầu. Giờ khắc này, cho dù là thần ma tử, thánh nhân hoàng cùng hỗn độn nguyên thú, cũng trầm mặc. Thần ma tử cùng thánh nhân hoàng cùng Tiêu Phàm không thù, bọn họ đương nhiên sẽ không đứng ra. Ngược lại là hỗn độn nguyên thú, mặc dù hắn không kiêng kỵ Tiêu Phàm thực lực, lại là kiêng kỵ Tiêu Phàm tiềm lực, dù cho hắn bản thân là thánh đế cảnh đỉnh phong tu vi. Hỗn độn nguyên thú vốn không muốn cùng Tiêu Phàm là địch, chỉ là nghĩ đến 3000 nguyên giới, hắn lại không thể không đứng ra. Kiếm Hồng Trần, thực lực của ngươi không tệ, đáng tiếc, bản tôn đồ vật, ngươi không nên cầm. Hỗn độn nguyên thú phóng ra cái kia kiên cố có lực bước chân, quanh thân hỗn độn nguyên khí lượn lờ, hướng về Tiêu Phàm bước tới. Tiêu Phàm thu liễm ánh mắt, quay đầu nhìn về phía hỗn độn nguyên thú, nói, 3000 nguyên giới, từ rời đi nhục thân về sau, liền không còn là ngươi đồ vật, nếu như không phải bọn họ tham lam, có lẽ ngươi sẽ vĩnh thế trấn áp tại nơi này. Nói trở lại, ngươi hẳn là cảm kích tiến vào phi tiên thánh cảnh người mới đúng. Hừ, Linh Nha Lợi Trủy, hỗn độn nguyên thú lạnh rên một tiếng, sát khí càng ngày càng cường thịnh. Hắn nguyên bản không nghĩ là nhanh như thế cùng Tiêu Phàm giao thủ, chuẩn bị chờ diệt đi đế thái ất bọn họ về sau mới động thủ, thật không nghĩ đến kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Đế thái ất bọn họ đào tẩu không nói, những người khác tạm thời cũng ôm thành một đoàn. Hắn nghĩ phải giải quyết những người này rất phiền phức. Ngược lại là Tiêu Phàm một người, hắn căn bản không có bất luận cái gì e ngại, chủ yếu nhất là, Tiêu Phàm trên người còn có sát lục nguyên giới. Chỉ cần lấy được sát lục nguyên giới, là hắn có thể nghĩ biện pháp đoạt lại mặt khác nguyên giới. Ngươi cảm thấy ta rất dễ bắt nạt sao? Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, Tu La kiếm nắm trong tay, không có sợ hãi chút nào, ngược lại chiến ý mãnh liệt. Ở hắn tay trái lòng bàn tay, nắm thời không thiên châu, tùy thời làm xong liều mạng chuẩn bị. Tiêu Phàm mặc dù tự xưng là thực lực không tệ, nhưng hắn cùng hỗn độn nguyên thú ở giữa chênh lệch quả thực quá lớn, ba cái tiểu cảnh giới chênh lệch, cũng không phải người bình thường có thể san bằng. Bất quá, Tiêu Phàm cũng tuyệt đối sẽ không lùi sau một bước, đối mặt bậc này cường địch, một khi lui lại, cái kia trong lòng kìm nén khẩu khí kia liền sẽ triệt để tản mất, không bao giờ còn có khả năng là đối thủ. Rất dễ bắt nạt, hỗn độn nguyên thú cười lạnh, mỗi đi một bước, hư không đều mãnh liệt run rẩy một cái, uy thế trùng thiên, ngươi cũng quá để ý mình, giết ngươi, giống như bóp chết một con kiến mà thôi. Đệ nhất nguyên thú, nguyên lai cũng chỉ là một sẽ khoác lác mặt hàng. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, chân trời lại là vang lên một đạo hơi có vẻ non nớt thanh âm. Đám người không hẹn mà cùng nhìn tới, lại là nhìn thấy một cái mang theo mũ rơm. Trần trụi bàn chân nhỏ thiếu niên đạp không đi tới, trên người không có bất kỳ cái gì khí thế, giống như một người bình thường. Là thí, hắn cùng Kiếm Hồng Trần hình như là cùng một chỗ. Có người lên tiếng kinh hô, trong nháy mắt nhận ra thân phận của người đến. Không sai, người vừa tới không phải là người khác, chính là thí thần, bây giờ, hắn thực lực càng ngày càng sâu không lường được. Lão đại, đã lâu không gặp, ta tới muộn. Thí thần để trần bàn chân nhỏ đi tới Tiêu Phàm bên người, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Cũng chưa muộn lắm, Tiêu Phàm mỉm cười, nhìn thấy thí thần bình yên vô sự, trong lòng của hắn một tảng đá lớn cũng rốt cục để xuống, người đột phá thánh đế cảnh. Đó là, thí thần vỗ ngực tự tin nói, sau đó đột nhiên quay đầu, thần sắc lạnh như băng nhìn xem hỗn độn nguyên thú, điềm nhiên nói, người tìm ta lão đại muốn 3000 nguyên giới. Có vẻ như ngươi tìm lộn người. Hỗn độn nguyên thú lạnh lùng hướng về thí thần, hắn thực chất bên trong, cùng sâu trong linh hồn cảm nhận được một loại khắc cốt minh tâm cừu hận. Không chờ hắn mở miệng, thí thần đột nhiên nhếch miệng cười nói, ngươi cái kia 3000 nguyên giới, là bị ta luyện hóa. Luyện hóa 3000 nguyên giới. Hỗn độn nguyên thú khịt mũi coi thường, trong giọng nói đều là khinh thường, bản tôn 3000 nguyên giới, như thế nào như vậy? Lời còn chưa dứt. Hỗn độn nguyên thú trong nháy mắt ngốc trệ tại nguyên chỗ, con người bỗng nhiên rút thành một cây châm. Toàn trường tu sĩ cũng tất cả đều kinh ngạc nhìn xem thí thần, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Chỉ thấy thí thần chung quanh, đột nhiên hiện lên từng đạo quang mang,
nhưng ánh sáng kia ngay sau đó thoát ly thân thể của hắn, ngưng tụ thành nguyên một đám sắc thái rực rỡ bọt khí. Những cái này bọt khí, dường như chứa một cái thế giới chân thật. 3000 nguyên giới, thật lâu, rốt cục có người từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, quá sợ hãi nói. 3000 nguyên giới, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng tề tụ ở thí thần trên người, âm thầm đế thái ất cùng huyền vệ đám người hận không thể lập tức xông đi lên, đem cái kia 3000 nguyên giới cướp đoạt lại. Bọn họ mưu tính nhiều như vậy, đến mức đem hỗn độn nguyên thú từ trong phong ấn phóng xuất, không phải là vì lấy được ba cái này ngàn nguyên giới sao? Bây giờ 3000 nguyên giới gặp lại, cái này khiến bọn họ làm sao không hưng phấn đây? Tiêu Phàm mặc dù đã sớm đoán được những cái kia bọt khí thế giới chính là 3000 nguyên giới, nhưng chân chính nghe được, vẫn là cực kỳ không bình tĩnh. Hắn càng thêm khiếp sợ là, vì sao những người khác không cách nào tới gần nơi này 3000 nguyên giới, thậm chí ngay cả hỗn độn nguyên thú bản thân đều phải ở thánh đế cảnh đỉnh phong mới có thể triệu hoán, vì sao thí thần có thể chiếm lấy 3000 nguyên giới đây? Đệ nhất nguyên thú, ngươi không phải là muốn 3000 nguyên giới sao? Làm sao? Hiện tại 3000 nguyên giới ở ngươi trước mắt, ngươi liền giả chết. Thí thần vẻ mặt ngạo mạn nhìn xem hỗn độn nguyên thú nói. Hỗn độn nguyên thú nheo mắt, thật sâu nhìn thí thần một cái, đằng đằng sát khí nói, ngươi là thí thần tổ thú. Thí thần tổ thú, đám người nghe vậy, con ngươi hơi hơi co rụt lại, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem thí thần. Thần thú bảng xếp hạng thứ tư hỗn độn nguyên thú, đã đủ để cho bọn họ chấn kinh hãi, nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là, lại còn có thể nhìn thấy thần thú bảng xếp hạng thứ 19 thí thần tổ thú. Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi ngưng tụ, từ hỗn độn nguyên thú trong giọng nói, hắn lại là nghe được một mặt khác ý tứ. Thí thần, các ngươi nhận biết, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, thử thăm dò nói. Nhận biết, thí thần gật gật đầu, nói, không chỉ có nhận biết, hơn nữa còn có không đội trời chung mối thù, đệ nhất nguyên thú, ngươi nói là a? Hừ, không nghĩ tới năm đó không giết chết ngươi, thực sự là đáng tiếc. Hỗn độn nguyên thú cười lạnh không thôi, hắn đầu mâu lập tức chuyển hướng thí thần. Ngươi yên tâm, năm đó mối thù, ta sẽ nguyên một đám tìm tới các ngươi, gấp trăm lần còn trở về, ngươi, chỉ là vừa mới bắt đầu. Thí thần một cái tay sờ lên trên đầu mũ rơm. Liền bằng ngươi sao, hỗn độn nguyên thú khinh thường giận dữ mắng mỏ một tiếng, bỗng nhiên hướng về thí thần nhào tới. Thí thần tựa như đã sớm làm xong đại chiến chuẩn bị, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quanh thân 3000 nguyên giới lập tức chán phóng đáng sợ quang mang, hình thành một đạo kết giới đem hắn bao phủ ở bên trong. Dùng bản tôn đồ vật, tới đối phó bản tôn, thực sự là buồn cười. Hỗn độn nguyên thú cực kỳ khinh thường, tốc độ không giảm mảy may. Nhưng mà, vừa dứt lời, hỗn độn nguyên thú liền bị kết giới lực lượng cho đánh bay ra ngoài. Bay ngược ra mấy dặm khoảng cách mới đứng vững thân hình. Không có khả năng, hỗn độn nguyên thú hoảng sợ nhìn xem thí thần, trong mắt tràn đầy không thể tin. Thí thần lại là thần sắc như thường, lãnh đạm nói, đệ nhất nguyên thú. Nguyên thú bên trong, người đúng là đệ nhất, có thể thần thú bảng xếp hạng ngươi chỉ là đệ tứ, không, chuẩn xác mà nói, chỉ là đệ cửu mà thôi. Đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết thí thần đây là ý gì. Vì sao đệ tứ hỗn độn nguyên thú, đột nhiên trở thành đệ cửu? Lúc này, thí thần lời nói tiếp tục vang lên, lúc trước các ngươi hợp lực chiếm lấy ta vị giai chi lực, ở không giết chết ta thời điểm, đã sớm hẳn là nghĩ đến hôm nay. Đệ cửu lại như thế nào? Hiện tại bàn về vị giai chi lực, bản tôn chính là đệ tứ, ngươi chỉ là mới vào thánh đế cảnh mà thôi, bản tôn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Hỗn độn nguyên thú nổi giận hết sức. Tựa như bản thân bí mật lớn nhất bị người phát hiện. Người vị giai chi lực mạnh lại như thế nào, không nên người đồ vật, người cầm cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thí thần nhàn nhạt lắc đầu, nếu như không có 3000 nguyên giới bên trong vị giai chi lực, ta cũng sẽ không như thế nhanh luyện hóa bọn chúng. Người khi đó là cố ý để cho chúng ta cướp đi vị giai chi lực. Hỗn độn nguyên thú kinh hãi nói. Nhưng mà, thí thần nhưng lại không nói nhảm với hắn. Khống chế 3000 nguyên giới tạo thành kết giới hướng về hỗn độn nguyên thú đánh giết đi. Bốn phía tu sĩ không hiểu ra sao, cấp độ gì lực lượng, bọn họ càng là chưa từng nghe thấy. Tiêu Phàm ở tu la truyền thừa bên trong tìm hồi lâu liên quan tới vị giai chi lực tin tức, thế nhưng là không thu hoạch được gì, cái này khiến hắn hết sức tò mò, đến cùng cái gì là vị giai chi lực.
Có vẻ như hắn từng tại Bạch Ma trong miệng cũng đã được nghe nói vị giai chi lực mấy chữ này, nhưng hắn một mực không coi là chuyện to tát. Chết cho ta, hỗn độn nguyên thú há mồm phun một cái, vô cùng vô tận hỗn độn nguyên khí tạo thành một chi nguyên thú đại quân, điên cuồng hướng về thí thần oanh sát đi. Thánh đế cảnh đỉnh phong thực lực triển lộ không thể nghi ngờ, để bốn phía tu sĩ tâm kinh đảm hàn. Cái kia điên cuồng nguyên thú đại quân, càng là để bọn họ tuyệt vọng không thôi, cũng may bọn họ không có hợp lực ứng phó hỗn độn nguyên thú, bằng không mà nói, 8-9 phần 10 sẽ chết ở nơi này nguyên thú đại quân phía dưới. Nhưng mà, để bọn hắn kinh hãi là, đối mặt cái kia vô cùng vô tận nguyên thú, thí thần vậy mà không có chút nào sợ hãi, ngược lại sau lưng hiện ra một đạo minh mông hư ảnh, mở ra miệng to như chậu máu, liền đem cái kia nguyên thú đại quân nuốt vào trong bụng. Đám người nhìn thấy một màn này, rầm rầm nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận phát lạnh. Thật là đáng sợ, có người hít một hơi lạnh, trong lòng một trận phát run. Xem ra hơn 100 vạn năm trôi qua, người đã quên đi rồi năng lực của ta. Thí thần đem cuối cùng một đầu nguyên thú nuốt vào trong bụng, ngay sau đó cười lạnh nhìn xem hỗn độn nguyên thú nói. Thôn phệ, năng lực của ngươi là thôn phệ. Hỗn độn nguyên thú sợ hãi không thôi. Thí thần có thể khống chế 3000 nguyên giới, hắn không cách nào khoảng cách gần công kích thí thần, có thể công kích từ xa năng lượng, tất cả đều bị thí thần nuốt một cái, cứ tiếp như thế, hắn là không thể nào giết chết thí thần. Bỗng nhiên, hỗn độn nguyên thú dư tợn ánh mắt chuyển hướng xa xa Tiêu Phàm, hắn nhớ kỹ vừa mới thí thần xưng hô Tiêu Phàm là lão đại. Nếu như Tiêu Phàm rơi vào trong tay của hắn, thí thần chẳng phải là sẽ thúc thủ chịu trói. Hô! Hỗn độn nguyên thú tốc độ rất nhanh, cơ hồ nháy mắt thời gian, liền đến Tiêu Phàm trước mặt, mở ra miệng to như chậu máu nuốt hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm sắc mặt lạnh lẽo, cái này hỗn độn nguyên thú thật coi bản thân dễ khi dễ hay sao, vậy mà muốn cầm bản thân uy hiếp thí thần. Cọt kẹt, một tiếng vang giòn, hỗn độn nguyên thú cắn một cái vào Tiêu Phàm, lại là phát ra thứ gì vỡ nát thanh âm. Ngay sau đó, hỗn độn nguyên thú trên mặt lộ ra thống khổ. Nó vội vàng buông ra ngụm lớn, lại là nó cái kia giữ tợn răng nanh kéo căng gãy mấy viên, máu me đầm đìa. Tê đám người nhìn không được hít một hơi lạnh, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là không chút tổn hao nào đứng ở nơi đó, cái này khiến đám người cho rằng gặp quỷ sống một dạng. Không đúng, vừa rồi ta cảm nhận được một cỗ cực kỳ hung lệ khí tức, giống như có một cái hắc sắc hộp lớn lóe lên một cái rồi biến mất. Có mắt nhọn tu sĩ bắt được cái gì? Chấn thế đồng quan, thánh nhân hoàng trong con ngươi kim quang lóng lánh, hơi có vẻ kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Hàm răng của ngươi quá giòn, Tiêu Phàm khí định thần nhàn đứng ở cái kia, cười nhìn lấy hỗn độn nguyên thú nói. Hỗn trướng, bị đứt đoạn răng hỗn độn nguyên thú tức giận không thôi, lăng lệ móng vuốt giận vung mà xuống, thí thần hắn giết không chết, hắn không tin liền Tiêu Phàm đều giết không chết. Tiêu Phàm thấy thế, ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, tất nhiên ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Nói xong, Tiêu Phàm xòe bàn tay ra, một tòa hơi nhỏ hắc kim sắc đồng quan xuất hiện trong tay hắn. Hắc sắc đồng quan nhanh chóng biến lớn, trong vòng mấy cái hít thở, biến thành một trượng 3,3 mét lớn nhỏ, lơ lửng ở Tiêu Phàm trước người, toàn thân lượn lờ hắc kim sắc sương mù, đáng sợ tới cực điểm. Chấn thế đồng quan. Hỗn độn nguyên thú liếc mắt một cái liền nhận ra hắc kim sắc đồng quan là vật gì, con người kịch liệt co rút lại mấy lần. Hắn rốt cục không biết, Tiêu Phàm từ đâu tới lực lượng. Có cái này chấn thế đồng quan ở, Tiêu Phàm cho dù không phải là đối thủ của hắn, nhưng hắn muốn giết Tiêu Phàm, cơ bản cũng là không thể nào. Một khi nguy hiểm, Tiêu Phàm hoàn toàn có thể trước tiên trốn vào chấn thế đồng quan. Bất quá, hỗn độn nguyên thú lo lắng hơn chính là, Tiêu Phàm thi triển chấn thế đồng quan phát huy thực lực, căn bản không thua hắn. Đệ nhất nguyên thú, ngươi không phải cho là ta lão đại hảo khi dễ, muốn tìm ta lão đại phiền phức sao, còn lo lắng cái gì? Nhìn thấy hỗn độn nguyên thú không nhúc nhích, thí thần lập tức nhịn không được bật cười. Hỗn độn nguyên thú gầm nhẹ mấy tiếng, mặc dù nhìn không ra sắc mặt của hắn biến hóa, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sắc mặt của nó hết sức khó coi. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, mặc dù hắn không muốn bại lộ chấn thế đồng quan tồn tại, nhưng hắn càng thêm khó chịu ai cũng coi hắn là quả hồng mềm bóp, bây giờ chấn thế đồng quan dĩ nhiên bại lộ,
nhưng nghĩ đến cũng có thể trấn nhiếp đến những người này. Chí ít, bình thường thánh đế cảnh tu sĩ, là không dám lại có ý đồ với hắn. Có một cái tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu nói cho mọi người, không biết mọi người muốn nghe cái nào trước. Nhìn thấy hỗn độn nguyên thú không nói, thí thần lại nở nụ cười, nhìn chung quanh ở đây tu sĩ nói. Đám người tự nhiên không dám để ý tới thí thần, xem như cái gì đều không nghe được. Tất nhiên mọi người đều không nói lời, vậy ta trước tiên nói tin tức xấu đi. Thí thần một điểm cũng chưa chắc giới trận, tiếp tục cười híp mắt nói, chỉ cần 7 ngày, phi thiên phong cấm trận kết giới liền sẽ triệt để thu nhỏ, đến lúc đó, các vị ở tại đây, đều phải chết. Mọi người sắc mặt âm trầm, nhìn thấy thí thần cái kia nhìn có chút hả hê bộ dáng, bọn họ rất muốn đem thí thần hung hăng rút một trận. Thế nhưng là, liền hỗn độn nguyên thú đều không làm gì được thí thần, bằng vào bọn họ, là không thể nào là thí thần đối thủ. Tin tức tốt đây, có người khẩn trương sau khi, trong nháy mắt nghĩ tới thí thần nói tới tin tức tốt. Những người khác lập tức cũng hứng thú, thí thần tất nhiên nói như vậy, cái kia hai chuyện này tất nhiên là tương quan liên hệ. Có lẽ thí thần có biện pháp giúp mọi người tránh thoát một kiếp cũng khó nói. Tin tức tốt là, thí thần cố ý kéo dài lấy thanh âm, chỉ trước mắt mình màn sáng nói, các ngươi nhìn thấy cái này 3.000 nguyên giới hình thành màn sáng sao? Đám người đờ đẫn gật đầu, không biết thí thần là ý gì. Này màn sáng bên trong, phi thiên phong cấm trận kết giới không đến gần được, chỉ cần 2 năm kỳ hạn thoáng qua một cái, tất cả mọi người có thể truyền tống ra phi tiên thánh cảnh. Thí thần cười híp mắt nói. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người lập tức nhìn chằm chằm thí thần, không, chuẩn xác mà nói, là hướng về thí thần chung quanh 3.000 nguyên giới màn sáng. Đám người hận không thể lập tức tiến vào màn sáng bên trong, đáng tiếc, không có thí thần cho phép, bọn họ là không thể nào tiến vào được. Bọn họ biết rõ, thí thần khẳng định không có nói láo, bởi vì vừa bắt đầu hỗn độn nguyên thú cũng cho là như vậy. Lão đại. Thí thần lúc này vừa nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm hiểu ý, mang theo chấn thế đồng quan, một roi quất vào ma thái hư 3 người bọn họ trên người, thân hình 3 người lóe lên, kéo động lên loan xa, trong nháy mắt bước vào màn sáng kia. Những người khác lập tức lộ ra lo lắng, trợn mắt nhìn về chân trời phi tiên phong cấm trận kết giới tới gần. Trừ bỏ ta lão đại, cùng ta lão đại muốn ai tiến đến bên ngoài, những người khác muốn đi vào trong kết giới. Chỉ có một loại khả năng. Thí thần cười nhìn lấy chúng nhân nói. Cái gì khả năng, có người chung quy là không cách nào chiến thắng sợ hãi tử vong, nhịn không được hỏi. Vấn đề này hỏi rất hay. Thí thần búng tay một cái, ánh mắt bén nhọn trong đám người quét một vòng, cuối cùng rơi vào hỗn độn nguyên thú trên người. Khả năng này chính là, đệ nhất nguyên thú, cũng chính là hỗn độn nguyên thú hoàn toàn biến mất. Đám người nghe vậy. Sắc bén con người tất cả đều nhìn về phía hỗn độn nguyên thú, ai cũng không nghĩ tới, cuối cùng sự tình lại trở lại chỗ cũ. Trước đó là hỗn độn nguyên thú muốn giết bọn họ nhất định phải giết chết hỗn độn nguyên thú mới có thể còn sống. Mà bây giờ, theo phi tiên phong cấm trận kết giới tới gần, bọn họ một ngày nào đó sẽ bị kết giới gạt bỏ, muốn sống sót, vẫn phải là giết chết hỗn độn nguyên thú. Rất nhiều người đằng đằng sát khí hướng về hỗn độn nguyên thú. Thiếu chút nữa thì nhìn không được xuất thủ. Nếu như giết chết hỗn độn nguyên thú thực có thể sống sót, bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ. Ai muốn chết, đều có thể tới thử một chút. Hỗn độn nguyên thú sát khí nặng nề hướng về tứ phương tu sĩ. Trước đó đối mặt đồng dạng những người này, hỗn độn nguyên thú cũng không có bất kỳ cái gì e ngại, bởi vì những người này sẽ không chân chính liều mạng với hắn, tự nhiên không thể nào là đối thủ của hắn. Mà bây giờ, những người này giết chết hắn liền có thể có được hy vọng sống sót, bọn họ nhất định sẽ liều lĩnh liều mạng. Nghèo sợ giàu, giàu sợ hoành, hoành sợ liều mạng, lúc này những người này, chính là không muốn mạng, liền hỗn độn nguyên thú đều lộ ra có chút bối rối. Ma Thái Hư, Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Lâm Phong 3 người thần sắc một trận phức tạp, bọn họ nằm mơ đều không nghĩ đến, bản thân 3 người thay Tiêu Phàm kéo xe, kết quả là lại còn cứu bọn họ một mạng. Thời gian của các ngươi không nhiều lắm, chỉ có 7 ngày. Thí thần cũng là không nóng nảy, lấy ra hai tấm ghế bành, liền cùng Tiêu Phàm nhàn nhã ngồi trong kết giới, cười nhạt nhìn xem hết thảy chung quanh. Ngày đầu tiên, đám người coi như bình tĩnh, mặc dù căm tức nhìn hỗn độn nguyên thú, nhưng cuối cùng không có xuất thủ. Ngày thứ hai,
một đám tu sĩ nhịn không được lao tới phi tiên phong cấm trận kết giới giáp danh, điên cuồng công kích kết giới kia, đáng tiếc không có đưa đến hiệu quả gì. Ngày thứ ba, ngày thứ tư. Lòng vòng như vậy, 6 ngày rốt cục sói mòn, đám người lại cũng không chịu nổi cỗ kia áp lực cực lớn. Có ít người hai mắt đỏ bừng, biểu tình dữ tợn hướng về hỗn độn nguyên thú, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Bọn họ chỉ còn lại có cuối cùng một ngày thời gian, nếu như không giết chết hỗn độn nguyên thú, đến lúc đó 8-9 phần 10 sẽ chết ở chỗ này. Mấy ngày này thời gian, bọn họ thế nhưng là tự mình chứng kiến qua phi tiên phong cấm trận kết giới khủng bố. Có ít người ôm lòng chờ may mắn bên trong muốn xông ra phi tiên phong cấm trận kết giới bao vây. Nhưng kết quả là, bọn họ vừa mới xuyên việt kết giới, thân thể liền biến thành kiếp cho, cái gì đều không lưu lại, chết không thể chết lại. Còn có cuối cùng một ngày, thí thần mở miệng cười nói. Lời này vừa nói ra, đám người lập tức một trận táo động. Giết hắn, không biết là ai gầm lên giận dữ, đám người đỏ thắm con ngươi. Giống như nổi điên, giống như dã thú hướng về hỗn độn nguyên thú. Giết, những người khác nhau nhau phụ họa, mấy chục cái thánh đế cảnh trên người chán phóng khí thế ngút trời, tất cả đều hướng về hỗn độn nguyên thú mãnh liệt đi. Hỗn độn nguyên thú dọa đến toàn thân run lên, vậy mà lui về sau mấy bước. Hắn đường đường thần thú bảng xếp hạng đệ tứ thần thú, càng là thánh đế cảnh đỉnh phong, lại bị một đám thánh đế cảnh tiền kỳ tu sĩ nhìn tê cả da đầu. Giết. Sao động đám người rốt cục không chịu nổi cỗ kia áp lực cực lớn, điên cuồng hướng về hỗn độn nguyên thú đánh giết đi. Hỗn độn nguyên thú là mạnh, có thể có mạnh hơn đều không có phi tiên phong cấm trận kết giới khủng bố như vậy. Phi tiên phong cấm trận kết giới, đụng tới liền chết, mà diệt sát hỗn độn nguyên thú, đám người còn có một tia hy vọng, đây đối với mọi người mà nói, là một loại rất đơn giản lựa chọn. Các ngươi muốn chết, hỗn độn nguyên thú gào thét không thôi. Gào thét thanh âm bên trong mang theo một tia sợ hãi. Mấy chục gần trăm cái thánh đế cảnh tiền kỳ tu sĩ, cầm trong tay thánh giai pháp bảo đánh tới, như thế uy thế, dù cho hắn thánh đế cảnh đỉnh phong cũng có chút tê cả da đầu. Chủ yếu nhất là, những cái này tu sĩ đều là lịch cổ vạn tộc thiên tài bảng quán quân, tuyệt thế thiên kiêu cấp bậc nhân vật, cũng không phải bình thường thánh đế cảnh có thể so sánh. Đáng tiếc, lưu cho mọi người thời gian đã không nhiều lắm. Bọn họ chỗ nào còn sợ hãi hỗn độn nguyên thú. Coi như người mạnh lại như thế nào, nhiều như vậy thánh đế cảnh tuyệt thế thiên kiêu, chẳng lẽ vẫn không giết được ngươi sao? 3.000 nguyên giới màn sáng bên trong, Tiêu Phàm lãnh đạm nhìn xem tất cả những thứ này, tựa như tất cả những thứ này không có quan hệ gì với hắn một dạng. Những người này mặc dù cũng là tuyệt thế thiên kiêu cấp bậc nhân vật, nhưng cũng không phải là mỗi người đều có thể hoàn toàn chúa tể vận mệnh của mình. Nói đến cùng, hay là thực lực không ra sao? Nếu như hắn Tiêu Phàm không phải gặp được thí thần, có lẽ cùng hỗn độn nguyên thú chiến đấu chính là hắn. Lần lượt từng bóng người bị hỗn độn nguyên thú công kích tung bay, hư không khắp nơi đều là bóng người. Nhưng mà, những cái kia bị oanh bay bóng người vẻn vẹn một cái hô hấp không tới thời gian, liền lần nữa xông tới, liền tựa như thuốc cao da chó đồng dạng, điên cuồng quấn lấy hỗn độn nguyên thú. Hỗn độn nguyên thú thỉnh thoảng phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương, nó là mạnh, có thể có mạnh hơn cũng không chịu nổi bậc này đáng sợ đại loạn đấu a. Thí thần, người xác định cái này 3.000 nguyên giới màn sáng có thể ngăn cản phi tiên phong cấm trận kết giới. Tiêu Phàm trong bóng tối cho thí thần truyền âm nói. Không thể, thí thần quả quyết hồi đáp, nếu như 3.000 nguyên giới còn chưa bị phá hư, liền thành một khối, cái kia quả thật có thể chống đối phi tiên phong cấm trận. Vậy ngươi, Tiêu Phàm hơi nhíu mày. Nhưng mà, thí thần lại là thần sắc không thay đổi, ngược lại cười cười nói, nhưng ta có thể khẳng định là, hỗn độn nguyên thú chết rồi, phi tiên phong cấm trận liền tự sụp đổ. À, Tiêu Phàm ánh mắt hơi sáng, lộ ra vẻ không hiểu. Thí thần ý vị thâm trường nhìn chân trời một cái, truyền âm nói, cái này phi tiên phong cấm trận vốn chính là dùng để phong cấm hỗn độn nguyên thú, chỉ cần nó chết rồi. Phi tiên phong cấm trận tự nhiên là không tồn tại. Tiêu Phàm nghe vậy, lập tức lâu đâm sáng tỏ thông suốt, bất quá trong lòng hắn còn có một cái nghi hoặc, hỏi trước ngươi nói vị giai chi lực là cái gì, còn có, ngươi làm sao cùng hỗn độn nguyên thú có thù đây? Ta cùng với hỗn độn nguyên thú không thù, là của ta tiền thân cùng hỗn độn nguyên thú có thù. Thí thần hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm ngược lại là rất tốt lý giải,
thí thần chỉ là hỗn độn nguyên thú linh hồn ra đời mới linh trí mà thành, căn bản cũng không phải là phía trước thí thần thú. Chỉ là Tiêu Phàm vẫn như cũ không hiểu, thí thần thú chỉ là chiến hồn đại lục thần thú mà thôi, làm sao sẽ cùng trăm vạn năm trước hỗn độn nguyên thú có quan hệ đây? Thí thần tựa như nhìn ra Tiêu Phàm nghi hoặc, giải thích nói, kỳ thật, tiền thân ở gặp gỡ thần vô tận trước đó, liền đã sớm triệt để mẫn diệt ý thức, ta lúc ấy cũng chỉ là ngây thơ vô tri, gặp được thần vô tận. Đoạn thời gian trước, ta linh hồn chi lực đột phá thánh đế cảnh thời điểm, chiếm được tiền thân tất cả ký ức truyền thừa, cho nên mới biết được tất cả. Tiêu Phàm gật gật đầu, chân chính cùng hỗn độn nguyên thú có thủ thí thần thú, sớm đã không phải là bây giờ thí thần, mà là thời kỳ thượng cổ thí thần thú. Chỉ bất quá, thí thần tất nhiên kế thừa trí nhớ của đời trước truyền thừa, tự nhiên đem phần cừu hận này cũng kế thừa tới. Về phần vị giai chi lực, đây là thiên địa ban cho một loại giai vị lực lượng, vị giai chi lực càng mạnh, thiên phú càng mạnh, địa vị càng tôn quý, bất quá, chỉ có thánh tôn cảnh, mới có thể cảm ứng được vị giai chi lực. Thí thần lại giải thích nói. Tiêu Phàm tay phải nâng cầm lên, lộ ra trầm tư hình dạng. Thiên địa ban cho giai vị lực lượng, loại thuyết pháp này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói qua, thí thần bây giờ chỉ là thánh đế cảnh, nghĩ đến loại này giải thích cũng là chính hắn lĩnh ngộ mà thôi. Về phần cụ thể cái gì là vị giai chi lực, đoán chừng hắn cũng không rõ ràng lắm. Tiêu Phàm cũng không có tiếp tục xoắn suýt vấn đề này, mà là nhìn chăm chú hỗn độn nguyên thú nói, người nếu đánh bại nó, liền có thể chiếm lấy nó vị giai chi lực. Nếu như ta đơn đả độc đấu đánh bại nó, có thể hoàn toàn lấy được, nhưng là mượn nhờ ngoại lực, lại là chỉ có thể có đến tiền thân một bộ phận kia. Thí thần lắc đầu, năm đó bọn họ mấy đại thần thú liên thủ vây giết tiền thân, cho nên bọn họ cũng không có chân chính cướp đi tiền thân vị giai chi lực, mà là tiền thân cố ý nhường bọn họ tạm thời cướp lấy vị giai chi lực. Từ đó về sau, thí thần tổ thú danh tiếng, rơi đến thần thú bảng xếp hạng người thứ 19, nhưng đó là bởi vì vị giai chi lực rời thân thể mà thôi, chỉ cần ta đủ cường đại, về sau đều có thể thu hồi lại. Thí thần tổ thú đã từng xếp hạng thứ mấy? Tiêu Phàm gật gật đầu, vẻ mặt mong đợi nhìn xem thí thần nói. Đệ tam, thí thần thở sâu, nói trừ bỏ hỗn độn nguyên thú bên ngoài, còn có mấy cái khác ra hỏa, ta đều sẽ từng bước tìm tới cửa, nhất là bây giờ thứ ba ra hỏa kia. Hiện tại thần thú bảng xếp hạng đệ tam, Tiêu Phàm hơi hơi trầm ngâm, nói thần hỏa thiên lân. Không sai, tên kia là một cái cực kỳ khó dây dưa quái vật, cho dù là tiền thân, cũng chỉ có thể ổn vượt qua hắn, bây giờ ta, còn lâu mới là đối thủ của hắn. Thí thần trịnh trọng gật đầu, đôi mắt hiện lên một vòng kiên tuyệt. Tiêu Phàm không nói, trong lòng lại là âm thầm trầm ngâm, về sau nếu như thí thần muốn đi tìm thần hỏa thiên lân phiền phức, bản thân vẫn là theo sau tốt. Đã từng thần thú bảng xếp hạng đệ tứ, hiện tại thần thú bảng xếp hạng thứ ba thần thú thần hỏa thiên lân, cũng không phải bình thường cường đại. Đều cho bản tôn đi chết, Tiêu Phàm tâm thần bị nơi xa tức giận tiếng gào thét cắt ngang. Lại là hỗn độn nguyên thú bị mấy người xé huyết nhục, máu tươi bắn tung tóe. Hắn là thánh đế cảnh đỉnh phong không thể nghi ngờ, nhưng những này người cũng không phải là ăn chay. Đương nhiên, ở hỗn độn nguyên thú điên cuồng công kích đến, cũng có mười mấy người chết thảm, cái này cũng càng thêm kích phát tu sĩ khác đấu trí. Kim cốt, hiên viên trảm tiên, long nữ, huyết hoàng nữ, các ngươi tiến đến. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, vội vàng cho xa xa mấy người truyền âm nói. Kim cốt đế một mực tiềm phục tại trong bóng tối, nghe được Tiêu Phàm lời nói, tự nhiên là không chút do dự vọt vào. Hiên viên trảm tiên cùng huyết hoàng nữ lại là hơi sững sờ, bọn họ không nghĩ tới Tiêu Phàm lại còn nguyện ý cứu bọn họ. Phải biết, huyết hoàng nữ đã từng thế nhưng là Tiêu Phàm địch nhân, mà hiên viên trảm tiên, vừa rồi lại là bại lộ Tiêu Phàm thân phận. Bằng không Tiêu Phàm cũng không khả năng đưa tới phiền toái nhiều như vậy. Về phần long nữ, nàng trong lòng lại là 10 điểm nghi hoặc, bởi vì đây cũng không phải là Tiêu Phàm lần thứ nhất cứu nàng. Trừ bọn họ bên ngoài, Tiêu Phàm không tiếp tục để những người khác tiến đến, đối với những người kia, Tiêu Phàm không có quá nhiều hảo cảm, chết ít nhiều đều không có quan hệ gì với hắn. Huống hồ, muốn giết chết hỗn độn nguyên thú, tự nhiên là càng nhiều người càng tốt. Mau giết hắn. Phi tiên phong cấm trận kết giới càng ngày càng gần. Trong đám người truyền đến một tiếng quát như sấm, chiến đấu trong lúc nhất thời tiến nhập gay cấn. Một khi phi tiên phong cấm trận kết giới tới gần,
bọn họ đều phải chết ở chỗ này, giết chết hỗn độn nguyên thú, tiến vào thí thần vị trí 3.000 nguyên giới trong kết giới, là bọn hắn cơ hội duy nhất. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ý nghĩ của bọn hắn mà thôi. Bọn họ cũng không biết, thí thần vị trí 3.000 nguyên giới kết giới căn bản là không có cách cứu bọn họ, duy nhất có thể cứu bọn họ, chỉ có hỗn độn nguyên thú cái chết. Nhìn thấy một đám tu sĩ bị hỗn độn nguyên thú một lần lại một lần đánh bay, thí thần thần sắc cũng biến thành khẩn trương lên. Nếu như những người này giết không chết hỗn độn nguyên thú, cho dù là thôn phệ 3.000 nguyên giới thí thần, cũng không khả năng ngăn cản phi tiên phong cấm kết giới gạt bỏ. Thí thần chỉ là thánh đế cảnh tiền kỳ tu vi, cũng không phải là hỗn độn nguyên thú đối thủ. Muốn giết chết hỗn độn nguyên thú, thí thần chỉ có thể mượn nhờ tất cả mọi người tại chỗ lực lượng. Đương nhiên, thí thần mặc dù không cách nào chống đối phi tiên phong cấm trận kết giới gạt bỏ, nhưng hắn có thể ngăn cản những người khác công kích, dù cho hỗn độn nguyên thú, cũng hoàn toàn không làm gì được nó. Cũng chính là bởi vì như vậy, mấy người này mới sẽ liều mạng như vậy, chỉ vì giết chết hỗn độn nguyên thú. Lão đại, người nói, những người này có thể giết chết hỗn độn nguyên thú sao? Thí thần cho Tiêu Phàm truyền âm nói, trong giọng nói đều là vẻ lo âu. Có thể giết chết nó. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, nhìn chằm chằm chiến đấu phía trước, ngay sau đó lời nói xoay chuyển nói, bất quá, hiện tại thời gian không đủ. Thí thần âm thầm gật gật đầu, cái này gần 100 cái thánh đế cảnh, hơn nữa cũng là tuyệt thế thiên kiêu cấp bậc nhân vật, nếu như cho bọn hắn đầy đủ thời gian, coi như hao tổn, cũng có thể đem hỗn độn nguyên thú mài chết. Nhưng hiện tại, lưu cho mọi người thời gian đã không nhiều lắm. Phi tiên phong cấm trận kết giới màn sáng chẳng mấy chốc sẽ thu nhỏ đến bọn họ vị trí khu vực. Thí thần nghe vậy, không khỏi nhíu mày, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng nồng nặc sát ý. Hô, đột nhiên, Tiêu Phàm bỗng nhiên đạp không mà lên, cầm trong tay tu la kiếm, chân đạp chấn thế đồng quan hướng về hỗn độn nguyên thú phóng đi. Lão đại, thí thần khẽ hô, nhưng mà Tiêu Phàm đã xông vào bên trong chiến trường, căn bản nghe không được lời của hắn. Tiêu Phàm cực tốc phóng tới hỗn độn nguyên thú, một cỗ hoảng sợ chi uy từ trên người hắn tản ra, chấn thế đồng quan cổ động đáng sợ hung lệ chi khí, để cho người ta sợ hãi không thôi. Hắn dư quang không khỏi nhìn lướt qua xa xa thần ma tử cùng thánh nhân hoàng, bất quá hai người căn bản không ý định động thủ. Hiển nhiên, hai người cũng không tin thí thần lời nói, cho rằng thí thần có thể chống đối phi tiên phong cấm trận. Tiêu Phàm không biết là, trên đời này, có lẽ không có người so thánh nhân hoàng cùng đế thái ất bọn họ hiểu phi tiên phong cấm trận. Đừng nói thí thần, chính là hỗn độn nguyên thú thôi động 3.000 nguyên giới, cũng không khả năng ngăn trở phi tiên phong cấm trận đánh giết. Từ hỗn độn nguyên thú phá phong mà ra một khắc kia trở đi, phi tiên phong cấm trận nhân thể tất yếu giết chết hỗn độn nguyên thú, bằng không tuyệt không có khả năng bỏ qua. Có lẽ thánh nhân hoàng bọn họ cũng biết việc này. Nhưng bọn hắn tạm thời vẫn là không nghĩ chủ động công kích hỗn độn nguyên thú. Hỗn độn nguyên thú phát cuồng, cho dù là bọn họ, cũng rất khó tiếp nhận loại kia uy áp. Ầm ầm, Tiêu Phàm thúc giục chấn thế đồng quan, bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ năng lượng ba động, điên cuồng hướng về hỗn độn nguyên thú oanh sát đi. Hỗn độn nguyên thú vội vàng không kịp chuẩn bị chấn thế đồng quan đánh trúng phần lưng, thể nội truyền đến từng đợt thanh âm xương vỡ vụn, máu tươi nổ bắn ra. Hỗn độn chi khí càng là mãnh liệt. Tiêu Phàm trong tay tu la kiếm run lên, bỗng nhiên đem những kia máu me cùng hỗn độn chi khí thôn phệ hấp thu. Muốn chết, hỗn độn nguyên thú gầm thét, đỏ thắm con người bỗng nhiên chuyển hướng Tiêu Phàm, há mồm phun ra nguyên một đám hỗn độn chi khí tạo thành năng lượng chi cầu, hướng về Tiêu Phàm bay vụt mà tới. Bang bang, Tiêu Phàm vội vàng thôi động chấn thế đồng quan chống đối, ngăn trở những năng lượng kia quang cầu công kích. Hư không phát ra trận trận kịch liệt tiếng kim loại va chạm. Cho dù là chấn thế đồng quan đều bị chấn động đến không ngừng lùi lại, căn bản không phải hỗn độn nguyên thú đối thủ. Hỗn độn nguyên thú ngửa mặt lên trời gào thét, thân hình lóe lên, lần nữa hướng về Tiêu Phàm phóng đi. Cũng may giờ phút này, những người khác công kích tất cả đều giáng lâm, giống như mưa rơi đập ở hỗn độn nguyên thú trên thân, đau nó kêu rên không thôi. Hỗn độn nguyên thú bị đau đành phải đình chỉ công kích Tiêu Phàm. Tiêu Phàm sắc mặt lạnh lùng, cái này hỗn độn nguyên thú không hổ là thánh đế cảnh đỉnh phong, thực lực quả nhiên không phải bình thường đáng sợ. Mắt thấy phi tiên phong cấm trận kết giới càng ngày càng gần,
Tiêu Phàm trong lòng cũng hơi có vẻ sốt ruột, chủ yếu nhất là, còn có một vài người vẫn không có động thủ ứng phó hỗn độn nguyên thú. Chấn thế đồng quan hẳn là có thể chống đối phi tiên phong cấm trận, đã các ngươi không động thủ, vậy thì chờ kết giới kia tới gần a. Tiêu Phàm trong lòng lạnh lùng cười một tiếng. Hắn cũng biết, như thần ma tử, thánh nhân hoàng đám người, đoán chừng cũng có át chủ bài, có thể từ phi tiên phong cấm trận phía dưới sống sót. Muốn để những người này động thủ, khẳng định không phải chuyên đơn giản như vậy. Đã như vậy, Tiêu Phàm cũng dứt khoát ngồi lên vách tường xem, hắn ngược lại muốn xem, những người này đến cùng từ đâu tới lực lượng. Thời gian chậm rãi xói mòn, cái kia gần 100 tuyệt thế thiên kiêu một cái tiếp lấy một cái ngã xuống, thiên khung đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Hỗn độn nguyên thú thân hình chật vật, ngay cả đứng cũng không quá đứng thẳng phải ổn, thời gian dài tiêu hao, để nó cũng cơ hồ đến cực hạn. Nhanh, kết giới nhanh đến gần, không giết nó, chúng ta đều phải chết. Có người nhìn xem đã gần ngay trước mắt phi tiên phong cấm trận kết giới, hoảng sợ kêu to. Trên mặt mỗi người đều lộ ra lo lắng, hận không thể lập tức giết chết hỗn độn nguyên thú. Chảm, đột nhiên, hư không một tiếng quát như sấm truyền ra, lại là một đạo bóng trắng từ đằng xa rừng rậm bên trong bắn ra, mang theo một đạo đáng sợ lăng lệ kiếm khí chém xuống. Đế Thái Ất, Tiêu Phàm thần sắc cứng lại, hắn biết rõ Đế Thái Ất một mực trốn ở trong tối, dù sao, phi tiên phong cấm trận kết giới đã thu nhỏ đến chỉ có vài dặm phương viên. Chỉ là hắn không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà đợi đến lúc này đối hỗn độn nguyên thú xuất thủ, thực không phải bình thường âm hiểm. Bỗng nhiên, Tiêu Phàm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Nhưng mà lúc này, lại có tốt mấy bóng người từ mấy cái khác phương hướng vọt ra, dù cho thần ma tử cùng thánh nhân hoàng cũng nhịn không được động thủ. Tất cả mọi người tựa như cổ thúc toàn bộ khí lực, thì triển ra công kích mạnh nhất thẳng hướng người hỗn độn nguyên thú. Hỗn độn nguyên thú phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, nó vốn là cùng đường mạt lộ, bây giờ lại bị 6 đại tuyệt thế thiên kiêu liên thủ đánh giết, tử vong cách hắn càng ngày càng gần. Muốn giết bản tôn, chết hết cho ta. Hỗn độn nguyên thú thông hai mắt đỏ, bỗng cổ động cường đại khí tức, khí thế trên người trong nháy mắt kéo lên mấy lần có thừa. Tự bảo, Tiêu Phàm trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn hỗn độn nguyên thú. Những người khác cũng bị hỗn độn nguyên thú cử động cho khiếp sợ đến, chẳng ai ngờ rằng đường đường thần thú bảng xếp hạng đệ tứ hỗn độn nguyên thú, vậy mà tự bảo. Tất cả mọi người không chút do dự, thi triển ra phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn, ngăn cản hỗn độn nguyên giới tự bạo sinh ra đáng sợ năng lượng ba động. Tiêu Phàm vội vàng lấy chấn thế đồng quan hộ thể, đứng ở phi tiên phong cấm trận kết giới khu vực biên giới, kinh ngạc nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này. Chỉ thấy một cái năng lượng màu xám quang cầu, từ hỗn độn nguyên thú vị trí quét ngang mà ra, một cỗ hủy diệt tính tuyệt thế khí tức, quét sạch thiên địa. Ầm ầm, thiên địa run rẩy, càn khôn điên đảo. Phi tiên phong cấm trận kết giới bên cạnh còn sót lại vài dặm phương viên không gian, tất cả đều bị hủy diệt hầu như không còn, liền không khí đều bị rút tận một dạng. Không ít tới gần hỗn độn nguyên thú tuyệt thế thiên kiêu, bị cỗ kia hủy diệt tính năng lượng ba động oanh thành kiếp cho, cái gì đều không lưu lại. Còn có một số tới gần phi tiên phong cấm trận kết giới tu sĩ, trực tiếp bị chạy ra khỏi phi tiên phong cấm trận kết giới, bỏ mình đạo vẫn. Có thể sống sót. Chỉ có 3-40 người, hơn nữa từng cái đều cực kỳ thảm liệt. Đứng ở 3.000 nguyên giới bên trong ma thái hư đám người, toàn bộ cũng nhịn không được hít một hơi lạnh, chẳng biết tại sao, bọn họ đột nhiên có chút may mắn mình có thể cho Tiêu Phàm kéo xe. Bằng không mà nói, vừa rồi ba người bọn hắn, tuyệt đối cũng hữu tử vô sinh. Dù sao, tầng thứ này tự bảo, cũng không phải ai thực lực mạnh, ai liền có thể sống sót. Có thể sống sót, trừ bỏ thực lực bản thân cùng nội tình bên ngoài, chủ yếu nhất là vận khí. Tiêu Phàm khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, dù cho hắn có được chấn thế đồng quan hộ thể, hơn nữa còn thi triển ra tu la cửu biến đệ ngũ biến, mới khó khăn lắm ngăn trở một kích kia. Có thể nghĩ những người khác thảm trạng, có thể sống sót, bằng vào thực sự là vận khí. Hô hô, cũng liền ở Tiêu Phàm buông lỏng thời khắc. Chân trời đột nhiên bắn ra hai đạo màu xám lưu quang, hướng về bốn phương tám hướng mau chóng đuổi theo, còn có một đạo huyền diệu quang mang, chậm rãi hướng về thí thần vị trí lướt tới. Tiêu Phàm tay mắt lanh lẹ, cực tốc phóng tới khoảng cách gần hắn nhất cái kia một vệt sáng. Nhưng mà,
hắn vừa mới phóng ra bước chân, liền có ba bóng người đồng thời lao đến, ba người kia không phải người khác, chính là Đế Thái Ất, Huyền Phệ, cùng lang tộc Thiên Sát. Chết, Đế Thái Ất quát lạnh một tiếng, đứng mũi chịu sào thẳng hướng cự ly này màu xám lưu quang gần nhất Tiêu Phàm. Lan, Tiêu Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp khiêng chấn thế đồng quan đập lên, mặc dù hắn không cách nào phát huy chấn thế đồng quan toàn bộ uy năng, có thể chấn thế đồng quan dù sao cũng là lịch cổ 10 đại chí bảo bài danh thứ 3, cái này đập lên, lực lượng cũng không phải bình thường. Phịch một tiếng, Đế Thái Ất bị chấn thế đồng quan trực tiếp cho chấn động bay ra ngoài. Giờ này khắc này, Tiêu Phàm vì đạo kia màu xám lưu quang, hắn cũng tận hết sức lực, như thế nào Đế Thái Ất nhục thân có thể so sánh. Đương nhiên, cũng không phải nói rõ Đế Thái Ất không mạnh, mà là Đế Thái Ất trong lúc vội vàng công kích Tiêu Phàm, cũng không có phát huy ra toàn bộ lực lượng mà thôi. Đánh bay Đế Thái Ất, nhưng Tiêu Phàm tốc độ đã chậm một đoạn, Huyền Phệ cùng Thiên Sát hai người thừa cơ vọt lên, thành thế vây công, thẳng hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trong mắt phát lạnh. Ba người này vậy mà liên thủ ứng phó bản thân một cái, thực coi mình là quả hồng mềm dễ mà bóp sao. Tu La thế giới, Tiêu Phàm gầm thét một tiếng, một cỗ khí thức mạnh mẽ trong nháy mắt bộc phát ra, chỉ thấy một cái mênh mông vòng xoáy từ Tiêu Phàm trên người bộc phát ra, bao phủ Huyền Phệ cùng Thiên Sát. Bây giờ Tiêu Phàm linh hồn đã đột phá đến thánh đế cảnh trung kỳ, thi triển công kích linh hồn, vô cùng tự nhiên cường hoành. Cho dù là Huyền Phệ cùng Thiên Sát bậc này tuyệt thế thiên kiêu, cũng khẽ run lên, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng đối với bọn hắn tầng thứ này công kích tới nói, lại là cực kỳ chí mạng. Tiểu vận mệnh thuật, Tiêu Phàm căn bản không có buông tha tính toán của bọn hắn, tất nhiên muốn đánh bọn họ, vậy sẽ phải đem bọn hắn triệt để đánh đau, bằng không mà nói, bọn họ nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách trả thù. Quỷ dị năng lượng ba động từ Huyền Phệ cùng Thiên Sát trên người đảo qua. Hai người vừa lúc lấy lại tinh thần, cảm nhận được bản thân khí số giảm bớt, sắc mặt nhao nhao đại biến. Tiểu vận mệnh thuật, Tiêu Phàm nhe răng trợn mắt, lần thứ hai quát khẽ nói, tước đoạt bọn họ ba thành khí số, cũng chỉ là không ngứa không đau mà thôi, lấy thần lực của bọn hắn không bao lâu liền có thể bổ sung hoàn toàn. Nhưng nếu là tước đoạt sáu thành, đối với Huyền Vệ cùng Thiên Sát mà nói, vậy thì có chút nhức nhối. Mấu chốt nhất là, nếu như Tiêu Phàm còn có thể tiếp tục thi triển, một khi tước đoạt bọn họ chín thành khí số, đến lúc đó khoảng cách tử vong cũng chỉ có cách một con đường. Kiếm Hồng Trần, bản đế cùng ngươi thề không bỏ qua. Huyền Phệ nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng hướng về nơi xa thối lui. Gọt ta khí số, ta tất sát ngươi. Thiên Sát cũng tức giận không thôi. Đối với thánh đế cảnh cường giả mà nói, khí số có thể nói là trọng yếu nhất. Khí số không chỉ có đại biểu cho thọ nguyên, cũng đồng dạng đại biểu cho tiềm lực. Bây giờ hai người bị Tiêu Phàm gọt sạch sáu thành khí số, muốn bù đắp, cũng không biết muốn năm nào tháng nào. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, căn bản không đem hai người uy hiếp ngữ để ở trong lòng, chỉ là đáng tiếc, hắn tối đa cũng chỉ có thể thi triển hai lần tiểu vận mệnh thuật mà thôi. Bằng không mà nói, hắn tuyệt đối sẽ đuổi theo lại đến hai đòn, tất nhiên có thể muốn mạng của bọn hắn. Tất cả những thứ này, vẻn vẹn phát sinh ở điện quang hỏa thạch ở giữa, nhìn như đã qua thật lâu, trên thực tế chỉ là trong nháy mắt. Tiêu Phàm lách mình đi tới cái kia màu xám lưu quang trước mặt, há miệng hút vào, trực tiếp đem cái kia màu xám lưu quang nuốt vào trong bụng. So với cái này màu xám lưu quang mà nói, đắc tội Đế Thái Ất ba người, lại không coi vào đâu. Hơn nữa, hắn cũng sớm đã đắc tội ba người, hiện tại tiếp tục đắc tội lại như thế nào đây? Kiếm Hồng Trần, người dám đoạt ta bản nguyên chi lực, người nhất định phải chết. Đế Thái Ất tức giận gầm to, thật giống như bị Tiêu Phàm cướp đi vật quý nhất một dạng. Huyền Phệ cùng Thiên Sát hai người cũng lần nữa trở về, cùng Đế Thái Ất hiện lên tam giác chi thế đem Tiêu Phàm vây ở trung ương. Tiêu Phàm ánh mắt bình tĩnh, căn bản không quan tâm ba người uy hiếp, trong lòng lại là hài lòng cười một tiếng, đạo kia hôi sắc khí lưu không đặc biệt, chính là một sợi bản nguyên chi lực. Hơn nữa, vẫn là hỗn độn nguyên thú hỗn độn bản nguyên chi lực, đây chính là Đế Thái Ất cùng Huyền Phệ bọn họ trước đó tha thiết ước mơ đồ vật a, không nghĩ tới liền rơi vào trong tay mình. Hôi sắc khí lưu bị hắn thôn phệ sau, vậy mà chủ động hướng về trong đan điền màu xám nguyên tuyền bay đi, không đợi Tiêu Phàm hảo hảo quan sát, liền đã sáp nhập vào màu xám nguyên tuyền.
màu xám nguyên tuyền cùng cái kia hôi sắc khí lưu tựa như vốn chính là nhất thể đồng dạng, hai người vậy mà không có bất kỳ cái gì xung đột. Chủ yếu nhất là, theo hôi sắc khí lưu dung nhập màu xám nguyên tuyền, Tiêu Phàm cảm giác được màu xám nguyên tuyền rõ ràng mạnh lên rất nhiều. Cái này màu xám nguyên tuyền chính là từ hỗn độn kiếm thai kiếm khí bản nguyên ngưng tụ mà thành, bây giờ lại dung hợp một sợi hỗn độn bản nguyên, nghĩ đến cái này nguyên tuyền chính là hỗn độn nguyên tuyền. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Chết đi cho ta, nhìn thấy Tiêu Phàm không có để ý tới hắn, Đế Thái Ất Triệt để tức giận, lách mình liền hướng lấy Tiêu Phàm một trưởng giận đập mà xuống, hư không xuất hiện một đạo to lớn tử sắc long chảo hư ảnh, uy thế ngập trời. Tiêu Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, Tu La kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay, trong mắt phát lạnh, đưa tay chính là một kiếm. Chỉ thấy một đạo màu xám kiếm hồng tại hư không nở rộ, giống như chớp lóe đồng dạng, đến nhanh, đi cũng nhanh, trực tiếp xuyên qua Đế Thái Ất long chảo hư ảnh. Không, chuẩn xác mà nói, tựa như cái kia long chảo hư ảnh căn bản không tồn tại một dạng. Hơn nữa, kiếm hồng tốc độ không giảm mảy may, ngược lại tốt tựa như nhanh thêm mấy phần, trong nháy mắt đi tới Đế Thái Ất trước người. Đế Thái Ất phản ứng cực nhanh, nghiêng người tránh thoát đạo kia kiếm hồng, nhưng mà, vẫn như cũng bị kiếm hồng cắt vỡ khuôn mặt, một tia máu tươi lan tràn ra. Đây là, cách đó không xa Huyền Phệ nhìn thấy một màn này, con người kịch liệt co rụt lại. Tiêu Phàm cũng ngây tại chỗ, hắn chỉ là bản năng dùng hỗn độn nguyên tuyền lực lượng thôi động hỗn độn trảm thiên kiếm, chỉ muốn đẩy lui Đế Thái Ất một đòn. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, hỗn độn trảm thiên kiếm lực lượng hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn, vậy mà thương tổn tới Đế Thái Ất. Phải biết, đây chỉ là hắn vô ý thức phía dưới công kích mà thôi, uy lực liền đã cường đại như thế. Nếu như hắn toàn lực ứng phó thi triển hỗn độn trảm thiên kiếm, lại sẽ làm sao cường đại đây? Đế Thái Ất cảm nhận được khuôn mặt truyền tới đau nhói, ngay sau đó lấy tay sờ lên khuôn mặt của mình, nhìn thấy bàn tay bên trên máu đỏ tươi, toàn thân đều đang run rẩy lấy. Hắn không phải kinh khủng, mà là phẫn nộ. Từng ấy năm tới nay như vậy, chưa bao giờ có người có thể tổn thương hắn, lại càng không cần phải nói thương tổn vẫn là khuôn mặt. Nhưng trước mắt Tiêu Phàm, lại trước mặt nhiều người như vậy một kiếm đâm rách khuôn mặt của hắn, cái này khiến hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Bất quá, hắn chung quy là đỉnh cấp thiên kiêu, vạn tộc thiên tài bảng xếp hàng thứ hai tồn tại, cũng không có tức giận đánh mất lý trí, ngược lại nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hồi tưởng đến mới vừa một kiếm kia. Hỗn độn bổn nguyên thời gian lực lượng, Đế Thái Ất cắn răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Phàm, từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi đến, một sợi này hỗn độn bản nguyên, vốn phải là của ta. Đáng tiếc, hiện tại là của ta. Tiêu Phàm đạm mạc cười một tiếng. Không có đạt được hỗn độn bổn nguyên hắn, đều không sợ Đế Thái Ất, hiện tại hắn lại nhiều to lớn át chủ bài, tự nhiên là càng thêm không sợ. Thần ma tử, cho ta dừng lại. Nơi xa, đột nhiên truyền đến thánh nhân hoàng thanh âm gầm thét, chỉ thấy hắn tay cầm một căn tử kim côn hóa thành một đạo chớp lóe đuổi theo. Hậu phương còn có âm linh tộc cửu linh, hắn cùng thánh nhân hoàng, thần ma tử tranh đoạt một đạo khác hỗn độn bản nguyên chi lực, nhưng cuối cùng lại bị thần ma tử lấy được. Hơn nữa, bởi vì hỗn độn nguyên thú tự bạo mà chết, phi thiên phong cấm trận đột nhiên đình chỉ vận chuyển, đạo kia màn sáng vậy mà bắt đầu tiêu tán. Cùng lúc đó, hư không trống rỗng xuất hiện từng đạo màn sáng, hóa thành từng đạo không gian chi môn. Thần ma tử không chút do dự hướng về phía không gian chi môn bay đi, chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Thánh nhân hoàng cùng cửu linh đồng thời đuổi theo, cũng bước vào không gian chi môn bên trong. Đế Thái Ất, Huyền Vệ cùng Thiên Sát thấy thế, lập tức gắt gao khóa lại Tiêu Phàm, sợ Tiêu Phàm cũng chạy một dạng. Tiêu Phàm ngược lại là không hề bị lay động, dư quang nhìn không được nhìn về phía thí thần vị trí, hắn xác thực nhìn thấy, thí thần chính nhắm mắt dưỡng thần, tựa như ở luyện hóa cái gì. Là cái kia huyền diệu năng lượng, Tiêu Phàm trong đầu hiện lên một đạo linh quang, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì. Trước đó hỗn độn nguyên thú tự bạo, trừ bỏ bản nguyên chi lực một phân thành hai bên ngoài, còn có một cỗ huyền diệu năng lượng ba động, không tự chủ được bay về phía thí thần vị trí. Dù cho nửa đường có người ngăn cản, cũng căn bản giữ lại không được cái kia huyền diệu năng lượng ba động. Vị giai chi lực, Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, hắn biết rõ, cỗ kia huyền diệu năng lượng ba động, hẳn là cái gọi là vị giai chi lực.
thí thần đoạt lại thuộc về hắn vị giai chi lực, tất nhiên sẽ có rất lớn đột phá. Kiếm Hồng Trần, đem hỗn độn bản nguyên giao ra, chúng ta ba người có thể tha cho ngươi một con đường sống. Huyền Phệ âm trầm hướng về Tiêu Phàm, hắn biến thành bản thể, huyền vũ cùng rùa rắn hai cặp con ngươi tản ra u quang. Giao ra, vậy các ngươi lại như thế nào phân đây? Tiêu Phàm ngoạn vị nhìn xem ba người nói. Ngươi không cần châm ngòi chúng ta làm sao phân, chuyện không liên quan tới ngươi. Huyền Phệ quanh thân sát cơ nở rộ. Tiêu Phàm cũng không tức giận, chân đạp chấn thế đồng quan, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem ba người, nói, vừa rồi chỉ đoạt các ngươi sáu thành khí số, không biết hai người các ngươi còn có thể tiếp nhận vài chiêu tiểu vận mệnh thuật đây. Lời này vừa nói ra, Huyền Phệ cùng Thiên Sát lập tức ánh mắt run lên. Tiểu vận mệnh thuật, loại này cổ pháp quá tà môn, căn bản không có phương pháp phá giải, bọn họ có thể làm, chính là không ngừng bổ sung tự thân khí số. Tiểu vận mệnh thuật là mạnh, nhưng là không phải không hạn chế thi triển, ta không tin ngươi có thể một mực thi triển nó. Lang tộc Thiên Sát nhe răng trợn mắt, đỏ thắm con ngươi hiện ra sát mang, tùy thời đều chuẩn bị xông đi lên, cho Tiêu Phàm một kích chí mạng. Vậy liền thử xem a. Tiêu Phàm một tay cầm kiếm, đứng chắp tay. Mặc dù mặt ngoài coi như bình tĩnh, nhưng hắn trong lòng lại có chút nóng nảy, bởi vì hắn nhìn thấy xa xa không gian quang môn đã trở nên mở đi rất nhiều, tùy thời đều có thể biến mất. Bất quá hắn cũng biết, đế thái ất bọn họ khẳng định cũng vô cùng nóng nảy, một khi không gian chi môn đóng lại, bọn họ cũng chưa chắc có thể rời đi. Ba người bọn họ hận không thể lập tức giết chết Tiêu Phàm, có thể lại vô cùng kiêng kỵ Tiêu Phàm tiểu vận mệnh thuật. Mấy tức về sau, đế thái ất cuối cùng vẫn là không nhịn được, chỉ thấy quanh người hắn chán phóng tử sắc quang hoa, ở sau lưng hắn, hiện lên một đạo tử kim sắc hư ảnh, đó là một đầu ngũ trảo thần long. Ngũ trảo tử kim thần long biến, Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Đế thái ất thân làm ngũ trảo tử kim thần long, hắn thi triển ngũ trảo tử kim thần long biến thực lực quả nhiên phải cường đại hơn rất nhiều. Tiêu Phàm cũng không dám khinh thường, thân thể của hắn cũng một trận biến hóa. Trực tiếp thi triển ra tu la cửu biến đệ ngũ biến, nhục thân công kích cùng phòng ngự cơ hồ đạt đến cực hạn. Kim sắc tu la chi thể, ẩn ẩn tản ra tử sắc quang choáng, cường đại lại chí tôn quý khí. Ầm ầm, đột nhiên, đế thái ất hai tay kết ấn, phía sau hắn ngũ trảo tử kim thần long hư ảnh bỗng hóa thành một cái mênh mông long hình thủ ấn, từ cửu tiêu hạ xuống. Thiên địa run rẩy dữ dội, không gian bốn phía chi môn nhao nhao nổ tung. Một cỗ hoảng sợ chi uy không ngừng hướng về tứ phương khuếch tán. Năm đại tổ long thủ ấn một trong thái hư cổ long ấn. Huyền Phệ hơi hơi kinh ngạc nhìn đế thái ất, hoảng sợ nói. Thái hư cổ long ấn, bây giờ tu sĩ có lẽ không có mấy người biết rõ, nhưng thời kỳ thượng cổ, thế nhưng là hung danh hiển hách, không biết bao nhiêu người chết tại cái này thủ ấn phía dưới. Đây cũng là long tộc tổ long năm đại thủ ấn một trong. Bây giờ phần lớn đã thất truyền, chưa có người biết. Huyền Phệ không nghĩ tới đế thái ất lại còn nắm giữ mạnh mẽ như vậy thủ đoạn, hơn nữa vừa lên đến liền vận dụng đáng sợ như vậy chiêu thức. Ngay sau đó, Huyền Phệ cùng Thiên Sát nhìn nhau, hai người cũng đồng thời xông tới, đồng dạng thi triển ra hết sức đáng sợ cổ thuật cùng cổ pháp, muốn tuyệt sát Tiêu Phàm. Mặc dù bị vây nhốt, nhưng Tiêu Phàm thần sắc hờ hững, sau đó chậm rãi thu hồi chấn thế đồng quan, một màn này để xa xa ma thái hư đám người kinh ngạc hết sức. Tiêu Phàm đây là chuẩn bị thúc thủ chịu trói sao? Không, hắn không phải là người như thế. Mắt thấy đế thái ất ba người công kích sắp rơi xuống thời khắc, Tiêu Phàm đột nhiên hai tay cầm kiếm, cuồn cuộn nguyên lực tràn vào tu la kiếm bên trong, nguyên bản không đến dài bốn thước tu la kiếm, đột nhiên biến thành dài trăm trượng. Cùng lúc đó, phía trên tản ra một cỗ ngập trời kiếm khí, cho người ta một loại khí tức túc sát. Bốn phía tu sĩ cảm nhận được cỗ khí tức kia, chỉ cảm thấy tim mật phát lạnh, tất cả đều không chút do dự xông vào còn chưa nổ tung không gian chi môn bên trong. Cơ hồ thời gian trong nháy mắt, cũng chỉ còn lại có thí thần cùng 3.000 nguyên giới chi nội những người kia. Ma Thái Hư cùng Phượng Trung Hoàng đám người muốn khóc tâm đều có, bọn họ nguyên bản chính may mắn trước đó tránh thoát một kiếp, nhưng bây giờ, bọn họ lại không thể không lưu lại. Một khi cuối cùng một cái không gian chi môn biến mất, bọn họ đều phải mê thất ở đây, có lẽ cũng không còn cách nào trở lại thái cổ thần giới. Nhưng không cho phép bọn họ suy nghĩ nhiều, mấy người bỗng trợn to hai mắt,
bị nơi xa Tiêu Phàm cùng Đế Thái Ất ba người chiến đấu hấp dẫn. Tiêu Phàm đối mặt Đế Thái Ất bọn họ cường thế công kích, không chút hoang mang giơ lên trong tay gần 100 trượng Tu La kiếm, vô cùng vô tận kiếm khí lấy hắn làm trung tâm quét sạch mà ra, sao? Dù cho cách xa nhau mấy ngàn cách xa hàng vạn dặm, cũng có thể cảm nhận được cỗ kia tuyệt thế phong duệ chi khí. Xa xa nhìn tới, một cái mênh mông kiếm khí vòng xoáy hình thành một đạo kết giới, cuốn lên lấy thiên địa, cắt đứt càn khôn, dường như thế giới phong bạo, đáng sợ đến cực điểm. Ầm ầm, Đế Thái Ất cái kia bá đạo thái hư cổ long ấn đâm vào kiếm đạo kết giới phía trên, đốm lửa bắn tứ tung, vòng xoáy ẩn ẩn ngăn cản không nổi, bị tay kia ấn hướng về phía dưới áp xúc. Nho nhỏ kiếm đạo, cũng muốn ngăn ta. Đế Thái Ất thấy thế, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Thái cổ cổ long ấn, thân làm tổ long năm đại thủ ấn một trong, như thế nào đơn giản như vậy? Theo lời của hắn sống sót, Tiêu Phàm quanh thân kiếm đạo vòng xoáy bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô cùng vô tận kiếm khí khuấy động thiên địa, hư không đều bị xé thành mảnh nhỏ. Cái kia to lớn cổ long thủ ấn càng là cường thế ép xuống. Mặt khác huyền phệ cùng thiên sát công kích cũng ngưng tụ thành một đầu mấy trăm dặm huyền quy cùng cự lang, hướng về Tiêu Phàm đánh giết đi. Tiêu Phàm đứng ở đó, thân thể có chút cung, áp lực đáng sợ như thế, cho dù là hắn, cũng rất khó kiên trì được. Bất quá, hắn cũng không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Trên mặt hắn nổi gân xanh, giống như tiểu trùng nhúc nhích đồng dạng, quanh người hắn càng là chấn động khí thế cường đại. Hình thành từng đạo gió lốc. Không hổ là tuyệt thế thiên kiêu, so với ta tưởng tượng hiếu thắng. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm một tiếng, hắn vận chuyển vô tận chiến huyết, chậm rãi đứng dậy. Thể nội xương cốt phát ra từng đợt răng rắc thanh âm, nếu như không phải thi triển Tu La đệ ngũ biến, đoán chừng nhục thể của hắn ở Đế Thái Ất bọn họ cỗ kia cường hoành áp lực dưới, đều trực tiếp nổ lên. Nhưng là bây giờ, hắn lại mạnh mẽ chĩa vào. Chỉ là hơi có vẻ cố hết sức mà thôi. Một mực không thể điều động qua 3.000 thế giới lực lượng, một lần này mới có thể để cho ta được như nguyện. Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên. Nói xong, trong tay hắn Tu La kiếm đột nhiên khẽ run lên, một cỗ sức mạnh huyền diệu từ hắn phía trên nở rộ. Tu La kiếm xem như 3.000 thế giới dung luyện thế giới chi tâm, tự nhiên có thể dễ dàng câu thông 3.000 thế giới. Theo cuồng bạo lực lượng tràn vào Tu La kiếm, Tu La kiếm bỗng lại tăng vọt mấy lần, càng là chán phóng hơn ngàn trượng lợi mang. Thật mạnh, Tiêu Phàm kinh hãi cảm thụ được sức mạnh của bản thân, từng tia khe hở xuất hiện ở ngoài thân thể hắn, tràn ra từng sợi máu tươi. Thân thể của hắn tựa như muốn nổ tung đồng dạng, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi kiên trì. Hắn trong lòng lại là có chút hối hận, hắn không nghĩ tới, cho dù là nhục thể của hắn trạng thái. Vậy mà cũng không thể thừa nhận duy nhất một lần điều động 3.000 thế giới lực lượng. Sớm biết, bản thân hẳn là thử nghiệm điều động 1.000 cái thế giới lực lượng. Bây giờ một kích này, Tiêu Phàm có loại cảm giác, dù cho đối mặt thánh đế cảnh đỉnh phong hỗn độn nguyên thú, hắn cũng có thể một kiếm giết lùi. Bây giờ đối mặt lại là hỗn độn nguyên thú bại tướng dưới tay, Tiêu Phàm lại có sợ gì? Chảm, Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, cuồng bạo lực lượng. Đã để nhục thể của hắn đến nổ tung giáp danh, còn không chém ra một kích này, chính hắn đoán chừng trước hết bị thương. Theo Tiêu Phàm một cái chạm chữ rơi xuống, một đạo giải lụa màu trắng quét ngang mà ra, vô cùng vô tận kiếm khí lấy hắn làm trung tâm nổ bắn ra tứ phương. Chân trời đáng sợ kia thủ ấn, to lớn huyền quy cùng cự lang hư ảnh, ở nơi này một kiếm trước mặt, đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Gần trong nháy mắt, thủ ấn huyền quy cùng cự lang liền bạo tán mà ra. Nhưng mà, Tiêu Phàm một kích này uy năng lại là không giảm mảy may, bỗng nhiên hướng về Đế Thái Ất chém xuống. Không có khả năng, Đế Thái Ất kinh hãi nhìn xem đạo kia như là mặt trời nhức mắt kiếm cương, trái tim đều thoát lên tới cổ họng, nơi nào còn dám có cùng Tiêu Phàm đối địch tâm tư. Hắn nhấc chân chạy, cực tốc hướng về chân trời lao đi. Nhưng Tiêu Phàm kiếm tốc độ càng nhanh, đám người chỉ thấy bạch sắc thiểm quang đem Đế Thái Ất bao phủ hoàn toàn, bên trong phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, sau đó liền lại cũng không nhìn thấy cái gì, nghe không được cái gì. Oanh, một tiếng nổ vang, cả vùng không gian đều run rẩy dữ dội, sụp đổ mà ra, mặt đất càng là xuất hiện một đầu sâu không thấy đáy, không nhìn thấy cuối khe rãnh. Tê một trận hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên.
Kim Cốt Đế, Ma Thái Hư đám người nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Đây thật là Tiêu Phàm một đòn chém giết Đế Thái Ất, nếu như không phải tận mắt thấy, đám người tuyệt đối sẽ không tin tưởng, đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày a. Đế Thái Ất, từng cửu quan vương, chấn nhiếp chín thế hệ, mà bây giờ, lại ở một cái tân sinh đại thiên tài trong tay bại lui, cái này đủ để kinh động thái cổ thần giới. Huyền Vệ cùng Thiên Sát nơi nào còn có ứng phó Tiêu Phàm dũng khí, thật không nghĩ tới, liền Đế Thái Ất đều chỉ có con đường trốn sao. Trong lòng hai người có chút may mắn Tiêu Phàm kiếm cương tỏa định là Đế Thái Ất, bằng không mà nói, hai người bọn họ đều phải nằm tại chỗ này. Thừa dịp Tiêu Phàm chưa có lấy lại tinh thần đến, hai người lặng yên không tiếng động bắn vào rừng rậm bên trong, không thấy bóng dáng. Tiêu Phàm há mồm thở dốc, sắc mặt hơi trắng bệch, vừa rồi một kích này, đã tiêu hao hết hắn cơ hồ hơn phân nửa nguyên lực cùng tâm thần, hắn là không thể nào lại chém ra một kiếm này. Chính hắn đều không nghĩ đến, điều động 3.000 thế giới uy lực, vậy mà đáng sợ như thế. Nếu như Thánh Đế cảnh đỉnh phong khinh địch, một kiếm này, sợ là liền Thánh Đế cảnh đỉnh phong đều có thể chém giết. Bất quá hắn bản thân phụ trọng quá lớn, đối tự thân tổn thương cũng là cực kỳ khủng bố, giờ phút này, Tiêu Phàm quanh thân áo bào nổ tung, lộ ra máu me đầm điền nửa người trên, giống như một cái huyết nhân. Huyền Vệ cùng Thiên Sát biết rõ Tiêu Phàm thụ thương, thế nhưng không còn dám cùng Tiêu Phàm là địch, hiển nhiên là bị Tiêu Phàm vừa rồi một kích kia triệt để chấn nhiếp đến. Về sau nhiều nhất điều động 1.000 cái thế giới lực lượng, bằng không, mình cũng chịu không được. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng. 3.000 thế giới lực lượng ngưng tập hợp một chỗ, không nói nhường hắn vượt một cái đại cảnh giới chiến đấu, nhưng vượt qua 2-3 cái tiểu cảnh giới chiến đấu, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, cái này cũng rất có tính hạn chế, muốn chân chính giết chết Thánh Đế cảnh hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong, đó là không có khả năng. Đối phương không có khả năng đứng ở đó không nhúc nhích nhường ngươi giết, lấy Thánh Đế cảnh hậu kỳ trở lên tốc độ, hoàn toàn có thể tránh thoát Tiêu Phàm vừa rồi một kích kia. Thở sâu, Tiêu Phàm bình phục một lần suy nghĩ, vận chuyển vô tận chiến điển khôi phục nhanh chóng thương thế. Đám người lại là hoàn toàn tĩnh mịch, trong mắt của bọn họ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm dưới chân đạo kia khe rãnh, lấy bọn hắn nhãn lực, vậy mà không nhìn thấy cuối cùng. Nếu như đây là một mảnh cổ địa mà nói, đoán chừng khu cổ địa này đã bị Tiêu Phàm gần như đánh thành hai nửa. Hư không càng là tràn ngập vô số túc sát kiếm khí, cái kia phá toái hư không, thật lâu không cách nào trùng hợp. Tất cả những thứ này, cũng là Tiêu Phàm vừa rồi một kiếm tạo thành. Giờ khắc này, dù cho Tiêu Phàm máu me khắp người, nhưng tại trận tu sĩ, không có người nào dám khinh thường hắn. Có chỉ có kính sợ, sợ hãi. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm sắc mặt mới khôi phục mấy phần hồng nhuận phơn phớt, hắn đổi một bộ áo bào đen, tất cả khí tức nội liếm, cả người nhìn qua gọn gàng, nơi nào còn có vừa rồi bá khí vô biên bộ dáng. Thân hình lóe lên, Tiêu Phàm trong nháy mắt xuất hiện ở thí thần vị trí. Lúc này, thí thần cũng vừa lúc mở hai mắt ra, một đôi con ngươi đen nhánh giống như mặc bảo thạch đồng dạng, sâu không lường được. Hắn nhìn qua cùng lúc trước không có quá nhiều khác biệt, nhưng lại cho người ta một loại nhìn không thấu cảm giác, thậm chí, khuôn mặt của hắn cho người ta một loại cực kỳ quái dị cảm giác, tựa như trở nên bắt đầu mơ hồ. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua, có thể qua mấy hơi thời gian, lại tựa như quên hắn bộ dáng. Loại cảm giác này hết sức kỳ lạ, nhưng Tiêu Phàm cũng không hỏi nhiều. Lão đại, chúng ta đi mau, giới này truyền tống thông đạo sắp biến mất. Thí thần lo lắng nói. Ma Thái Hư, Phượng Trung Hoàng, Ngọc Lâm Phong, đi. Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim ngồi ở loan xa phía trên, lãnh đạm nhìn phía trước Ma Thái Hư ba người nói. Ba người nội tâm dĩ nhiên phẫn nộ, có thể nơi nào còn dám ở trước mặt Tiêu Phàm tức giận. Quân không gặp Đế Thái Ất đều bị Tiêu Phàm một kiếm kém chút chém giết sao. Hắn Ma Thái Hư, Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Lâm Phong ba người có mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn Đế Thái Ất. Ba người đành phải vùi đầu điều khiển loan xa, nhanh chóng hướng về không gian chi môn bay đi, bọn họ cũng muốn nhanh lên rời đi cái địa phương quỷ quái này. Một khi không gian chi môn đóng lại, bọn họ đoán chừng phải vĩnh hằng vĩnh thế lưu lại nơi này, đây không phải bọn họ muốn thấy. Kim Cốt Đế, Long Nữ, Hiên Viên Trảm Tiên cùng Huyết Hoàng Nữ đi theo Tiêu Phàm loan xa bên bờ, giống như hộ vệ đồng dạng,
loại cảm giác này 10 điểm quỷ dị. Ma Thái Hư ba người điều khiển Loan Xa, khắp nơi tìm kiếm không gian chi môn, có thể đại bộ phận không gian chi môn đều đã tiêu tán, chỉ có số ít như ẩn như hiện, cũng giống như tùy thời có thể biến mất. Lão đại, phải nhanh lên nữa, thí thần thúc giục nói. Tiêu Phàm thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, vừa rồi hắn một đòn đem không gian bốn phía chi môn cơ hồ tất cả đều vỡ nát, bây giờ nghĩ tìm một không gian khác chi môn, ít nhất phải vượt qua hơn vạn dặm khoảng cách. Cũng may có quang trụ chỉ dẫn, đám người không đến mức chơi đùa lung tung, vừa vặn rất tốt mấy lần bọn họ vừa mới đuổi tới không gian chi môn vị trí, cái kia không gian chi môn đều sụp đổ ra. Sau một khắc, Tiêu Phàm bỗng nhắm hai mắt lại, cường đại linh hồn chi lực phô thiên cái địa quét sạch mà ra, sao, bao phủ phương viên mấy vạn dặm. Nhưng hắn kinh ngạc chính là, mấy vạn dặm bên trong phương viên không gian chi môn, vậy mà cơ hồ đều sắp mẫn diệt. Chỉ có một cái không gian chi môn còn lấp lóe lấy hào quang nhỏ yếu, một khi bỏ lỡ, liền phải tìm kiếm một cái khác phiến không gian chi môn. Mọi người đứng vững vàng, Tiêu Phàm đột nhiên trầm thấp quát khẽ. Ngay sau đó, Tiêu Phàm trên người đột nhiên nở rộ một cỗ huyền diệu khí tức, đám người chỉ cảm thấy thời không đều trở nên vặn vẹo, cơ hồ trong phút chốc, đám người liền xuất hiện ở bên ngoài mấy vạn dặm. Mà lúc này, Tiêu Phàm sắc mặt càng thêm trắng bệch, miễn cưỡng có thể đủ ngồi ở Loan Xa phía trên. Thời không na di, đám người kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, bọn họ đều bị Tiêu Phàm thủ đoạn cho khiếp sợ đến. Thời không na di, đó cũng không phải là ngắn phạm vi thuấn di a, mà là phạm vi lớn na di, hơn nữa còn là mang theo nhiều người như vậy, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Có thể dễ dàng như thế thi triển thời không na di, một dạng cũng chỉ có thánh tôn cảnh mới có thể làm được. Bọn họ không biết là, Tiêu Phàm sở dĩ có thể làm đến, là bởi vì vừa mới chiếm được cái kia một sợi hỗn độn bản nguyên, sợi kia hỗn độn bản nguyên ẩn chứa thời gian chi lực. Chỉ là Tiêu Phàm còn không có triệt để khống chế, thi triển ra cũng cố hết sức. Còn lo lắng cái gì, đi vào. Nhìn thấy Ma Thái Hư ba người ngay tại chỗ, Tiêu Phàm không khỏi nổi giận nói. Nếu là liền cái này phiến không gian chi môn đều bỏ qua, vậy bọn hắn coi như thật muốn ở lại đây phá không gian. Ma Thái Hư ba cái nơi nào còn dám do dự, Tiêu Phàm thật muốn tức giận, bọn họ tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Cơ hồ nháy mắt thời gian, ba người lôi kéo Loan Xa liền xông vào không gian chi môn bên trong, Kim Cốt Đế, Long Nữ, Hiên Viên Trảm Tiên cùng Huyết Hoàng Nữ tự nhiên cũng không dám do dự. Mấy tức về sau, không gian chi môn triệt để tiêu tán, tất cả khôi phục lại bình tĩnh. Không biết qua bao lâu, ngồi xuống vĩ đại đỉnh núi, hư không bỗng đã nứt ra một đường vết rách, ngay sau đó Nhất Long Lưỡng Phượng lôi kéo một khung Loan Xa bay ra, sau lưng còn đi theo mấy cái hộ vệ. Lão đại, chúng ta rốt cục đi ra, một đạo hơi có vẻ non nớt thanh âm vang lên, lại là một cái nón cỏ thiếu niên duỗi lưng một cái, thoải mái cười nói. Hiển nhiên, đoàn người này không phải người khác, chính là Tiêu Phàm bọn họ. Tiêu Phàm khí sắc sớm đã khôi phục như lúc ban đầu, ở cái kia truyền tống thông đạo bên trong, đám người dòng dã truyền tống hơn 3 tháng, cái này khiến đám người trong lòng sinh ra một loại nồng nặc bất an. Bây giờ rốt cục rời đi truyền tống thông đạo. Cái này khiến bọn họ làm sao không kích động đây. Kiếm Hồng Trần, ta thiếu ngươi một mạng, cáo từ. Long Nữ ánh mắt phức tạp nhìn Tiêu Phàm một cái, quay người liền hướng lấy chân trời lao đi. Long, Tiêu Phàm muốn gọi lại Long Nữ, có thể lời đến khóe miệng, lại không biết làm sao mở miệng. Hơn 3 tháng đến nay, Tiêu Phàm trực tiếp gián tiếp biết Long Nữ một chút tin tức, trước mắt Long Nữ mặc dù dáng dấp cùng Long Vũ giống như đúc. Thậm chí mệnh cách khí tức đều có chút tương tự. Nhưng Long Nữ vừa ra đời chính là ở Long tộc, điểm này Huyết Hoàng Nữ cũng có thể chứng minh, cái này khiến Tiêu Phàm bắt đầu hoài nghi khả năng phán đoán của mình. Kiếm Hồng Trần, ta sẽ nghĩ biện pháp trả ngươi cái này nhân tình, đa tạ. Huyết Hoàng Nữ cắt đứt Tiêu Phàm suy nghĩ, hơi hơi thi lễ, quay người chuẩn bị rời đi. Huyết Hoàng Nữ, Tiêu Phàm đột nhiên kêu lên, ngươi rất muốn trả ta nhân tình. Huyết Hoàng Nữ ngừng thân hình, nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm tiếp tục nói, ngươi nếu muốn trả ta cái này nhân tình, nếu như Long Nữ gặp nguy hiểm, trước tiên nói cho ta biết. Dứt lời, Tiêu Phàm đưa cho Huyết Hoàng Nữ một mai truyền âm ngọc phù. Ta tận lực, Huyết Hoàng Nữ tiếp nhận truyền âm ngọc phù, sau đó đi theo Long Nữ rời đi phương hướng đuổi theo.
Tiêu Phàm, đa tạ ân cứu mạng của ngươi, trước đó sự tình, là ta không đúng. Hiên Viên Trảm Tiên thở sâu, hướng về phía Tiêu Phàm hơi hơi cúi đầu. Nếu như không phải hắn bại lộ Tiêu Phàm thân phận, cũng không trở thành để Ma Thái Hư, Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Lâm Phong đối Tiêu Phàm xuất thủ, có lẽ cũng sẽ không có chuyện sau đó. Tiêu Phàm nhàn nhạt gật đầu, cũng không có nói gì, cứu Hiên Viên Trảm Tiên, hắn cũng chỉ là xem ở cùng là nhân tộc phân thượng mà thôi. Về phần Hiên Viên Trảm Tiên bại lộ thân phận của hắn, cũng là trong lúc vô tình sự tình, đoán chừng lúc ấy Hiên Viên Trảm Tiên cũng quá mức kinh ngạc Tiêu Phàm thân phận, cho nên trực tiếp kêu lên. Lão đại, người ưa thích cái kia long nữ, như thế quan tâm nàng, vì sao không trực tiếp truy đây? Thí thần trêu ghẹo nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm trực tiếp cho hắn thưởng một khỏa bạo lật, cười mắng, chứ có nói hưu nói vượn, ta sở dĩ quan tâm, là bởi vì ta thiếu nàng một cái mạng. Thí thần nhếch miệng, một bộ ta rõ ràng không tin thần sắc. Đi thôi, Tiêu Phàm cũng không muốn ở việc này bên trên dây dưa, ra hiệu Ma Thái Hư bọn họ tiếp tục đi đường. Lão đại, chúng ta đi đâu? Thí thần hỏi, về nhà, Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói, hắn hiện tại chỉ muốn chạy về Thiên Võ Cổ Vực. Tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ hơn 20 năm, cũng là thời điểm trở về. Lão đại, chúng ta vận khí không tệ, vậy mà về tới nhân tộc thí luyện cổ địa. Thí thần từ đằng xa bay lượn mà tới, người chưa đến, thanh âm đã đến. A, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, nói chiêu nói như vậy, cái kia vô số không gian chi môn, là truyền tống đến vạn tộc thí luyện cổ lộ. Vô cùng có khả năng như thế. Thí thần gật gật đầu. Bây giờ vạn tộc thí luyện cổ lộ tầm đó còn có một số không gian truyền tống trận không có triệt để đóng lại, có thể phản hồi riêng phần mình chủng tộc thí luyện cổ lộ. Nghe nói như thế, Kim Cốt Đế nhìn chăm chú một cái phương hướng, mặc dù không nhìn thấy hình dạng của nó, nhưng là có thể cảm nhận được nó trong lòng không muốn. Bây giờ đi theo Tiêu Phàm, hắn là triệt để trở về không được. Hơn nữa, coi như Tiêu Phàm nhường hắn rời đi, hắn cũng không nguyện ý. Ở Âm Linh tộc, hắn Kim Cốt Đế chẳng qua là một cái thánh đế cảnh thiên tài mà thôi, có thể cùng những cái kia cường đại âm linh tộc so sánh, lại không tính là gì. Tộc nhân của hắn, thường xuyên sẽ bị mặt khác âm linh tộc ức hiếp, nghiền ép, lấy về phần bọn hắn nhất tộc không gian sinh tồn càng ngày càng nhỏ. Bây giờ đi theo Tiêu Phàm thế nhưng là hứa hẹn hắn gần 100 cái địa vực, trọn vẹn là hắn nguyên lai vực 20, 30 lần, là kẻ ngu mới có thể chọn rời đi đây. Ngược lại là Ma Thái Hư, Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Lâm Phong ba người, vẻ mặt mong đợi nhìn xem Tiêu Phàm. Bọn họ hy vọng nhường nào, Tiêu Phàm coi bọn họ là làm một cái dám đem thả. Đáng tiếc, Tiêu Phàm cũng không có bọn họ tưởng tượng đại độ như vậy, bọn họ lại nhiều lần muốn giết Tiêu Phàm không giết bọn hắn, đã coi như là xem như phế vật lợi dụng. Đi thôi, về trước Thánh Linh Táng Thổ, Tiêu Phàm thản nhiên nói, có Ma Thái Hư bọn họ kéo xe. Hắn đều lười nhắc sử dụng thần chu. Thí thần cùng Kim Cốt Đế cùng ở bên người Tiêu Phàm, mấy người một đường hướng về Thánh Linh Táng Thổ đi. Nơi đây khoảng cách Thánh Linh Táng Thổ không có bao xa, lấy bọn hắn tốc độ, đoán chừng 3-4 tháng liền có thể chạy tới. Trên thực tế, Ma Thái Hư ba người không để cho hắn thất vọng, vẻn vẹn 2 tháng rưỡi liền đã tới Thánh Linh Táng Thổ. Mặc dù vạn tộc thí luyện cổ lộ mở ra đi hơn 20 năm, có thể nhân tộc thí luyện cổ lộ trên vẫn như cũ còn có không ít lịch luyện người. Nhất là cái này Thánh Linh Táng Thổ, thế nhưng là có được đông đảo cơ duyên, tự nhiên là nhân tộc tu sĩ hướng tới địa phương. Dù cho bây giờ Tiêu Phàm đột phá Thánh Đế Cảnh, hắn đối cái này Thánh Linh Táng Thổ vẫn như cũ duy trì vốn có kính sợ, nơi này, táng đều là Thánh Đế Cảnh trở lên cường giả, lưu lại truyền thừa của bọn hắn. Tiêu Phàm cũng không có lưu thêm. Để Ma Thái Hư bọn họ tạm thời hóa thành hình người, để tránh quá chiêu diêu, mấy người rất mau tới đến truyền tống điện. Có hiểu quy củ hay không, bây giờ còn chưa đến truyền tống trận mở ra thời gian, qua 3 tháng lại đến A. Cả người khoác kim sắc chiến giáp thủ vệ ngăn cản Tiêu Phàm bọn hắn đường đi, không nhịn được khoát tay quát lớn, thậm chí lười nhác nhìn nhiều Tiêu Phàm bọn họ một cái. Nhân tộc thí luyện cổ lộ truyền tống trận 1 năm mở ra 1 lần. Bây giờ còn chưa đến mở ra thời gian, thủ vệ tự nhiên không có cái gì tốt ngữ khí. Nhất là nhìn thấy Tiêu Phàm bọn họ trẻ tuổi không tưởng nổi dung mạo, hơn nữa còn mang theo một thiếu niên, cái này khiến thủ vệ càng thêm khó chịu. Có vẻ như có một quy củ,
chỉ cần đột phá thánh đế cảnh, tùy thời đều có thể rời đi nhân tộc thí luyện cổ lộ a. Tiêu Phàm cũng là khá lịch sự, người này cũng coi như người phụ trách. Thánh đế cảnh, thủ vệ kia đột nhiên nâng lên cái kia lười biếng con ngươi, khinh miệt nhìn xem Tiêu Phàm, khinh thường nói, chẳng lẽ ngươi muốn nói cho ta biết, không chỉ ngươi đột phá thánh đế cảnh, cái này tiểu thí hải cũng là thánh đế cảnh cường giả sao? Cũng khó trách hắn không tin, đổi lại những người khác cũng không tin, thật sự là thí thần hình dạng quá trẻ tuổi. Không sai, Tiêu Phàm 10 điểm nghiêm túc gật đầu. Xuy, thủ vệ kia còn chưa mở miệng, hậu phương đại điện bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng cười nhạo, lại là một cái khuôn mặt mỹ lệ váy đen nữ tử đi ra. Chỉ thấy nàng quét Tiêu Phàm bọn họ một cái, cuối cùng tà nhãn nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Phàm, nói thánh đế cảnh. Chỉ ngươi cái này keo kiệt giống, cũng có thể đột phá thánh đế cảnh, ngày đó dưới đáy thánh đế cảnh giống như đầy đất heo chó. Nếu như nói trước đó cái kia kim giáp hộ vệ để Tiêu Phàm bọn họ cảm thấy coi như người phụ trách, có một ít hảo cảm, vậy trước mắt váy đen nữ tử, liền để Tiêu Phàm bọn họ cảm thấy làm người ta ghét. Ngươi không tin, đó là quyền lợi của ngươi. Ngươi nhục mạ người, đó chính là ngươi vấn đề nhân phẩm. Số nương môn, ngươi muốn chết hay sao? Tiêu Phàm còn không có mở miệng, phía sau hắn kim cốt đế lại nhìn không được, tiến lên một bước. Trên người đột nhiên bộc phát ra cường đại khí tức. Chỉ là khí thế còn không có đạt tới đỉnh phong, liền bị Tiêu Phàm áp chế xuống. Ngươi là cái nào cổ tộc? Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười nói. Hắn thấy, cũng chỉ có những cái kia cổ tộc đệ tử, mới có thể không kiêng nể gì như thế. Nhìn thấy Tiêu Phàm nụ cười, cái kia váy đen nữ tử còn tưởng rằng Tiêu Phàm là sợ hãi, lập tức vẻ mặt ngạo nghễ nói, hừ, nghĩ nịnh bợ cô nãi nãi. Không sợ nói cho ngươi, đế tử Yên là ta đường tỷ. Nghe được đế tử Yên mấy chữ này, bên cạnh kim giáp thủ vệ lập tức lộ ra vẻ kính sợ, đây chính là số ít mấy cái có thể cùng năm đại thánh tử sánh vai nhân vật a. Nhưng mà, Tiêu Phàm nụ cười trên mặt lại là càng thắng rồi hơn, chẳng qua là cho mới vừa nụ cười so sánh, lại là nhiều hơn một tia nghiền ngẫm. Nếu như là những người khác, có lẽ Tiêu Phàm còn sẽ không cùng một cái đại đế cảnh trung kỳ nữ nhân so đo. Nhưng hắn không nghĩ tới, cái này váy đen nữ tử dĩ nhiên là đế tử gia tộc người. Hắn cùng với đế tử gia tộc, thế nhưng là tử thù a. Ngươi xác định đế tử Yên là ngươi đường tỷ? Tiêu Phàm nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Làm sao, ngươi cũng muốn nịnh bợ ta đường tỷ? Ngươi đây cũng đừng nghĩ, ta đường tỷ chính là thiên chi kiêu tử, khoảng cách thánh đế cảnh chỉ có cách xa một bước, ngươi như thế nào người bình thường này có thể leo lên? Váy đen nữ tử vẻ mặt ghét bỏ nói. Đã như vậy, vậy ta an tâm. Tiêu Phàm gật gật đầu. Còn đứng ở cái này làm cái gì, cút đi. Nhìn thấy Tiêu Phàm không có bất kỳ cái gì biểu thị, váy đen nữ tử thái độ càng thêm ác liệt lên. Người bình thường biết rõ đế tử Yên là hắn đường tỷ, ai không nịnh bợ nàng. Có thể tiểu tử trước mắt này, vậy mà một chút cũng không biết làm người. Vừa dứt lời. Tiêu Phàm bên người thí thần đột nhiên tiến lên một bước, một cước đá vào váy đen nữ tử ngực, cả người giống như diều bị đứt dây một dạng bay ngược mà ra. Một màn này, dọa đến một bên kim giáp hộ vệ sắc mặt đại biến, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến thiếu niên kia như thế đáng sợ. Ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, Tiêu Phàm cười nhìn kim giáp hộ vệ một cái. Không cần Tiêu Phàm nói, kim giáp hộ vệ cũng không dám nhúng tay a. Thí thần bùng nổ tốc độ cùng lực lượng. Nhưng là hắn theo không kịp. Váy đen nữ tử truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, danh con, ngươi lại dám đả thương ta. Ta muốn các ngươi tất cả đều sống không bằng chết. Váy đen nữ tử nói còn chưa dứt lời, thí thần lại tiến lên một bước, một cước hung hăng dẫm ở trên người nàng, đau đến nàng nhe răng trợn mắt, đau đến không muốn sống. Mắt chó coi thường người khác đồ vật, không giết ngươi, tính là đối ngươi nhân từ. Thí thần thế nhưng là rất ít mắng người, nhưng nữ nhân này lại làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. Nói xong, thí thần lại là một cước đem váy đen nữ tử đạp bay ra ngoài, thiếu chút nữa thì bất tỉnh nhân sự. Ai dám ở đây dương oai? Mà lúc này, gầm lên một tiếng vang lên, ngay sau đó một cỗ cường đại khí tức hướng về cung điện vị trí bay vụt mà đến. Tiêu Phàm mấy người theo tiếng kêu nhìn lại. Lại là nhìn thấy một cái hắc bào lão giả mang theo mười mấy kim giáp vệ hướng về truyền tống điện cửa ra vào đi tới. Chính là bài hắc bào lão giả nhìn thấy trên đất váy đen nữ tử thời khắc, lập tức sắc mặt tái xanh hết sức,
sát khí nặng nề nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ. Các ngươi dám đả thương ta đệ tử gia tộc người, thật là chán sống. Hắc bào lão giả giận dữ mắng mỏ một tiếng, phất phất tay nói, cầm xuống. Kẻ dám phản kháng, giết không tha. Phía sau hắn mười mấy kim giáp vệ nghe vậy, nhao nhao lấy ra binh khí, đại đế cảnh hậu kỳ trở lên khí thế mãnh liệt cuộn trào ra, hướng về Tiêu Phàm bọn họ đánh tới. Đệ tử gia tộc người quả nhiên hoàn toàn như trước đây phách lối. Thí thần thần sắc lạnh lùng, ngay sau đó đột nhiên một cước hung hăng dẫm ở váy đen nữ tử bụng, trực tiếp vỡ nát kinh mạch của nàng, phế hắn thần lực hải. Ngươi dám phế ta tu vi? Váy đen nữ tử hoảng sợ nhìn xem thí thần, ánh mắt bên trong đều là vẻ oán hận. Bỗng nhiên, ánh mắt của nàng chuyển hướng hắc bào lão giả nói, thất trưởng lão, cho ta giết bọn họ, giết bọn hắn. Không cần váy đen nữ tử nói, hắc bào lão giả trên mặt đã che kín băng xương, vậy mà ở ngay trước mặt hắn phế bỏ bọn họ đệ tử gia tộc người, đây cũng không phải bình thường phách lối cùng cuồng vọng. Các ngươi thật to gan, hắc bào lão giả gầm thét, không cần kim giáp vệ xuất thủ, chính hắn liền hướng lấy thí thần đánh tới. Thánh đế cảnh, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem hắc bào lão giả, hắn không nghĩ tới truyền tống trận thủ vệ dĩ nhiên là thánh đế cảnh tu vi, bất quá. Vẻn vẹn chỉ là thánh đế cảnh tiền kỳ mà nói, Tiêu Phàm cũng sẽ không nhiều liếc hắn một cái. Lớn tuổi như vậy, không biết sống dài hơn tuế nguyệt, lại còn dừng lại ở thánh đế cảnh tiền kỳ, thực lực như vậy, đảm đương không nổi Tiêu Phàm coi trọng. Chỉ một thoáng, hắc bào lão giả tức giận một quyền oanh đến thí thần trước mặt, hét giận dữ nói, nho nhỏ đại đế cảnh cũng dám khắp nơi đả thương người, lão hủ dạy ngươi làm thế nào người. Dạy thí thần làm thế nào người. Tự nhiên là nhường hắn sống không bằng chết. Ở hắc bào lão giả xem ra, một thiếu niên tiểu tử, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ có kim cốt đế cùng ma thái hư đám người, lại là vẻ mặt đồng tình nhìn xem hắc bào lão giả, thật không nghĩ tới thánh đế cảnh đỉnh phong hỗn độn nguyên thú đều không đả thương được thí thần sao. Liền bằng ngươi cái này thánh đế cảnh tiền kỳ, đoán chừng liền tới gần thí thần cũng khó khăn a. Mắt thấy hắc bào lão giả một quyền sắp rơi xuống thời khắc, thí thần đột nhiên chậm rãi vươn non nớt bàn tay, tốc độ kia nhìn như rất chậm, lại nhanh đến mức cực hạn. Nho nhỏ bàn tay, liền thoải mái như vậy nắm chặt hắc bào lão giả nắm đấm, mặc cho hắn giãy giụa như thế nào, đều lại cũng không đến gần được mảy may. Hắc bào lão giả con người bỗng nhiên co rụt lại, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem thí thần, sau đó nhìn về phía cầm đầu Tiêu Phàm. Hắn rốt cuộc biết. Vì sao Tiêu Phàm bọn họ dám không kiêng nể gì như thế, liền hắn đệ tử gia tộc người đều dám phế, hóa ra đối phương bối cảnh cũng không thể so bọn họ đệ tử gia tộc người kém a. Ngươi là ai? Hắc bào lão giả run rẩy nhìn xem Tiêu Phàm hỏi. Tiêu Phàm hai tay vác sau lưng, thản nhiên nói, ta là ai? Ta là ngươi không đắc tội nổi người. Lấy Tiêu Phàm một nhóm tu vi và thực lực, cái này hắc bào lão giả xác thực đắc tội không nổi. Tùy tiện một người, đoán chừng đã đủ bọn họ uống một bầu. Mười mấy cái kim giáp vệ kinh hồn táng đảm đứng ở một bên, cúi đầu, không dám nhìn thẳng Tiêu Phàm bọn họ, sợ bị Tiêu Phàm nhớ thương. Các hạ làm tổn thương ta đệ tử gia tộc người, chẳng lẽ không cho lão hủ một cái công đạo sao? Hắc bào lão giả hướng về sau lưng thối lui, hắn không phải thí thần đối thủ, rằng con nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bàn giao, ngươi muốn cái gì bàn giao? Tiêu Phàm ngoạn vị nhìn xem hắc bào lão giả, cười tà nói. Hắc bào lão giả nhìn thấy Tiêu Phàm cái kia rét lạnh nụ cười, lập tức lời đến khóe miệng trực tiếp nén trở về, ở sâu trong nội tâm có loại âm thầm sợ hãi. Hít sâu mấy khẩu khí về sau, hắc bào lão giả lúc này mới lấy dũng khí nói, các hạ giết ta đệ tử gia tộc người, ta đệ tử gia tộc tự nhiên muốn tới cửa lĩnh giáo. Hắc bào lão giả tự nhận là không phải Tiêu Phàm đối thủ. Có thể đế tử gia tộc thế nhưng là cổ tộc, cường giả vô số, khẳng định có người có thể diệt Tiêu Phàm bọn họ. Hơn nữa, hắc bào lão giả cũng quen thuộc năm đại cổ tộc thiên tài, Tiêu Phàm người đi đường này không có một cái nào ở trong đó, đây cũng là hắn nghĩ lấy lại danh dự nguyên nhân. Tới cửa lĩnh giáo, Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, cái này đế tử gia tộc làm việc quả nhiên bá đạo, nghe nói, đế tử gia tộc đại đế cảnh nhiều giết không hết. Hắc bào lão giả nghe vậy. Bộ mặt hơi hơi co rúm. Cái gì gọi là đại đế cảnh nhiều giết không hết, đó là đại đế cảnh nhiều nhất tốt a. Hắc bào lão giả không phải người ngu, hắn từ Tiêu Phàm trong miệng nghe được một cỗ đối đế tử gia tộc căm thù,
nơi nào còn dám trả lời Tiêu Phàm mà nói. Tiêu Phàm cũng không tiếp tục để ý hắc bào lão giả, mà là nhìn về phía mặt đất váy đen nữ tử nói, lưu ngươi một mạng, trở về nói cho đế tử yên, ta cùng với nàng tầm đó nhưng còn có một khoản không tính. Nói xong, Tiêu Phàm cũng không tiếp tục để ý váy đen nữ tử, nhìn chăm chú mới bắt đầu kim giáp thủ vệ nói, mở ra truyền tống trận A. Là, kim giáp thủ vệ nơi nào còn dám cự tuyệt, liền hắc bào lão giả đều bị áp chế, cái kia mũ rơm thiếu niên là thánh đế cảnh không thể nghi ngờ. Mà đoàn người này rõ ràng lấy Tiêu Phàm cầm đầu, hắn thực lực lại làm sao có thể kém đây. Thánh đế cảnh tùy thời đều có thể rời đi thí luyện cổ địa, đây là quy củ, kim giáp vệ tự nhiên không dám vi phạm. Đại nhân, các ngươi muốn tiến về cái nào cổ cương? Kim giáp vệ khẩn trương nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, nói, đi man hoang cổ cương. Đúng, kim giáp vệ cung kính đáp, ngay sau đó mở ra thông hướng man hoang cổ cương truyền tống trận, đưa mắt nhìn Tiêu Phàm bọn họ rời đi. Hắc bào lão giả sắc mặt rét lạnh hết sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Phàm rời đi thật lâu, đám người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lúc này, lại có hai đạo bóng người từ đằng xa bay vụt mà tới. Hắc bào lão giả thấy thế, không chút do dự mang theo cái kia váy đen nữ tử bay đi. Đại tỷ, ngài phải làm chủ cho ta a! Váy đen nữ tử cầu xin vẻ mặt hét lớn. Người vừa tới không phải là người khác, chính là đế tử Yên cùng nàng hạ nhân, đế tử Yên vừa mới xuất quan, muốn phản hồi đế trần cổ cương, không nghĩ tới váy đen nữ tử vừa xuất hiện liền cáo trạng. Chuyện gì xảy ra, khi thấy váy đen nữ tử thần lực hải bị phá lúc, đế tử Yên cũng nhíu mày. Bẩm báo đại tiểu thư, vừa mới có một đoàn người tới đây, ngang ngược càn rỡ, càng là phế nàng tu vi, bọn họ còn nói muốn tìm ngài phiền phức. Hắc bào lão giả vội vàng thêm dầu thêm mỡ nói. Ai, đế tử Yên con ngươi lạnh lẽo, sát khí lạnh lẽo tản ra. Là bọn hắn, hắc bào lão giả thấy thế, vội vàng tại hư không buộc vòng quanh mấy trương khuôn mặt, ở hắn nghĩ đến, nếu như đế tử Yên muốn tìm bọn họ báo thù, vậy liền nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng mà, làm đế tử Yên nhìn thấy Tiêu Phàm khuôn mặt lúc, bỗng con ngươi co rụt lại, hắn trở về. Đế tử Yên không chỉ gặp qua biệt hiệu kiếm hồng trần khuôn mặt, cũng biết Tiêu Phàm lúc đầu khuôn mặt, mà giờ khắc này, Tiêu Phàm hiện lên đúng là hắn diện mạo như trước, liếc mắt liền nhận ra. Đại tiểu thư, người kia là ai? Hắc bào lão giả trong lòng khẽ run, hắn nhưng là rất ít gặp đến đế tử Yên như thế sợ hãi. Đế tử Yên ánh mắt phức tạp, hít sâu một cái nói, một cái ngươi không đắc tội nổi người. Một cái ngươi không đắc tội nổi người. Câu nói này, dường như sấm sét vang vọng ở hắc bào lão giả bên tai. Trước đó nghe được câu này, hắc bào lão giả còn không có coi là chuyện to tát, nhưng lời này lại là từ đế tử Yên trong miệng nói ra, hắn liền không thể không tin. Càng thêm sợ hãi, trong lòng của hắn càng hiếu kỳ hơn. Cách đó không xa những cái kia kim giáp vệ cũng lắng tai nghe, sợ bỏ qua cái gì. Nhưng mà, đế tử Yên cũng không có nói tiếp ý tứ, mà là trầm giọng hỏi, hắn muốn tìm ta làm phiền. Đế tử Yên nội tâm cũng có chút bận tâm, dù sao, nàng lúc trước thế nhưng là nhiều lần muốn giết Tiêu Phàm, bây giờ Tiêu Phàm đã xưa đâu bằng nay, tìm nàng báo thù cũng không cái gì. Hắn nói, để cho chúng ta nói cho đại tiểu thư, hắn cùng đại tiểu thư còn có một khoản muốn tính. Cái kia váy đen nữ tử vội vàng nói, giờ khắc này, nàng lại không báo thù tâm tư, chỉ muốn có thể làm cho đế tử Yên giúp hắn khôi phục thần lực hải. Nhưng nhường hắn thất vọng là, đế tử Yên nghe xong câu nói này, trực tiếp quay người rời đi. Đại tỷ, váy đen nữ tử thấy thế, lập tức tê tâm lực kiệt gào thét, ngươi nhất định phải giúp ta a. Ngươi tự cầu nhiều phúc đi, đế tử Yên cũng không quay đầu lại rời đi, chỉ để lại một câu nói ngữ quanh quẩn tại hư không. Giúp ngươi, lại có ai nguyện ý tới giúp ta đế tử Yên đây? Giờ phút này, đế tử Yên chỉ muốn cố gắng đột phá thánh đế cảnh, đến lúc đó mới có thể cùng Tiêu Phàm chống lại. Người khác không biết, nàng đế tử Yên thế nhưng là rất rõ ràng, bây giờ, nhân tộc đã xuất hiện 6 đại cổ cương, mới nhất một cái cổ cương, chính là Tiêu Phàm một người từ chủng tộc chi chiến bên trên thắng được. Nàng đế tử Yên là mạnh. Có thể mãi mãi cũng bị nàng đại ca đế tử Vân ổn áp một đầu, không có thể trở thành đế tử gia tộc gia chủ. Cùng Tiêu Phàm so sánh, vô luận thực lực, vẫn là địa vị, đều không ở cùng một cái cấp độ, dung không được nàng không hoảng loạn.
Tất cả những thứ này Tiêu Phàm tự nhiên là không biết, mấy người thông qua truyền tống trận, xuất hiện ở man hoang cổ cương đế cung vị trí. Tiêu Phàm vừa mới xuất hiện, tin tức của hắn liền lan truyền nhanh chóng. Cái gì, Kiếm Hồng Trần trở về? Cái gì Kiếm Hồng Trần, hắn là Tiêu Phàm, một lần này, hắn thật đúng là thay ta nhân tộc mặt dài a, một người thắng hơn 1000 cái địa vực, bây giờ đã có thể cùng năm đại vô cương ngồi ngang hàng với. Không chỉ như vậy, ta nghe nói, năm đại cổ cương cũng từ cái kia thu được 100 địa vực chỗ tốt, mà vô tận cổ cương, càng là độc trưởng 800 địa vực. Hiện tại vô tận cổ cương cầu hiền như khát nước, rất nhiều tu sĩ đều đuổi hướng vô tận cổ cương đây. Tốt nhất vẫn là không nên đi tốt, vô tận cổ cương cùng man hoang cổ cương cùng hoàng cực cổ cương liền nhau, bây giờ hai đại cổ cương đã làm xong xuất chiến chuẩn bị, Kiếm Hồng Trần lại còn dám xuất hiện ở đây, cũng là thật to gan. Tiêu Phàm rời đi đế cung, biến ảo một lần khuôn mặt hành tẩu ở trên đường cái, nghe được các loại các dạng tiếng nghị luận truyền đến, để Tiêu Phàm cùng thí thần kinh ngạc không thôi. Vô tận cổ cương, Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới thời gian hơn 2 năm, Long Vân Thực để vô tận thần phủ độc lập ra năm đại cổ cương bên ngoài, thành lập vô tận cổ cương. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm hận không thể lập tức trở về đến vô tận thần phủ. Bất quá khi biết được man hoang cổ cương cùng hoàng cực cổ cương đã chuẩn bị đối vô tận cổ cương lúc động thủ, Tiêu Phàm trong mắt phát lạnh, bọn gia hỏa này nhất định chính là thừa nước đục thả câu. Lão đại, có hay không cần tới gặp một chút Lãng Thiên đại ca? Nhìn thấy Tiêu Phàm một mực hướng ngoài thành đi, thí thần không khỏi hỏi. Rời đi trước lại nói, Tiêu Phàm lắc đầu. Man hoang cổ cương hoang gia người nếu là biết mình xuất hiện ở đây, nhất định sẽ bắt sống bản thân. Đem đổi lấy vô tận cổ cương địa vực. Hoàng gia vô sỉ Tiêu Phàm thế nhưng là thấy tận mắt, tự nhiên không có khả năng để bọn hắn đạt được. Long Vân đã từng cũng nói với hắn, cổ cương ở giữa phân tranh, thiên hoàng chắc là sẽ không nhúng tay, cho dù hắn Long Vân, cũng không tiện nhúng tay. Dù sao, thiên hoàng thế nhưng là có rất nhiều cường giả hướng về thái cổ thần giới các đại chủng tộc đây, một chút xíu gió thổi cỏ lay, bọn họ đều có thể biết được. Tiêu Phàm một chuyến nhanh chóng rời đi man hoang cổ thành, nơi này đã định trước là nơi thị phi, ở không có đầy đủ thực lực trước đó, Tiêu Phàm là không thể nào giáng lâm tòa thành trì này. Tốc độ của mấy người rất nhanh, cũng liền thời gian uống cạn nửa chén trà, liền rời đi thành trì. Cũng liền tại bọn hắn rời đi thành trì mấy cái thời gian hô hấp, man hoang cổ thành trên không đột nhiên hiện ra một đạo quang mang. Thủ thành đại trận mở ra, nguy hiểm thật, thí thần hít sâu một cái nói. Cái này hoang gia thực sự là không biết xấu hổ a, vậy mà thực chuẩn bị bắt sống lão đại. Tiêu Phàm thần sắc coi như bình tĩnh, hắn biết rõ, việc này có thể không thể dễ dàng như thế đi qua, hoang gia khi biết hắn trốn ra man hoang cổ thành về sau, nhất định sẽ đuổi giết hắn. Mà hắn hiện tại phải làm, là mau rời khỏi man hoang cổ cương địa vực phạm vi, dạng này mới có thể triệt để thoát khỏi hoang gia truy sát. Lấy bọn họ thánh đế cảnh tốc độ. Người bình thường muốn thấy được bọn họ, cũng là cơ bản chuyện không thể nào. Huống chi muốn bắt sống Tiêu Phàm, trừ phi thánh đế cảnh hậu kỳ trở lên cường giả xuất thủ, mới có mấy phần cơ hội. Kiếm Hồng Trần, người quả nhiên ở đây. Nhưng mà, Tiêu Phàm mấy người vừa mới chuẩn bị đạp không mà lên, nơi xa liền truyền đến một đạo tiếng cười âm lãnh. Tiêu Phàm nhíu mày, thanh âm này hắn không thể quen thuộc hơn nữa, bỗng nhiên quay đầu. Lại là nhìn thấy Hoang Nguyên Cực mang theo mười mấy hắc bào tu sĩ, từ tiền phương rừng rậm bên trong đi ra. Thí thần bọn họ cũng vô cùng kinh ngạc, bản thân một chuyến thế nhưng là tùy ý lựa chọn một cái phương hướng rời đi man hoang cổ thành A. Mà những người này rõ ràng là sớm liền ở chỗ này chờ thời gian lâu ngày, chẳng lẽ bọn họ có không cần đoán cũng biết năng lực. Đã lâu không gặp, Hoang Nguyên Cực cười híp mắt nhìn xem Tiêu Phàm, nói, nghĩ đến trong lòng ngươi hiếu kỳ. Lão hủ là làm sao biết ngươi ở nơi này a? Tiêu Phàm xác thực rất ngạc nhiên, nhưng có tu la truyền thừa hắn, càng là biết rõ trên đời này còn có một loại cực kỳ sức mạnh huyền diệu, có thể được biết một người hành tung. Thiên nhân tộc, thần soán chi thuật, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, ánh mắt lại là rơi vào Hoang Nguyên Cực sau lưng cực kỳ dễ thấy một cái áo bào tím tu sĩ trên người. Trên người người này có một loại lực lượng quỷ dị che lấp khí thế. Dù cho Tiêu Phàm đều nhìn không thấu mảy may. Không nghĩ tới còn có người biết thần soán chi thuật, cái kia áo bào tím tu sĩ hơi hơi ngoài ý muốn, thanh âm 10 điểm khàn khàn.
Ta không chỉ biết thần soán chi thuật, còn biết nó cũng không có như vậy mơ hồ, hơn nữa rất hao tổn tâm lực cùng thọ nguyên. Tiêu Phàm mắt lộ ra bình tĩnh. Tiêu Phàm trước kia một mực không tin cái gì không cần đoán cũng biết, nhưng ở chiến hồn đại lục được chứng kiến lô chiến thê tử Tô Họa, cùng Vân Khê muội muội Mây Phán Nhi về sau, Tiêu Phàm biết rõ, thế gian quả thật có loại năng lực này. Chỉ là, loại năng lực này đối tu luyện giả bản thân cũng có rất lớn tổn thương, loại người này, nếu không phải là không thấy thất tình lục dục, nếu không phải là thọ nguyên đại giảm. Trước mắt cái này tử bào nhân, hẳn là loại tình huống thứ hai, nhìn qua giống như là thiên nhân ngũ suy trước thời hạn. Tiểu tử, không thể không nói, định lực của ngươi bất phàm, lúc này, vẫn như cũ có thể chuyện trò vui vẻ. Hoàng Nguyên cực cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhún nhún vai, lơ đễnh nói, không phải ta nhất định lực bất phàm, mà là các ngươi lại không làm gì được ta, lại có sợ gì. Không làm gì được ngươi. Hoàng Nguyên cực mặt âm trầm nhìn xem Tiêu Phàm, rõ ràng là 10 điểm không tin. Coi như Tiêu Phàm đột phá đến thánh đế cảnh, vậy cũng vẻn vẹn chỉ là thánh đế cảnh tiền kỳ mà thôi, hắn đường đường hoang gia túc lão, thái cổ thần giới cường giả cấp cao nhất. Sẽ không làm gì được một cái thánh đế cảnh tiền kỳ. Đột nhiên, Hoàng Nguyên cực nghĩ tới điều gì, thân hình lóe lên, bỗng hướng về Tiêu Phàm vị trí bay đi. Cũng đúng lúc này, thí thần nhếch miệng cười một tiếng, quanh thân hiện lên một màn ánh sáng, chính là 3000 nguyên giới ngưng tụ mà thành kết giới. Gần như đồng thời, Tiêu Phàm lật tay lấy ra một mai ngọc bàn, thôi động thời khắc, lóe lên quang môn lập tức hiện lên ở trước mặt hắn. Oanh! Hoàng Nguyên cực bá đạo công kích rơi vào màn sáng phía trên, cả người bắn ngược mà quay về, màn sáng cũng kịch liệt run một cái, tựa như tùy thời có thể sụp ra một dạng. Tiêu Phàm mấy người hơi kinh hãi, phải biết, cho dù là hỗn độn nguyên thú đều không làm gì được màn sáng này a. Trước mắt cái này Hoàng Nguyên cực, vậy mà kém chút đem màn sáng đập tan. Bán bộ thánh tôn cảnh, đám người đối Hoàng Nguyên cực thực lực lại có một cái rõ ràng nhận biết. Nơi nào còn dám chần chờ, Kim Cốt Đế, Ma Thái Hư, Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Lâm Phong bốn người không chút do dự bước vào quang môn. Tiêu Phàm thân hình lóe lên, lập tức xuất hiện một bộ linh hồn phân thân, tiếp tục thao túng truyền tống ngọc bàn. Thần soán chi thuật, không biết ngươi là có hay không tính tới, chúng ta bước kế tiếp muốn đi đâu đây? Tiêu Phàm ngoạn vị nhìn cái kia tử bào nhân một cái, ngay sau đó một bước bước vào. Thí thần cũng đồng thời biến mất ở quang môn bên trong, một sát na kia, 3000 nguyên giới kết giới biến mất, Hoàng Nguyên cực công kích rơi xuống, Tiêu Phàm linh hồn phân thân trực tiếp tự bạo hủy diệt truyền tống ngọc bàn. Hỗn trướng, Hoàng Nguyên cực tức giận gào thét một tiếng, một bàn tay đem Tiêu Phàm bọn họ trước đó vị trí hư không chấn vỡ. Hoàng Tam Tổ, vô dụng, bọn họ đã trốn. Cái kia tử bào nhân tiến lên, thanh âm khàn khàn mang theo một tia bén nhọn. Nghe vào có chút khủng bố. Tử Thiên La, người có thể tính đến bọn họ lần sau sẽ xuất hiện ở đâu sao? Hoàng Nguyên cực thu liễm nội ý, cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại, nhìn về phía tử bào nhân nói. Tử bào nhân Tử Thiên La trầm ngâm lúc này, gật đầu một cái, có thể, nhưng đại giới không nhỏ, hơn nữa, coi như đuổi kịp bọn họ, nếu là không cách nào phá rơi vòng bảo hộ kia, cũng không làm gì được bọn họ. Tìm cho ta đến hắn. Vòng bảo hộ kia, lão hủ có thể phá mất. Hoàng Nguyên cực khẳng định nói. Một mình hắn không phá hết, nhưng hắn sau lưng còn có 10 người a, những người áo đen kia, cũng đều là thánh đế cảnh tu vi, nếu như cùng nhau xuất thủ, phá mất vòng bảo hộ kia tự nhiên không phải việc khó. Tốt lắm, Tử Thiên La trầm tư lúc này, cuối cùng gật đầu nói. Nhất định phải ở tại bọn hắn đạp vào vô tận cổ cương trước đó, giết bọn hắn. Hoàng Nguyên cực nghiến răng nghiến lợi nói. Vì sao muốn ở đạp vào vô tận cổ cương trước thì sao? Để bọn hắn trở lại vô tận cổ cương lại giết, không được sao? Tử Thiên La cau mày nói. Hoàng Nguyên cực nhíu mày, hít sâu một cái nói, đây là thiên hoang truyền đạt cho nhân tộc quy củ, trong vòng 10 năm, thánh đế cảnh đỉnh phong trở lên, không được xâm nhập vô tận cổ cương giết chóc, thái cổ thần giới còn không có khiêu khích thiên hoang quy củ lực lượng. Quy củ là chết. Người là sống, chỉ cần không có người biết rõ, không được sao. Tử Thiên La lắc lắc đầu nói, đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ hàn quang. Tốt, Hoàng Nguyên cực gật gật đầu, hắn căn bản là không phải muốn bắt sống Tiêu Phàm, mà là diệt Tiêu Phàm. Đến lúc đó vô tận cổ cương rắn mất đầu,
chẳng phải là đều sẽ đặt vào man hoang cổ cương địa vực phạm vi. Đương nhiên, Hoang Nguyên Cực sở dĩ như vậy vội vã muốn giết Tiêu Phàm, chủ yếu nhất vẫn là Tiêu Phàm từng theo hắn ký kết hiệp ước không bình đẳng. Hắn cũng không muốn để Tiêu Phàm đem những hình ảnh kia đem ra công khai, đến lúc đó hắn và Hoang gia đều phải trở thành thiên hạ người trò cười. Lại nói Tiêu Phàm một chuyến thông qua truyền tống trận trốn qua một kiếp, cũng đều có loại trở về từ cõi chết cảm giác, thật sự là Hoang Nguyên Cực quá mạnh, mạnh đến bọn họ căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Lão đại, chúng ta dạng này trốn xuống đi không phải biện pháp, nếu như không phải ngươi trước kia bố trí truyền tống ngọc bàn, chúng ta không có khả năng chạy thoát, lần sau coi như không may mắn như thế nữa. Thí thần hít sâu một cái nói. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, hơn nữa, ta 3000 nguyên giới kết giới, cũng tối đa chỉ có thể tiếp nhận hắn 2 đòn, nếu là những người kia đồng thời xuất thủ, đoán chừng một kích sẽ phá mở. Yên tâm, bọn họ đuổi không kịp chúng ta. Tiêu Phàm lắc đầu cười nói, một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng. Nhìn thấy đám người nghi hoặc, hắn lại bổ sung, thần soán chi thuật, không khác hai loại phương pháp truy tung, một là mệnh cách, hai là linh hồn chi lực. Ta có pháp bảo hộ thể, cái kia thần soán sư là bắt không đến mệnh cách của ta, tối đa chỉ là bắt linh hồn chi lực của ta, đo lường tính toán hành động của ta quỹ tích mà thôi. Về phần các ngươi, vừa mới ta đã mài tiêu diệt các ngươi một đường lưu lại linh hồn lực lượng, hơn nữa, Hoang gia chỉ muốn ứng phó ta, truy các ngươi không dùng, cho nên chỉ có thể bắt linh hồn chi lực của ta. Nghe được Tiêu Phàm phân tích, mấy người gật đầu một cái. Cho nên, chúng ta chỉ cần quấn một điểm đường, sau đó nghênh ngang trở lại vô tận cổ cương là được rồi. Tiêu Phàm cười cười. Nói xong, Tiêu Phàm đột nhiên thân hình lóe lên, vô số cỗ linh hồn phân thân xuất hiện. Hướng về thiên địa bốn phương tám hướng kích xạ đi. Đám người thấy thế, khóe miệng giật một cái, nếu như cái kia thần soán sư này cũng có thể đuổi kịp bọn họ, vậy chỉ có thể coi như bọn họ xui xẻo. Đi thôi, nhìn thấy đám người có chút thất thần, Tiêu Phàm kéo về tâm thần của mọi người nói. Cũng liền ở Tiêu Phàm bọn họ rời đi một canh giờ về sau, Hoang Nguyên Cực bọn họ hạ xuống lần nữa bọn họ vị trí, vẻ mặt mờ mịt nhìn xem khắp nơi. Tử Thiên La, phương hướng nào? Hoang Nguyên Cực trầm giọng hỏi. Tử Thiên La trầm mặc thật lâu, lúc này mới đắng chát cười nói, không đuổi kịp. Đuổi không kịp, Hoang Nguyên Cực 10 điểm không cam lòng. Không sai, không đuổi kịp, cái kia kiếm hồng trần linh hồn chi lực 10 điểm phân tán, có hơn 100 cái phương hướng, ta cũng không cách nào khóa chặt cái nào. Tử Thiên La giải thích nói. Hơn 100 cái phương hướng, Hoang Nguyên Cực mặt sạm lại, cái này còn làm sao truy? Sau một lúc, Hoang Nguyên Cực trong mắt hàn quang lóe lên nói, vậy lão hủ liền đi cái kia vô tận thần sơn chờ hắn. Hoang Nguyên Cực muốn giết Tiêu Phàm tâm, cũng không phải bình thường bức thiết. Không cần, ta còn có biện pháp tìm tới hắn một lần. Tử Thiên La mặt âm trầm nói. Chớp mắt đi qua nửa năm thời gian, Tiêu Phàm một chuyến rốt cục đi tới vô tận cổ cương khu vực biên giới, nhìn qua xa xa mặt đất bao la, Tiêu Phàm cảm khái không thôi. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, thiên hoàng vậy mà thực làm được, không chỉ có đem vô tận thần phủ trước đó có địa vực trở tới, còn đem kim cốt khô lâu tộc mấy cái kia địa vực trở tới. Loại này thủ đoạn, quá mức không thể tưởng tượng, ở Tiêu Phàm bọn họ cấp độ này, chỉ có nhằm vào trong cơ thể mình thế giới, mới có thể miễn cưỡng làm đến bước này. Rốt cục trở về, Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, trong lòng có được cảm khái vô hạn. Cũng liền ở Tiêu Phàm bọn họ chuẩn bị bước vào vô tận cổ cương cương thổ thời khắc, một bóng người đột nhiên từ đằng xa bay vụt mà tới, ở Tiêu Phàm bọn họ ngoài mấy trượng ngừng lại, quỳ một chân trên đất nói, U Linh vệ chín thất thất hảo bái kiến phủ chủ, phía trước nguy hiểm, còn mời phủ chủ rời nói. Nguy hiểm, Tiêu Phàm nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc nhìn quỳ một chân trên đất tu sĩ áo đen nói. Cũng khó trách Tiêu Phàm nghi hoặc, một cái đột nhiên người đột nhiên xuất hiện. Nói với chính mình phía trước nguy hiểm, cái này khiến hắn làm sao tin tưởng. Chủ yếu hơn chính là, người này tựa như đã sớm biết bản thân muốn từ nơi này trở về, liền ở chỗ này chờ lấy bản thân. Nếu như không phải nửa năm trước đã trải qua Hoang Nguyên Cực ngăn giết hắn thời gian, Tiêu Phàm có lẽ còn cho là mình bị theo dõi. Thí thần mấy người cũng cau mày nhìn trước mắt hắc y nhân, ôm ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Tiêu Phàm. Ai bảo ngươi đến? Tiêu Phàm thần sắc khôi phục như thường, bởi vì hắn thấy được hắc y nhân trên người xăm thân,
cùng bên hông ngọc bài, đây là U Linh vệ đặc thù tiêu chí. Chỉ thấy người áo đen kia đột nhiên từ trong ngực lấy ra một mai ngọc giản đưa cho Tiêu Phàm, nói, đây là Nam Cung điện chủ để thuộc hạ giao cho phủ chủ. Tiêu Phàm gật gật đầu tiếp nhận ngọc phù, linh hồn chi lực chìm vào trong đó, sau một khắc, trên mặt của hắn lộ ra một vòng vẻ kinh dị. Lão đại, thí thần nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc, không khỏi lộ ra vẻ tò mò. Ngươi trở về lĩnh thưởng a? Tiêu Phàm hướng về phía áo đen U Linh vệ thản nhiên nói. Thuộc hạ cáo lui, áo đen U Linh vệ lặng yên biến mất, nếu như không cần linh hồn chi lực bắt, kim cốt đế bọn họ đều không phát hiện được hắn tồn tại, cái này khiến kim cốt đế mấy người kinh hãi không thôi. Chúng ta cũng đi, Tiêu Phàm thở sâu, sau đó hướng về một phương hướng khác đi, cũng không có từ nơi này trực tiếp chạy tới Vô Tận Thần Sơn. Giờ phút này, khoảng cách Tiêu Phàm bọn họ ở ngoài mấy ngàn dặm một vùng thung lũng bên trong, có mười mấy bóng người, tựa như chờ đợi lâu ngày. Chính là Hoang Nguyên Cực bọn họ. Tử Thiên La, cái kia Tiêu Phàm thực sẽ đi qua từ nơi này. Hoang Nguyên Cực sắc mặt âm trầm, bọn họ đã đuổi tới nơi đây hai cái tháng sau, có thể Tiêu Phàm bọn họ một mực chưa tới, sự kiên nhẫn của hắn đã mài đến không sai biệt lắm. Sẽ, Tử Thiên La khẳng định gật đầu, nhưng mà lời còn chưa dứt, sắc mặt của hắn bỗng khẽ biến. Chuyện gì xảy ra, người cũng đừng nói cho ta biết, Tiêu Phàm lại không tới. Hoang Nguyên Cực lạnh rên một tiếng nói. Hắn xác thực sẽ không tới. Tử Thiên La mặt âm trầm, lắc lắc đầu nói. Hoang Nguyên Cực lập tức giận tím mặt, nói, ngươi dám trêu chọc ta. Đùa nghịch ngươi, ta có tất yếu đùa nghịch ngươi sao? Tử Thiên La cũng cực kỳ giận dữ, khó chịu nói, không sợ nói cho ngươi, Tiêu Phàm đã tới, chỉ là hắn đã đi, không tin, ngươi có thể đi hỏi một chút. Dứt lời, Tử Thiên La trực tiếp đạp không mà lên. Hướng về nơi xa bay đi, lúc này liền đến Tiêu Phàm bọn họ trước đó vị trí. Phía dưới có một ít dã thú, người có thể tìm bọn họ hỏi một chút. Tử Thiên La trầm giọng nói. Hoang Nguyên Cực không tin tà, hắn hoang ra thế nhưng là hoa cái giá rất lớn mới mời đến Tử Thiên La hỗ trợ. Nhưng bây giờ, trừ bỏ ở man hoang cổ thành bên ngoài, nửa năm qua này hắn liền Tiêu Phàm hình bóng cũng không thấy đến, cái này khiến hắn làm sao cam tâm. Hoang Nguyên Cực ra hiệu sau lưng 10 cái hắc bào nhân, 10 người đột nhiên xông vào núi rừng bên trong, chỉ chốc lát sau 10 người lần nữa trở về, ở Hoang Nguyên Cực bên tai nói nhỏ mấy tiếng. Hoang Nguyên Cực trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Tử Thiên La ánh mắt lập tức hoàn toàn khác nhau. Hiện tại ngươi tin tưởng, Tử Thiên La trên mặt lộ ra khó chịu. Làm một cái thần soán sư, hắn rất không thích loại này bị người không tín nhiệm cảm giác. Tất nhiên người hoàng gia mời ta làm việc, vậy liền hẳn là tin tưởng ta, bằng không mà nói, mời ta thì có ích lợi gì. Tử Thiên Đại Sư, Lão Hủ Phục, Hoang Nguyên Cực hơi hơi thi lễ, cực kỳ khách khí nói, vậy không biết Tiêu Phàm hiện tại ở đâu đây? Nhất định là về Vô Tận Thần Sơn. Tử Thiên La ngẩng đầu ngưng nhìn về phía chân trời nào đó một cái phương hướng, trầm giọng nói, bất quá, ta cảm giác gặp gỡ cao thủ, cái kia Tiêu Phàm dĩ nhiên được xưng tụng thiên tài. Nhưng Lão Hủ cũng còn không tính là phế vật. Hoang Nguyên Cực lại có chút không phục. Hắn nhưng là bán bộ thánh tôn cảnh, chẳng lẽ còn không phải một cái vừa mới đột phá thánh đế cảnh đối thủ sao? Ta nói chính là, cái kia Tiêu Phàm bên người, cũng có một cái cao thâm mà chắc thần soán sư. Tử Thiên La lại là lắc đầu, nói, bằng không mà nói, hắn làm sao đột nhiên sẽ sớm rời đi. Thần soán sư, Hoang Nguyên Cực nghe vậy, con người hơi hơi co rụt lại. Làm sao có thể, thần soán sư không phải chỉ có các ngươi Tử Thiên tộc sao? Chẳng lẽ là tộc nhân của ngươi? Nếu như là tộc nhân của ta, ít nhiều đều sẽ có chút cảm ứng. Tử Thiên La lắc đầu, sau đó 10 điểm ngưng trọng nhìn xem Hoang Nguyên Cực nói, ngươi phải chăng còn muốn giết Tiêu Phàm? Hắn phải chết, Hoang Nguyên Cực không chút nghĩ ngợi khẳng định nói. Tử Thiên La thở sâu, ngưng trọng nói, theo ta phỏng đoán, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Một khi bỏ lỡ cơ hội lần này, người muốn giết hắn, gần như không có khả năng. Cơ hội gì? Hoang Nguyên Cực cau mày nói. Đại khái nửa năm sau, Tiêu Phàm có một kiếp, đến lúc đó sẽ có người xuất thủ tốt nhất thời điểm. Tử Thiên La nói, bất quá cảnh cáo ta nói ở phía trước, người nếu giết không chết hắn, chết khả năng chính là ngươi. Hoang Nguyên Cực nghe vậy, sầm mặt lại, không khỏi nhìn mình lòng bàn tay. Nơi đó có lấy một đạo huyền diệu tử sắc ấn ký vụt sáng vụt sáng. Này mệnh kiếp thiên ấn,
có 3 năm thời hạn có hiệu lực, trong vòng 3 năm, ngươi cùng Tiêu Phàm tầm đó ngươi không chết, chính là ta vong, 3 năm về sau, mệnh kiếp thiên ấn sẽ tự hành biến mất, ngươi tự xem xử lý. Tử Thiên La giải thích nói. Hoàng Nguyên Cực trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, trước đó Tử Thiên La nói có một cái truy tung Tiêu Phàm phương pháp, chính là cái này mệnh kiếp thiên ấn. Thân làm bán bộ thánh tôn cảnh, Hoàng Nguyên Cực tự nhiên rõ ràng cái gì là mệnh kiếp, chính như Tử Thiên La nói tới, cái kia có thể là ngươi không chết, chính là ta vong. Mặc dù cái này mệnh kiếp thiên ấn chỉ là thần soán sư một loại thủ đoạn, không có chân chính mệnh kiếp đáng sợ như vậy, nhưng là có hiệu quả nhất định, chí ít Hoàng Nguyên Cực đã tự mình thể nghiệm qua. Bọn họ xác thực đuổi tới Tiêu Phàm, chỉ là để Tiêu Phàm chạy thoát mà thôi. 3 năm thời hạn có hiệu lực mà thôi, lão hủ không tin, tiểu tử kia trong vòng 3 năm lại là đối thủ của ta. Hoàng Nguyên Cực trong mắt lóe lên một vòng kiên nghị, giết Tiêu Phàm quyết tâm càng hơn. Hắn nhưng là bán bộ thánh tôn cảnh A, chẳng lẽ còn sẽ sợ một cái thánh đế cảnh tiền kỳ tiểu tử sao? Đã như vậy theo ta đi vô tận thần sơn bên ngoài, yên lặng chờ thời hạn nửa năm đến. Tử Thiên La gật đầu nói. Cái này trong vòng nửa năm, chẳng lẽ ta giết không chết tiểu tử kia? Hoàng Nguyên Cực vẫn như cũ có chút không tin nói. Ngươi có thể không tin ta, có lẽ ngươi có thể đi thử xem. Tử Thiên La ngoạn vị nhìn xem Hoàng Nguyên Cực nói. Hoàng Nguyên Cực nghe vậy, lập tức ngậm miệng không nói, Tử Thiên La ánh mắt, nhìn hắn tê cả da đầu. Nhìn thấy bàn tay tâm tử sắc mệnh kiếp thiên ấn, Hoàng Nguyên Cực không khỏi nắm quả đấm một cái. Mà lúc này, vô tận thần sơn vị trí vô tận thần vực, một tòa tử lâu bên trong, ngồi 2 đạo bóng người, đó là một đôi nam nữ trẻ tuổi, hơn nữa có mấy phần rất giống. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định có thể nhận ra, 2 người không phải người khác, chính là Hoa Thiên Thụ cùng Hoa Thiên Ngữ huynh muội. Ca, ngươi thật muốn ở Tiêu Phàm đại bản doanh ám sát hắn. Hoa Thiên Ngữ có chút không tin nói. Hoa Thiên Thụ tay phải cầm một cái chén trà, nhẹ nhàng chuyển động, đột nhiên, nhếch miệng cười nói, rốt cục trở về, đoán chừng không cần đến cơ hội lần thứ 3. Tiêu Phàm một chuyến vòng qua tốt một đoạn lộ trình, dựa theo Nam Cung Tiêu Tiêu cho hắn ngọc phù bên trong lộ tuyến hành tẩu, dòng dã hoa hơn 2 tháng thời gian. Lúc này mới giáng lâm vô tận thần sơn. Trên đường, Tiêu Phàm cũng biết vô tận thần sơn một ít chuyện. Từ khi vô tận cổ cương tồn tại đến nay, quân Nhược Hoan đem nguyên là vô tận thần sơn trong phạm vi tất cả địa vực, mặt khác lại chọn 20, 30 cái địa vực, góp thành 100 địa vực sát nhập cùng một chỗ, sáp nhập vào vô tận thần vực. Bây giờ vô tận thần vực, so với man hoang cổ thành còn lớn hơn 10-20 lần. Mặt ngoài, vô tận cổ cương trên danh nghĩa cũng chỉ có được 700 cái địa vực, cùng với những cái khác 5 đại cổ cương một dạng. Vô tận thần vực ở vô tận cổ cương trung ương, ở tại tứ phương, từ Tu La Điện, Huyết U Điện, Chiến Hồn Điện, Thiên Hạ Điện tứ điện trấn thủ, mặc dù vẫn như cũ lộ ra người ở thưa thớt, nhưng có bạch ma trận pháp gia trì, vô tận thần vực đã sớm thùng sắt một khối. Về phần Thanh Thiên Long tộc, U Phượng tộc cùng Kim Cốt Khô Lâu tộc, là ở vào vô tận thần vực bên ngoài, phân biệt khống chế 100 địa vực, chỉ có phía Đông Lâm Hải địa vực tương đối trống rỗng. Ở vô tận cổ cương hình thành trước đó, đại bộ phận chủng tộc tu sĩ cũng không nguyện ý phụ thuộc nhân tộc, tự nhiên bị thiên hoang dọn dẹp ra ngoài. Chỉ có số ít chủng tộc, nguyện ý phụ thuộc nhân tộc, vẫn lưu tại lúc đầu địa vực. Đến mức bây giờ vô tận cổ cương, tu sĩ cực kỳ thưa thớt, vẻn vẹn chỉ nắm trong tay 400 cái địa vực. Còn có 300 cái địa vực ở vào nuôi thả trạng thái. Đây cũng là man hoang cổ cương cùng hoàng cực cổ cương dục dịch nguyên nhân. Mặc dù thiên hoang quy định, trong vòng 10 năm thánh đế cảnh đỉnh phong không cho vào vô tận cổ cương giết chóc, nhưng là, đối với bây giờ vô tận cổ cương mà nói, cho dù là thánh đế cảnh tiền kỳ, đó cũng là cường giả đỉnh cao A. Quân Nhược Hoan có thể làm đến bước này, đã coi như là 10 phần không sai, chuyện kế tiếp. Hắn Tiêu Phàm cũng nhất định phải ra một phần lực. Long Vân từng nói cho hắn, không cần mấy năm liền sẽ có một cái thăng thiên lễ mừng, đây chính là tiến vào thiên hoang cơ hội duy nhất, hắn còn muốn tiến vào thiên hoang tìm kiếm con của hắn, tự nhiên không thể bỏ qua. Khi tiến vào thiên hoang trước đó, Tiêu Phàm nhất định phải đem vô tận cổ cương sự tình ổn định lại. Rốt cục trở về, nãi nãi, lần sau đừng để ta gặp gỡ cái kia lão bất tử. Bằng không ta gặp hắn một lần, giết hắn một lần.
Thí thần nổi giận mắng. Nếu như không phải Hoang Nguyên Cực bọn họ truy sát, bọn họ chí ít có thể sớm mấy tháng trở lại Vô Tận Thần Vực, bây giờ lại lãng phí một cách vô ích nhiều thời gian như vậy. Yên tâm đi, báo thù sẽ lại có cơ hội. Tiêu Phàm mỉm cười, một đầu hướng về phía dưới thành trì cắm xuống. Lúc này, Tiêu Phàm bọn họ tiến nhập Vô Tận Thần Thành, so với Vô Tận Cổ Cương bên ngoài địa vực, Vô Tận Thần Thành lại là phi thường náo nhiệt. Tiêu Phàm một chuyến đi ở trên đường cái, nhìn thấy rực rỡ muôn màu cửa hàng, ngựa xe như nước đồng dạng đám người, trên mặt không khỏi lộ xuất ra mãn ý tiếu dung. Nhược Hoan quả nhiên không khiến ta thất vọng, Tiêu Phàm nhẹ giọng nói nhỏ, Vô Tận Cổ Cương cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, hắn dường như thấy được tương lai phồn hoa cường thịnh một màn. Đi ra, đi ra, đột nhiên, một trận thanh âm huyên náo từ tiền phương truyền đến, đám người một trận sao động, mặt đất hơi hơi rung động, ngay sau đó từng đợt tiếng thét chói tai cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy mấy đầu to lớn man thú mạnh mẽ đâm tới, đem bốn phía tu sĩ đánh bay, không ít phòng ốc sụp đổ. Hắn không khỏi nhíu mày, Vô Tận Thần Thành chính là Vô Tận Thần Phủ bề mặt, lại có người dám ở chỗ này làm càn, hơn nữa lại còn không có người quản. Nếu như Vô Tận Thần Phủ cũng như bây giờ vậy, cái kia đoán chừng không cần Man Hoang Cổ Cương cùng Hoàng Cực Cổ Cương xuất thủ, cũng chậm sớm sẽ diệt vong. Kim Cốt Đế, Ma Thái Hư, bảo hộ đám người. Tiêu Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Nói xong, thí thần dẫn đầu xông tới, Kim Cốt Đế bọn họ cũng không chút do dự xuất thủ, mấy người biết rõ, đoán chừng có người phải xui xẻo. Có thí thần bọn họ xuất thủ, nghĩ đến cái kia vài đầu man thú cũng không nổi lên được cái gì sóng lớn, Tiêu Phàm trong lòng lo lắng cũng đã biến mất không ít, chỉ là vẫn như cũ có chút thất vọng. Hồng Hộc, cũng liền ở Tiêu Phàm thí thần một sát na kia, đột nhiên vẻ hàn quang ở cách hắn ba thước có hơn bộc phát ra, trực tiếp khóa chặt mi tâm của hắn. Dù cho lấy Tiêu Phàm nhãn lực, cũng vẻn vẹn nhìn thấy một đạo chớp lóe mà thôi. Nhanh, không thể tưởng tượng nổi nhanh, Tiêu Phàm bản năng hướng phía sau thối lui, sau đó chậm rãi đưa tay phải ra, nhẹ nhàng kẹp lấy. Bang, một tiếng vang giòn, đạo hàn quang kia gắt gao bị Tiêu Phàm hai ngón tay kẹp lấy, lại là một chuôi mảnh khảnh huyết kiếm bị hắn kẹp ở đầu ngón tay, cũng không còn cách nào tới gần mảy may. Bất quá hắn nội tâm lại là cực kỳ không bình tĩnh, cũng may một kiếm này chỉ có tốc độ đã đạt đến thánh đế cảnh, nhưng lực lượng cũng chỉ có bán bộ thánh đế mà thôi. Nếu như lực lượng đạt đến thánh đế cảnh, cái kia Tiêu Phàm cho dù phản ứng rất nhanh, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Bậc này đáng sợ ám sát, Tiêu Phàm đã là lần thứ hai gặp được, trong đầu của hắn trong nháy mắt nghĩ tới một bóng người. Chẳng qua là khi hắn kẹp lấy huyết kiếm, một cái tay khác bản năng đi về phía trước đánh ra thời khắc, lại là phát hiện, phía trước sớm đã không có một ai. Trốn, Tiêu Phàm hơi kinh hãi, bậc này quỷ dị bỏ trốn thủ đoạn, liền hắn đều âm thầm kinh hãi, chỉ một thoáng, hắn linh hồn lực lượng bỗng nhiên quét sạch mà ra, sao? Quả nhiên là trời sinh sát thủ, Tiêu Phàm mỉm cười, thân hình lóe lên, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Chỉ chốc lát sau, một tòa tử lâu bên trong, một cái phong độ nhanh nhẹn bạch y thanh niên đi vào một gian bao xương, trên mặt nét cười bình tĩnh trong nháy mắt sụ xuống. Ca, lại thất bại. Trong bao xương một nữ tử tò mò hỏi. Bạch y thanh niên rót chén trà, buồn bực một cái, lúc này mới thở dài nói, muốn giết hắn, quả nhiên không dễ dàng a. Nữ tử tựa như đã sớm đoán được kết cục như vậy, bất đắc dĩ nói, nếu là hắn dễ giết như vậy, lúc trước ta sớm thành công. Còn có một cơ hội, bạch y thanh niên lại là mắt lộ ra tinh quang, hết sức kiên nghị nói, hắn đã đột phá thánh đế cảnh, ta lực lượng không đủ để đột phá hắn phòng ngự, lần tiếp theo, nhất định thành công. Sợ là không có lần sau, đột nhiên, bao xương bên ngoài một thanh âm vang lên, ngay sau đó, một đạo áo bào đen thân ảnh đẩy cửa đi đến. Tiêu Phàm, nam nữ trẻ tuổi sắc mặt đại biến, đồng thời phòng bị nhìn xem Tiêu Phàm. Hoa Thiên Thụ. Hoa Thiên Ngữ, đã lâu không gặp. Tiêu Phàm lại là giống như cùng lão bằng hữu chào hỏi đồng dạng, 10 điểm bình tĩnh ngồi xuống, hơn nữa ngồi một cái dấu tay xin mời. Hoa Thiên Thụ hơi hơi ngạc nhiên nhìn xem Tiêu Phàm, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà không có xuất thủ ứng phó bọn họ ý tứ. Phải biết, lấy Tiêu Phàm thực lực hôm nay,
bọn họ nhưng không có cùng Tiêu Phàm đối kháng chính diện dũng khí. Nghĩ vậy, Hoa Thiên Thụ trực tiếp ngồi xuống, hai mắt lại là nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hắn không biết Tiêu Phàm làm như vậy là có ý gì. Hoa Thiên Thụ, người cảm thấy Vô Tận Thần Phủ thế nào? Tiêu Phàm nhìn xem Hoa Thiên Thụ khẽ mỉm cười nói. Hoa Thiên Thụ kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, mà Hoa Thiên Ngữ lại là cực kỳ khinh thường, làm sao, Tiêu Phàm, người không phải là muốn để cho chúng ta gia nhập Vô Tận Thần Phủ a, đừng có nằm mộng. Tiêu Phàm lại là không có trả lời, mà là vẫn như cũ cười nhìn lấy Hoa Thiên Thụ. Hoa Thiên Thụ thần sắc không hề bận tâm, Tiêu Phàm căn bản nhìn không thấu trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Người cảm thấy Vô Tận Thần Phủ so sánh Bích Lạc Hoàng Tuyền làm sao? Lúc này, Hoa Thiên Thụ đột nhiên khẽ mỉm cười nói. Vô Tận Thần Phủ Thánh Đế cảnh đều chỉ có hắn mấy cái mà thôi, có thể cùng ta Bích Lạc Hoàng Tuyền có thể so sánh sao? Hoa Thiên Ngữ khinh thường nói, trên mặt đều là vẻ trào phúng. Bích Lạc Hoàng Tuyền mặc dù chỉ là một sát thủ tổ chức, nhưng có thánh đế cảnh sát thủ thế nhưng là không ít, thậm chí thánh đế cảnh đỉnh phong cũng không thiếu. Bàn về nội tình, Bích Lạc Hoàng Tuyền căn bản không phải cùng Vô Tận Thần Phủ một cái cấp độ, thật sự là Vô Tận Thần Phủ quá yếu. Hơn nữa, Bích Lạc Hoàng Tuyền trải rộng không ít chủng tộc địa vực, phạm vi rộng, căn cơ sâu, càng không phải là Vô Tận Thần Phủ có thể so sánh. Vô Tận Thần Phủ tồn tại bao nhiêu năm? Bích Lạc Hoàng Tuyền lại tồn tại bao nhiêu năm? Tiêu Phàm hỏi ngược lại, một chút cũng không nóng nảy bộ dáng. Hoa Thiên Thụ nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ, ngay cả Hoa Thiên Ngữ cũng trầm mặc. Đúng vậy a, Vô Tận Thần Phủ tính toán đâu ra đấy, thành lập vẫn chưa tới 30 năm đây. Mà Bích Lạc Hoàng Tuyền lại là tồn tại hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm, đây chính là 3 vạn lần chênh lệch a. Ngắn ngủi trong vòng 30 năm, Tiêu Phàm liền có thể ở nhân tộc đánh xuống 700 vực địa bàn, càng là sáng tạo ra nhân tộc khơi dòng, bằng vào điểm này, cho dù Bích Lạc Hoàng Tuyền đều kém xa tít tắp. Nói câu dễ nghe, Bích Lạc Hoàng Tuyền chỉ có thể ở trong bóng tối trộm gà bắt chó mà thôi, mà Vô Tận Thần Phủ mới thật sự là để người đời kính sợ thế lực. Chí ít, Bích Lạc Hoàng Tuyền còn chưa có tư cách không nhìn mặt khác năm đại cổ cương tồn tại. Thiên Hoàng tất nhiên đều có thể thừa nhận Vô Tận Thần Phủ địa vị. Càng là thành lập Vô Tận Cổ Cương, cũng chính là đem Vô Tận Cổ Cương cùng mặt khác năm đại cổ cương đặt ở cùng một cái cấp độ. Đợi một thời gian, Vô Tận Thần Phủ tất nhiên sẽ đạt tới mặt khác năm đại cổ tộc cấp độ, thậm chí vượt qua. Hai người bọn họ, lại có tư cách gì chào phúng Tiêu Phàm, khinh thường Vô Tận Thần Phủ đây? Ngươi từ từ suy nghĩ một chút, cho ngươi để dành một cái Tu La Điện Phó Điện Chủ vị trí. Tiêu Phàm đột nhiên đứng dậy. Không cần phải nhiều lời nữa, liền đi tới cửa. Một chân vừa mới bước ra cửa ra vào, hắn lại nói, đúng rồi, hoan nghênh quang lâm Vô Tận Thần Sơn, chơi vui vẻ lên chút. Dứt lời, Tiêu Phàm liền không thấy bóng dáng. Chơi vui vẻ lên chút, nghe nói như thế, Hoa Thiên Thụ khóe miệng hơi rút, bản thân có thể là tới giết ngươi a, ngươi vậy mà nói ta là tới chơi. Rất nhanh, Hoa Thiên Thụ liền minh bạch Tiêu Phàm lời nói bên trong một mặt khác ý tứ. Kia liền là Tiêu Phàm căn bản không đem hắn ám sát để ở trong lòng, đừng nói 3 lần, chính là 30 lần, cũng chỉ là như chơi đùa mà thôi. Chẳng lẽ mình đúng như này không chịu nổi sao? Trong lúc nhất thời, Hoa Thiên Thụ rơi vào trong trầm tư. Thần khí cái gì, ca, chúng ta còn có một cơ hội, lần sau nhất định giết hắn. Hoa Thiên Ngữ chu cái miệng nhỏ nhắn, 10 điểm không phục nói. Đúng vậy a, còn có một cơ hội. Hoa Thiên Thụ lấy lại tinh thần, mặc dù nói như vậy, nhưng sâu trong nội tâm hắn lại là có chút xúc động. Hắn thu thập qua Tiêu Phàm tin tức, Tiêu Phàm đến từ một cái tiểu thế giới, giáng lâm thái cổ thần giới cũng liền 50 năm không đến mà thôi. Đến bây giờ tính toán đâu ra đấy, Tiêu Phàm vẫn chưa tới 100 tuổi. Nhưng hắn thực lực, lại là để thái cổ thần giới đại bộ phận thiên tài xấu hổ. Chính như Tiêu Phàm nói tới. Nếu cho Vô Tận Thần Phủ đầy đủ thời gian, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ siêu việt nhân tộc năm đại cổ cương độ cao, tự nhiên cũng không phải Bích Lạc Hoàng Tuyền có thể so sánh. Ca, tiếp qua mấy năm, lão tổ liền có thể mở ra một lần cửu u địa ngục cửa vào, đến lúc đó, chúng ta tiến vào bên trong lịch luyện một phen, giết hắn dễ như trở bàn tay. Hoa Thiên Ngữ lại an ủi. Hoa Thiên Thụ gật gật đầu, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng kiên nghị quang mang.
Lại nói Tiêu Phàm rời đi, lần nữa trở lại trên đường cái kia vài đầu sông ngang đánh thẳng man thú đã bị chế phục, không chỉ có như thế, thủ vệ cũng kịp thời đuổi tới, đem thương binh tất cả đều thu xếp ổn thỏa. Lão đại, người đi đâu? Nhìn thấy Tiêu Phàm trở về, thí thần vội vàng đi tới, tức giận nói, đã điều tra xong, là có người cố ý an bài mới vừa tất cả những thứ này. Ta đã biết, Tiêu Phàm lơ đến khoát khoát tay. Tất cả những thứ này, cũng là Hoa Thiên Thụ kế hoạch đi ra, chỉ vì dẫn đi thí thần bọn họ, cũng để Tiêu Phàm phân thần, đây cũng là Tiêu Phàm cho rằng Hoa Thiên Thụ là một cái thiên sinh sát thủ nguyên nhân. Chỉ tiếc, bây giờ hắn cùng với Hoa Thiên Thụ thực lực hoàn toàn không ở cùng một cái cấp độ, Hoa Thiên Thụ nghi ám sát hắn, cơ hội quá xa vời. Tạ mấy vị đạo hữu, nếu như không phải là các ngươi ngăn cản cái này vài đầu man thú. Đột nhiên, Tiêu Phàm sau lưng truyền đến một đạo trung kỳ 10 phần thanh âm. Tiêu Phàm quay người nhìn tới, âm thanh kia lại là đột nhiên ngừng lại, sau đó kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Bái kiến tộc, phủ chủ, đột nhiên, người kia quỳ một chân trên đất, vẻ mặt kích động nhìn Tiêu Phàm, cung bái nói. Phủ chủ, phụ cận tu sĩ nghe vậy, toàn bộ đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiêu Phàm, lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn liền là Vô Tận Thần Phủ phủ chủ, bọn họ nằm mơ đều không nghĩ đến, Vô Tận Thần Phủ phủ chủ, vậy mà lại dạng này xuất hiện trên đường phố. Bái kiến phủ chủ, hậu phương tuần tra hậu vệ toàn bộ đều cung kính quỳ một chân trên đất. Là phủ chủ trở về, bái kiến phủ chủ, rất nhiều người nhận ra Tiêu Phàm, ngay sau đó một mảnh lại một mảnh đám người quỳ xuống, vẻ mặt kính sợ nhìn xem Tiêu Phàm, khó nén vui sướng trong lòng. Vô Tận Thần Phủ phía trước tu sĩ tự nhiên là nhận biết Tiêu Phàm, chỉ là vừa mới gia nhập không ít chủng tộc, như Thanh Thiên Long tộc, U Phượng tộc cùng Kim Cốt Khô Lâu tộc tu sĩ, bọn họ chưa thấy qua Tiêu Phàm bản nhân mà thôi. Trong lúc nhất thời, trên đường phố tất cả đều là núi thở thanh âm. Kim Cốt Đế, Ma Thái Hư, Phượng Trung Hoàng cùng Ngọc Lâm Phong tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới Tiêu Phàm danh vọng vậy mà như thế cao. Mọi người đứng lên đi. Tiêu Phàm trống không xuất hiện lên đám người. Lão Tam, Tam Ca, công tử, lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến từng đạo quen thuộc thanh âm, lại là Nam Cung Tiêu Tiêu, Quan Tiểu Thất, Quân Nhược Hoan đám người nghe tiếng chạy tới. Tất cả mọi người là thánh đế cảnh, đến chỗ này chỉ là thời gian mấy hơi thở mà thôi. Tiêu Phàm cùng mọi người từng cái chào hỏi, thật lâu mới về đến Vô Tận Thần Sơn đỉnh cao. Bây giờ Vô Tận Thần Sơn sớm đã đại biến, hòa hợp thần linh chi khí, liền man hoang cổ thành đều hơi có không bằng. Nhìn mình sau lưng như chảy đám người, Tiêu Phàm cười khoát tay một cái nói, mọi người giải tán trước đi thôi, riêng phần mình bận bịu chính mình sự tình, ngày mai cùng mọi người tốt sum vầy. Đám người nghe vậy, tự nhiên không dám quấy nhiễu Tiêu Phàm, nhao nhao cáo từ. Nhược Hoan, người trước đi an bài một chút Kim Cốt Đế cùng Ma Thái Hư bốn người bọn họ. Qua tới tìm ta. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu. Là, công tử, Quân Nhược Hoan gật gật đầu, hắn liếc mắt liền nhìn ra Ma Thái Hư bốn người cường đại, không dám có nửa điểm lãnh đạm. Lúc này, Tiêu Phàm bên người chỉ còn lại có thí thần, Nam Cung Tiêu Tiêu, Quan Tiểu Thất, Bạch Ma bốn người, những người khác tất cả đều bị Tiêu Phàm đuổi. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm mấy người đi tới một tòa nhã uyển bên trong, mặc dù thân là một phủ chi chủ. Nhưng Tiêu Phàm nội tâm hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Lão Tam, các ngươi không gặp gỡ nguy hiểm à? Nam Cung Tiêu Tiêu lo lắng hỏi. Tiêu Phàm lắc đầu, lấy ra một mai ngọc phù, nghi ngờ nói, lão nhị, làm sao ngươi biết có người muốn ngăn giết ta? Tiêu Phàm lời nói một chỗ, thí thần cũng lộ ra vẻ tò mò. Trừ phi Nam Cung Tiêu Tiêu có không cần đoán cũng biết năng lực, bằng không hắn là không thể nào biết có người sẽ ám sát bọn họ. Ta làm sao có thể biết rõ? Nam Cung Tiêu Tiêu đắng chát cười nói. Không phải ngươi, Tiêu Phàm càng thêm buồn bực, trong lòng cũng càng hiếu kỳ hơn lên. Người này ngươi cũng nhận biết, Nam Cung Tiêu Tiêu cười thần bí, thừa nước đục thả câu. Tiêu Phàm trong đầu lại là nhanh chóng rơi vào trầm tư, lúc này, hắn rốt cục nghĩ tới một bóng người, hỏi dò, là Vân Khê muội muội Vân Phán Nhi. Vân Phán Nhi thế nhưng là thiên nhân tộc. Có được không cần đoán cũng biết năng lực, nắm giữ lấy thần soán chi thuật, biết mình sẽ có nguy hiểm ngược lại là hợp tình hợp lý. Nhưng mà, Nam Cung Tiêu Tiêu lại là lắc đầu. Không phải sao,
Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại. Vân Phán Nhi chiếm được thiên nhân tộc truyền thừa, đã đánh mất thất tình lục dục, lần trước ở chiến hồn đại lục gặp qua nàng một lần, vẫn là băng lãnh như núi, là không thể nào cố ý tới nhắc nhở hắn. Tốt rồi, không cùng ngươi thừa nước đục thả câu, là Thiếu Thiên Cơ, ngươi có thể nhận biết. Nam Cung Tiêu Tiêu cười cười nói. Tiêu Phàm nghe vậy, thanh âm đột nhiên lớn thêm vài phần, Thiếu Thiên Cơ. Cái tên này, Tiêu Phàm đã có chút xa lạ, chỉ có thể lờ mờ nhớ tới một tấm mơ hồ khuôn mặt. Hắn còn nhớ rõ, Thiếu Thiên Cơ chính là chiến hồn đại lục thiên địa lao ngục tam đại công tử một trong, cùng Thần Vô Tâm, Cổ Nhược Trần cùng tên. Lúc trước hắn liên hợp Thiếu Thiên Cơ, Thiếu Thiên Vận, Thiếu Thiên Tà cùng Thiếu Thiên Dương đám người đả thương nặng Thiếu Thương Sinh, khiến cho Thiếu Thương Sinh linh hồn chạy ra chiến hồn đại lục. Về sau Thiếu Thiên Cơ cùng Thiếu Thiên Vận hai người rời đi, mà Thiếu Thiên Tà cùng Thiếu Thiên Dương lại lưu tại Tu La Điện, Thiếu Thiên Tà càng là trở thành Tu La Điện đệ thập Diêm La Điện điện chủ. Những năm gần đây, Thiếu Thiên Tà vì Tu La Điện có thể nói là cẩn thận. Nhưng Tiêu Phàm không nghĩ tới, bản thân vẫn còn có thể đụng tới Thiếu Thiên Cơ, hơn nữa Thiếu Thiên Cơ lại còn nắm giữ quỷ thần khó lường thần soán chi năng. Là Thiếu Thiên Cơ, Nam Cung Tiêu Tiêu khẳng định nói, ta chưa thấy qua, nhưng Thiếu Thiên Tà nói là đại ca hắn, hơn nữa ngươi cũng nhận biết. Hắn là tìm đến Thiếu Thiên Tà, Tiêu Phàm hỏi. Không, hắn nói là tới tìm ngươi. Nam Cung Tiêu Tiêu lắc đầu, cũng là hắn để Thiếu Thiên Tà tìm ta, để ta cho ngươi biết, trở về thời điểm muốn né qua vài chỗ. Ta vừa bắt đầu không coi là chuyện to tát, bất quá về sau Thiếu Thiên Cơ rời đi về sau. Thiếu Thiên Tà chủ động đi tìm ta, để cho ta nhất định phải tin tưởng hắn đại ca mà nói, ta liền tìm Sở Vân Bắc, an bài mấy người ở cái kia địa phương chờ ngươi. Tiêu Phàm gật gật đầu, đã từng thiên địa lao ngục tam đại công tử, Thiếu Thiên Cơ, Cổ Nhược Trần cùng Thần Vô Tâm. Ba người này bên trong, Thần Vô Tâm đã bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau, hơn nữa bây giờ cũng coi là vô tận thần phủ một phần tử, dù sao hắn thuộc về Tu La tộc. Mà Cổ Nhược Trần cũng đã sớm thần phục bản thân, hiện nay càng là mang theo Cổ gia rời đi Thái Võ Cổ vực tất cả cơ nghiệp, dứt khoát gia nhập vô tận thần phủ. Chỉ có cái này Thiếu Thiên Cơ, Tiêu Phàm cho tới bây giờ không nhìn thấu qua. Hắn thực lực có lẽ không thế nào, nhưng Tiêu Phàm chưa từng có khinh thường qua hắn. Chẳng lẽ hắn là đến trả nhân tình? Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm nói, năm đó hắn cứu Thiếu Thiên Cơ một mạng, Thiếu Thiên Cơ hứa hẹn, có cơ hội sẽ trả Tiêu Phàm nhân tình này. Lúc này, Tiêu Phàm lúc này mới tập trung ý chí, nói, hắn lúc nào rời đi, nhưng có nói cái gì? Đại khái 3 tháng trước rời đi, Nam Cung Tiêu Tiêu suy nghĩ một chút nói, ngươi không nói ta còn quên đi, hắn để cho ta nhất định phải nói cho ngươi, nửa năm sau, ngươi có thể sẽ có một kiếp, nhất định phải cẩn thận, theo ta thấy, lời hắn nói cũng có chút không đáng tin cậy. Không, Tiêu Phàm lại là lắc đầu, híp hai mắt nói, Tiếu Thiên Cơ không cần thiết nói đùa. Hơn nữa, cái kia ngọc giản, khả năng xác thực đã cứu ta một mạng. Làm sao sẽ, Nam Cung Tiêu Tiêu rõ ràng không tin. Tiêu Phàm ngay sau đó đem nửa năm này phát sinh sự tình cùng bọn hắn giảng thuật một lần, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quan Tiểu Thất không khỏi trợn to hai mắt. Tiểu tử, cái này soán mệnh chi thuật xác thực quỷ thần khó lường, ngươi tận lực cẩn thận một chút. Bạch Ma lại là thần sắc hết sức ngưng trọng nói, mặt khác, ngươi tốt nhất sớm làm chuẩn bị. Nửa năm thời gian, đó là 3 tháng trước, nói cách khác, Thiếu Thiên Cơ nói tới một kiếp khoảng cách hiện tại chỉ còn lại 3 tháng không tới thời gian. Tiêu Phàm gật đầu một cái, thần sắc cũng biến thành hết sức ngưng trọng lên. Lão đại, thứ này ngươi cầm phòng thân, thánh đế cảnh đỉnh phong, hẳn là không cách nào xuyên thủng. Đột nhiên, thí thần lấy tay vung lên, một bộ đen thui nội giáp hiện lên ở trước mặt hắn, lấp lóe lấy ánh sáng khác thường. Tiêu Phàm thấy thế. Ánh mắt sáng lên, cũng là không khách khí, trực tiếp đem nội giáp mặc lên người. Thí thần luyện chế nội giáp, thế nhưng là dùng mệnh thạch luyện chế A, bây giờ hắn đột phá thánh đế cảnh, cái này nội giáp thế nhưng là dùng thế giới chi tâm luyện chế, tự nhiên là phòng ngự kinh người. Có hắn ở, chí ít có thể phòng ngừa đại bộ phận bất trắc cùng ám sát. Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quan Tiểu Thất hai người thấy thế, lại là ngượng ngùng gãi gãi đầu. Có thí thần cái này nội giáp, cái gì yêu ma quỷ quái, đều không làm gì được ta. Tiêu Phàm vỗ vỗ bả vai của hai người, đối với hắn mà nói, giữa huynh đệ tình nghĩa mới là trọng yếu nhất,
không cần thiết dùng vật chất đến thể hiện. Hai người gật gật đầu, lúc này, nơi xa đột nhiên bay tới tốt mấy bóng người, lại là Quân Nhược Hoan, Kình Thiên cùng Huyết Vô Tuyệt. Bái kiến phủ chủ, ba người đi tới Tiêu Phàm cách đó không xa, cung kính cúi đầu nói. Không cần nhiều như vậy nghi thức xã giao, Tiêu Phàm khoát khoát tay, ra hiệu mấy người ngồi xuống, lúc này Tiêu Phàm lại nói, Nhược Hoan, ta nghe nói Man Hoang Cổ Cương cùng Hoàng Cực Cổ Cương chuẩn bị đối với chúng ta động thủ, ta Vô Tận Thần Phủ nhưng có chuẩn bị. Quân Nhược Hoan thở sâu, nói công tử, người của Vô Tận Cổ Cương ta cửa quá ít, cho đến nay, còn có 200 cái địa vực hoang vu ở cái kia, trong đó 100 địa vực ở phía Tây, cơ bản không có sức phản kháng. Tiêu Phàm nghe vậy, cau mày, hắn lúc này mới phát hiện, địa bàn quá lớn, cũng không dễ đánh lắm lý. 700 cái địa vực A, Vô Tận Thần Phủ tối đa cũng liền có được 200 cái địa vực nhân khẩu, Vô Tận Thần vực liền chiếm một nửa, mặt khác 100 địa vực nhân khẩu bây giờ lại quản lý 500 cái địa vực, đã là cực hạn. Mặt khác năm đại cổ cương tu sĩ không có người nguyện ý gia nhập Vô Tận Cổ Cương sao? Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Bọn họ ngược lại nguyện ý, nhưng càng muốn, đem Vô Tận Cổ Cương địa vực chiếm thành của mình. Quân Nhược Hoan cười khổ lắc đầu. Lão Tam, việc này chúng ta cũng là không có cách nào, càng nghĩ, chúng ta quyết định cuối cùng từ bỏ 200 cái địa vực, trước tiên đem Vô Tận Thần vực cùng mặt khác 500 cái địa vực quản lý tốt. Nam Cung Tiêu Tiêu chen lời nói. Thôn Sơn tinh thú nhất tộc đây, Tiêu Phàm nhíu mày. Cũng là bởi vì Thôn Sơn tinh thú tồn tại. Chúng ta mới có thể tạm thời khống chế tốt Vô Tận Thần vực cùng mặt khác 500 cái địa vực. Nam Cung Tiêu Tiêu đắng chát cười nói. Tiêu Phàm không khỏi rơi vào trong trầm tư, người này cửa vấn đề, đúng là một cái vấn đề rất lớn. Nếu như không giải quyết, đừng nói chỉ là có được 800 cái địa vực, chính là có được 8.000 cái địa vực, cũng căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vì như thế nào giải quyết 200 cái địa vực nhân khẩu vấn đề, Tiêu Phàm lâm vào khổ tư. Sớm biết, liền để Long Lão hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp. Tiêu Phàm âm thầm cười khổ nói, bất quá cái này liên quan đến chủng tộc sự tình, Long Vân cũng chưa chắc có thể giúp bận rộn. Lão Tam, 200 cái địa vực, từ bỏ là biện pháp ổn thỏa nhất. Nam Cung Tiêu Tiêu hít sâu một cái nói. Mặc dù hắn sinh mệnh bên trong chưa từng có từ bỏ hai chữ này, có thể vì Vô Tận Thần Phủ lâu dài phát triển, hắn không thể không lựa chọn làm như vậy. Đám người một trận trầm mặc, hiển nhiên bọn họ cũng đã sớm biết sẽ là kết quả như vậy. 800 cái địa vực, đối với bây giờ Vô Tận Thần Phủ mà nói, thật sự là quá miễn cưỡng. Không, trầm mặc hồi lâu, Tiêu Phàm đột nhiên phun ra một chữ. Đám người bỗng nhiên ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Phàm. Không phải liền là ít người mà thôi sao? Tiêu Phàm híp híp hai mắt, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Nói, chỉ cần Man Hoang Cổ Cương cùng Hoàng Cực Cổ Cương dám động thủ, chúng ta liền sẽ không thiếu người cửa. Đám người vẫn như cũ không hiểu, biểu tình nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm. Chẳng lẽ hai đại Cổ Cương động thủ, chúng ta liền có thể thêm ra 200 địa vực nhân khẩu sao? Hiển nhiên là không thể nào. Công tử, chúng ta cần muốn làm thế nào? Quân Nhược Hoan trịnh trọng hỏi. Cướp người, Tiêu Phàm nói năng có khí phách phun ra hai chữ. Cướp người. Mấy người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà nghĩ ra biện pháp này, cái này tính là cái gì biện pháp? Chẳng lẽ là đi hai đại cổ cương đem bọn họ người đoạt tới? Coi như người đoạt tới, có thể chân là lớn lên trên người bọn hắn, người còn có thể thời khắc bảo vệ hắn môn sao? Nếu quả thật tốn nhiều như vậy tinh lực đi bảo vệ hắn môn, đoán chừng còn dư lại 501 cái địa vực, càng thêm không có người trấn thủ. Lão nhị, người mấy ngày nay triệu tập tốt nhất luyện khí sư, tận lực luyện chế nhiều thần chu, quay đầu vận chuyển tu sĩ cũng phải cần không ít. Tiêu Phàm nhìn xem Nam Cung Tiêu Tiêu nói. Nam Cung Tiêu Tiêu vô cùng ngạc nhiên nhìn xem Tiêu Phàm, nói, Lão Tam, ngươi không phải là nghiêm túc à? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta đang nói đùa sao? Tiêu Phàm trợn trắng mắt. Tốt, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Nam Cung Tiêu Tiêu gật gật đầu, hắn hiểu Tiêu Phàm làm người, Tiêu Phàm cũng không phải đùa giỡn bộ dáng. Kình Thiên, ta truyền cho ngươi Tu La Cửu Biến Tiền Tam Biến Giản Dị Bản, ngươi trở về để Tu La tộc tộc nhân tu luyện, mau chóng tăng lên sức chiến đấu. Tiêu Phàm lại phía dưới một đạo mệnh lệnh. Tu La Cửu Biến Tiền Tam Biến, Kình Thiên nghe vậy,
trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, mặc dù chỉ là giản dị bản, nhưng là tuyệt đối có thể làm cho Tu La tộc tộc nhân thực lực bạo tăng. Sư huynh, người trở về an bài một chút các huynh đệ, ta muốn tùy thời có thể biết rõ man hoang cổ cương cùng hoàng cực cổ cương trước tiên tin tức. Tiêu Phàm nghiêm nghị nói. Tốt, Huyết Vô Tuyệt gật gật đầu, Tu La điện mạng lưới tình báo sớm đã xâm nhập mấy đại cổ cương, tuyệt đối là cường đại nhất, làm được điểm này ngược lại không khó. Cuối cùng là Nhược Hoan, trong vòng 3 ngày, ngươi cho ta triệu tập mấy trăm thần văn sư, quay đầu ta hữu dụng. Tiêu Phàm lại nói. Đúng, quân Nhược Hoan cung kính đáp. Mặc dù hắn không biết Tiêu Phàm làm như vậy là vì cái gì, nhưng hắn vẫn là phát ra từ nội tâm tin tưởng Tiêu Phàm, từ đi theo Tiêu Phàm bắt đầu, Tiêu Phàm khi nào nhường hắn thất vọng qua. Tiểu Bạch, Tiểu Thất, mấy ngày nữa, các ngươi hai cái theo ta đi làm một ít chuyện. Tiêu Phàm ánh mắt cuối cùng rơi vào Bạch Ma cùng Quan Tiểu Thất trên người. Hai người cũng gật gật đầu, trong lòng mọi người lại là vẻ mặt không hiểu, không biết Tiêu Phàm có chủ ý gì. Bất quá, theo Tiêu Phàm từng đạo mệnh lệnh xuống dưới, Vô Tận Thần Phủ giống như máy móc một dạng nhanh chóng vận chuyển lại. Nam Cung Tiêu Tiêu tìm vài trăm cái luyện khí sư, phần lớn là Thương Vân cổ vực tu sĩ, Thương Vân cổ vực thế nhưng là luyện khí đại vực. Chỉ phải có đầy đủ vật liệu để bọn hắn luyện chế thần chu, bọn họ tự nhiên sẽ làm đến. Mà Huyết Vô Tuyệt lại là nhanh chóng vận chuyển Tu La điện mạng lưới tình báo, man hoang cổ cương cùng hoàng cực cổ cương tình báo nhanh chóng đưa hướng Vô Tận Thần Thành. Đồng thời, Huyết U điện lại là tiến nhập toàn dân tu luyện, Tu La cửu biến giản dị bản, cũng đầy đủ để bọn hắn tăng lên gấp mấy lần thực lực. Ngày thứ ba, quân Nhược Hoan tìm tới 300 cái thần văn sư. Thần văn sư mặc dù thưa thớt, nhưng hôm nay Vô Tận cổ cương tốt xấu cũng có mấy trăm vực, tìm tới vài trăm người vẫn là dễ dàng. Những người này, vẫn là quân Nhược Hoan qua tuyển chọn tỉ mỉ, cha bọn họ tổ tông 18 đời tin tức, xác nhận yên tâm sau mới đưa tới cho Tiêu Phàm. 300 người không nghĩ tới sẽ bị Tiêu Phàm tự mình triệu kiến, tự nhiên là mừng rỡ hết sức. Tiêu Phàm cũng không có thời gian cùng bọn hắn thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói. Hôm nay tìm các ngươi tới, là để cho các ngươi hỗ trợ khắc chế một loại thần văn. Dứt lời, Tiêu Phàm lấy tay vung lên, ở trước mặt hắn đột nhiên hiện ra một bộ thần văn phức tạp bức tranh. Đám người nhìn lướt qua, tất cả đều lộ ra vẻ không hiểu. Đọc được lưu lại, xem không hiểu có thể rời đi, tốt nhất đừng đục nước béo cò, bổn phủ chủ sẽ từng cái khảo hạch, nếu là khắc chế không ra, tự gánh lấy hậu quả. Tiêu Phàm nhàn nhạt đảo qua toàn trường. Nghe được phía trước một câu, những cái kia xem không hiểu tu sĩ thật vẫn chuẩn bị lưu lại, có thể nghe được Tiêu Phàm đằng sau câu nói kia, bọn họ nơi nào còn dám có nửa điểm may mắn. Mấy tức về sau, liền có hơn trăm người đứng dậy. Tiêu Phàm cho quân Nhược Hoan một ánh mắt, quân Nhược Hoan lập tức mang theo 100 người kia rời đi. Lúc này, Tiêu Phàm lúc này mới nhìn về phía còn dư lại 200 người, lại tại hư không miêu tả ra hai bức thần văn đồ. Nói cảm thấy mình am hiểu bức thứ nhất đứng bên trái, am hiểu bức thứ hai đứng ở giữa, am hiểu bức thứ ba đứng bên phải. Đám người vẫn như cũ không biết vì sao, bất quá vẫn là nghe theo Tiêu Phàm lời nói, mấy hơi thở thời gian, đám người liền chia làm ba đội. Nhược Hoan, đem bọn hắn an bài ba cái địa phương, dựa theo yêu cầu của ta, điều khắc thân phận bài. Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía quân Nhược Hoan nói. Công tử yên tâm, quân Nhược Hoan gật gật đầu. Liền mang theo 200 cái thần văn sư rời đi. Xử lý xong việc này, Tiêu Phàm cũng mang theo Bạch Ma, Quan Tiểu Thất lặng yên rời đi. Mấy ngày sau, Vô Tận Thần Thành bên ngoài đỉnh một ngọn núi, Tiêu Phàm đứng chắp tay, quan sát vạn dặm non sông. Tam ca, ngươi thật muốn bố trí một cái bao phủ Vô Tận cổ cương siêu cấp trận pháp. Quan Tiểu Thất thở sâu, khiếp sợ không gì sánh nổi nói. Tiểu tử, người thủ bút này có chút lớn a. Liền Bạch Ma cũng nhịn không được cảm khái nói. Ăn vào đồ vật, ta nhưng không có nhổ ra quen thuộc. Tiêu Phàm lắc đầu, trận pháp này, chia làm ba tầng, về sau vô luận là tiến vào Vô Tận cổ cương, hay là rời đi Vô Tận cổ cương, đều phải dựa vào thân phận bài. Thế nhưng là, trận pháp này thời gian dài vận chuyển, yêu cầu thần thạch cùng nguyên tinh cũng không phải bình thường khủng bố a. Bạch Ma cảm thán nói. Nhiều nhất 10 năm, 10 năm về sau. Hoàng cực cổ cương cùng man hoang cổ cương lại có sợ gì? Điểm ấy thần thạch cùng nguyên tinh, Vô Tận Thần Phủ vẫn là tiêu hao nổi. Tiêu Phàm lắc đầu,
ánh mắt kiên định lạ thường. Dừng một chút, hắn lại nói, huống hồ, cái này 700 địa vực, chẳng lẽ cũng chưa có thần thạch cùng nguyên tinh sao? Bạch Ma trầm mặc không nói, đột nhiên, nơi xa mấy cỗ khí tức mạnh mẽ hướng về Tiêu Phàm vị trí tới gần, trong chớp mắt, Kim Cốt Đế sẽ đến Tiêu Phàm trước người. Công tử, tất cả chuẩn bị ổn thỏa, tùy thời có thể bắt đầu. Kim Cốt Đế quỳ một chân trên đất nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 168.